Khủng bố sống lại chương 952, chờ tin. Dù sao đối với Tào Duyên Hoa mà nói, đại cục là thứ quan trọng nhất, trừ cái đó những chuyện lạc vặt kia không đáng để chú tâm. Sau khi người nhân viên kia đi, Dương Giang đưa mắt nhìn quỷ nến, búp bê thế mạng ở trước mặt, sau khi xác nhận những thứ này không phải giả thì hắn liền bỏ chúng qua một bên không quan tâm. Cuối cùng toàn bộ lực chú ý của hắn dồn vào chiếc hộp bằng vàng. Chiếc hộp được bao bọc rất kín kẻ thậm chí bên trên còn có một số ký hiệu cảnh báo nguy hiểm đừng chạm vào các kiểu đây chính là chiếc hộp âm nhạc đáng sợ ở trong miệng của tàu duyên hoa có khả năng khiến cho người cầm nó không bị quỷ giết chết nhưng sau đó sẽ phải gánh chịu nguyền rủa cực kỳ đáng sợ sau khi trầm ngâm một chút dương Giang cẩn thận từng ly từng tí mở chiếc hộp màu vàng ống kia ra bên trong là một cái hộp gỗ nhỏ làm bằng gỗ có hình vuông bề ngoài khá bình thường có hơi cũ bên ngoài lớp gỗ cũ kỹ kia là một tầng sơn màu đỏ đậm. Chúng đã bị tróc đi không ít, giống như nó đã có niên đại từ rất lâu, đồng thời xung quanh còn phiêu lãng một mùi hôi thối như có như không. Cái mũi Dương Giang hơi động, ánh mắt ngưng tụ. Đây là mùi thi thối. Mùi vị này khiến cho Dương Giang không thể không nghĩ có phải ở bên trong chiếc hộp âm nhạc này đang chứa một bộ phận nào đó của thi thể hay không. Nhưng điều khiến cho hắn chú ý chính là chất liệu gỗ của chiếc hộp này, nó khá quen thuộc dường như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi đúng tủ quỷ màu sơn đỏ đậm ở bên ngoài lớp gỗ cùng với chất liệu của cái này giống y như đúc với tủ quỷ dương gian trầm ngâm là một thứ có niên đại cùng tủ quỷ hay là bị ngự quỷ nhân nào đó ở thời đại trước kia dùng để giam giữ lệ quỷ và tạo ra thứ đồ chơi đáng sợ này hắn không dám mở chiếc hộp âm nhạc này ra bởi vì dựa theo những gì tào duyên hoa nói một khi mở chiếc hộp này ra nó sẽ liên tục phát đi phát lại một đoạn nhạc khi đó lời nguyền rủa đáng sợ này sẽ bắt đầu phát động cho nên chỉ khi nào ở trong thời điểm then chốt nhất thì hắn mới mang ra để sử dụng bình thường người nào nghe thấy thứ đồ chơi này phát ra âm thanh thì người đó sẽ phải chết nhưng khi bị lệ quỷ để mắt đến thì lời nguyền này lại đảm bảo cho sinh mệnh được an toàn mặc dù điều đó chỉ là tạm thời nhưng ít ra còn có thể sống sót vào lúc đó nghĩ đến việc những ngự quỷ nhân từng sử dụng hộp âm nhạc trước đó đều bị chết thảm ở dưới lời nguyền rủa trong lòng dương gian khá là kiên kỵ thứ này nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định lựa chọn nó không vì cái gì cả mà là vì nó chính là tiền vốn để cho hắn có thể phản công lại ở trong những thời điểm then chốt dương gian thầm nghĩ trong lòng hy vọng thứ này chỉ có tác dụng làm lá bài tẩy không bao giờ phát huy ra tác dụng của nó không biết có phải là do ảo giác hay không mà khi vừa nhìn thấy chiếc hộp âm nhạc này nhưng còn chưa mở ra thì hắn đã cảm thấy được một cổ khí tức âm lãnh quanh quẩn gần đây ban đầu hắn còn chưa cảm thấy rõ nhưng càng lâu dài loại cảm giác này càng rõ ràng càng mãnh liệt không chỉ là ở xung quanh mà cổ khí tức âm lãnh này còn xuất hiện ở trên người của hắn chúng cứ quanh quẩn không chịu tan giống như sắp sửa có ma xuất hiện vậy trệt trệt dương gia nhìn thấy đèn điện trong phòng đều đang lấp lóe đây là dấu hiệu cho thấy mạch điện đang bị một cổ lực lượng quỷ dị nào đó ảnh hưởng khiến cho ánh sáng ở xung quanh dần trở nên ảm đạm Đúng lúc này chiếc hộp âm nhạc bị đóng chặt kia đột nhiên hơi động động, dường như không cần phải ra tay, nó có thể tự động mở ra vậy. Dương Giang sầm mặt lại, hắn lập tức bỏ vào trong hộp bằng vàng, sau đó trực tiếp đóng kín. Ngay lập tức, toàn bộ khí tức âm lãnh ở xung quanh biến mất, ánh sáng ảm đạm cũng khôi phục bình thường. Không còn những tiếng rẹt rẹt nữa. Thứ này quả là tà môn, còn chưa có dùng mà đã có dị thường rồi khó mà tưởng tượng nổi khi chính thức sử dụng nó thì sẽ xảy ra chuyện kinh khủng như nào nữa. Quả nhiên, những món đồ giữ mạng không thể nào tốt như tưởng tượng được. Trong lòng Dương Giang sinh ra kiên kỵ đối với thứ này. Bởi vì hắn cảm thấy mức độ quỷ dị của thứ này có thể sánh ngang với tấm gương quỷ. Mà giờ phút này, ở bên ngoài một thung lũng gần căn cứ thí nghiệm tại ngoại ô thành phố Đại Kinh đang có một đội nhân viên đặc thù. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngay cả những tiếng côn trùng trong đêm tối đều không có chỉ có những tiếng xào xạc do từng cơn gió lạnh thổi qua mà những cơn gió này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy âm lãnh đồng thời bên trong nó còn thoang thoảng như có như không một mùi thi thối nhàn nhạt ở trên không trung đang có mấy chục chiếc máy bay không người lái điều này chứng minh rằng chỗ này đang diễn ra một hành động nào đó chỉ là đối với hành động lần này mà nói những chiếc máy bay không người lái kia không trợ giúp được nhiều tối đa chỉ là cung cấp thông tin cho bên phía tổng bộ mà thôi mấy người lập tức dừng chân lại đây chính là thung lũng do dương gian tạo ra để vây con quỷ kia lại ở trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện ánh đèn phía trước thung lũng là một khoảng không gian đen kịt giống như một chiếc quan tài màu đen sì đặt dưới mặt đất vậy chỉ là xung quanh quan tài kia đang bị tường đất che chắn cho nên người ngoài không thể nào nhìn thấy không phải dương gian vây cảnh sát quỷ ở chỗ này mà tạm thời cảnh sát quỷ bị mất đi mục tiêu cho nên nó mới quanh quẩn ở chỗ này hình như tính khuếch tán của con quỷ này không phải rất mạnh từ chuyện linh dị của thôn hoàng cương lần trước liền có thể nhìn ra được thế nhưng điều kiện tiên quyết là thứ này không được xuất hiện ở bên trong thành thị nếu không có người hiểu rõ nội tình nói ra kết quả đáng sợ kết quả này chính là điều mà tổng bộ lo lắng nhất một khi nó vào bên trong thành phố nó chính là một thứ cực kỳ kinh khủng có khả năng xử lý sạch một tòa thành thị chỉ trong nháy mắt so với chuyện linh dị của quỷ chết đói nó còn khó giải hơn rất nhiều có người nhíu nhíu mày cảm thấy hành động lần này của bọn họ là vẽ vời cho thêm chuyện. Nếu đã như thế thì sao chúng ta không để nó nằm ở đây luôn đi, cần gì phải qua đây để xử lý nó làm gì? Vậy cậu có yên tâm khi có một thứ như này nằm gần nhà của cậu không? Yên lặng đi, chờ đợi tin tức của tên họ Liễu kia. Mấy người còn lại đều trầm mặt, lặng lặng đứng yên ở bên lề đường tối tăm chờ đợi tin tức. Ngoại ô thành phố. Tối nay, chỗ này yên tĩnh đến mức đáng sợ trên con đường ở gần đó không hề thấy chiếc xe nào chạy qua ở xung quanh giống như kiểu bị mất đi âm thanh vậy ở dưới mấy ánh đèn đường lờ mờ có mấy bóng người thi thoảng phát ra những tiếng bàn luận thưa thớt xung quanh khu vực này đã bị người phong tỏa cấm đoán người qua lại bất kỳ ai cũng không được phép đặt chân đến chỗ này bởi vì ở trung tâm của khu vực bị phong tỏa này đang có một con quỷ cực kỳ đáng sợ với danh hiệu cảnh sát quỷ bất kỳ một ai đi qua đây dù chỉ là người bình thường cũng sẽ có nguy cơ khiến cho cảnh sát quỷ bị mất khống chế. Chỉ có những ngự quỷ nhân mới có tư cách xâm nhập vào bên trong khu vực nhìn như bình thường, nhưng thực chất vô cùng nguy hiểm này. Vào tối ngày hôm nay, đang có một lần hành động nhằm giam giữ cảnh sát quỷ được tiến hành. Không khí xung quanh rất ngột ngạt. Số lượng người tham gia vào hành động lần này không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có 5 người. Một trong số đó có Lý Quân. Hành động lần này cần dùng đến quỷ vực hơn nữa còn cần một vị ngự quỷ nhân có kinh nghiệm tiếp xúc với cảnh sát quỷ đảm nhiệm trọng trách dẫn đội. Cho nên Lý Quân chính là người thích hợp, nhưng hắn ta cũng không phải là người thích hợp nhất. Những người còn lại có cả nam lẫn nữ, dung mạo cũng có chút quen thuộc, bọn họ chính là những vị ngự quỷ nhân từng tham dự cuộc họp lần trước của tổng bộ. Mặc dù số lượng người tham gia không nhiều, nhưng có thể nói bọn họ là những vị ngự quỷ nhân được chọn lọc ra từ toàn bộ cả nước, không có một ai là người đơn giản, chỉ tính riêng việc tiếp xúc với quỷ thì tất cả bọn họ đều được coi là người trong nghề. Bởi vì bọn họ chính là những vị ngự quỷ nhân tinh anh còn lại sau khi đã đào thải hết những người không hợp cách qua rất nhiều chuyện linh dị. Kinh lịch của mỗi người bọn họ đều đủ để viết nên những cuốn tiểu thuyết kinh tâm động phách. Đến rồi. Bất chợt, người thanh niên đang ngồi chồng hỗn hút thuốc trên mặt đất hơi động, dùng âm thanh khàn khàn thông báo cho đám người. Gần như ngay tức khắc, những người khác cũng đều nhận được tin tức có liên quan đã thành công dẫn dụ chuyện linh dị quỷ họa, đang di chuyển về phía bên này. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Trong lòng đám người rung lên, gần như sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Bởi vì tín hiệu này cũng có nghĩa là hành động tối ngày hôm nay sẽ xảy ra, không thể nào tránh khỏi. Hai chuyện linh dị cấp độ ép va chạm với nhau, không một ai có thể xác định là nó sẽ sinh ra biến hóa như thế nào. Mặc dù theo suy đoán của giáo sư Vương, đại thái một trong hai sẽ bị xử lý một cái. Nhưng vẫn có một xác suất nhỏ nào đó sẽ phát sinh một loại phản ứng dây chuyền nào đó, khiến cho hai chuyện linh dị cùng lúc bị mất khống chế. Hệ số mạo hiểm của chuyện này là cực kỳ lớn. Mặc dù bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bị mất khống chế, nhưng khi thực sự tiếp xúc với quỷ thì làm gì có thứ gọi là chắc chắn được. Tiếp xúc trực tiếp với quỷ là một việc cực kỳ nguy hiểm. Thân thể lý quân đứng thẳng tắp ở dưới ánh đèn đường, mặc kệ những người khác có nghe hay không, hắn ta vẫn cứ nói. Mọi người cần phải nhớ rõ, toàn bộ quỷ của mấy người chúng ta cộng lại cũng không bằng cảnh sát quỷ. Một khi bị nó để mắt đến chúng ta sẽ rơi vào trạng thái lạc đàn. Nhưng theo những thông tin mới nhất mà Dương Giang tiết lộ, thì khi ở trong căn cứ huấn luyện, cảnh sát quỷ đã bị hắn cưỡng ép sửa đổi một ít quy luật. Khiến cho tình trạng lạc đàn hẳn phải chết xuất hiện một chút biến hóa nho nhỏ. Quỷ sẽ ưu tiên lựa chọn tấn công những người bình thường, không có lệ quỷ. Còn trường hợp trong thân thể có quỷ sẽ không trở thành mục tiêu của nó. Đây là điều đã được kiểm chứng. Thứ kia đang dần dần thay đổi, bắt đầu từ khi ở thôn Hoàng Cương, đến phòng thí nghiệm, lại đến căn cứ huấn luyện, và hiện tại. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta cực kỳ đơn giản. Không cần tiếp xúc trực tiếp với nó, chỉ chờ đợi cơ hội. Nếu cơ hội không xuất hiện, lần hành động này của chúng ta không cần phải làm gì hết. Lần trước Vương Tiểu Minh từng đích thân dẫn đội để giam giữ cảnh sát quỷ, nhưng bị thất bại khi đó tổng bộ đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này cho nên bọn họ lựa chọn cách thức bảo thủ nhất đó chính là chờ đợi cơ hội nếu không có cơ hội thì dù lần hành động này bị thất bại cũng được chứ tuyệt đối không được để xuất hiện việc ngự quỷ nhân chết đi nếu để chết thêm mấy vị ngự quỷ nhân nữa thì cảnh sát quỷ sẽ chính thức trở thành một chuyện linh dị khó giải nói đơn giản một chút chính là cầu nguyện cho quỷ họa có thể áp chế được quỷ vực của cảnh sát quỷ sau đó chúng ta nhân cơ hội này chạy đến giam giữ cảnh sát quỷ lại Lý Quân, không cần anh phải nhắc đâu, nếu có chuyện gì đó không đúng thì tôi đảm bảo chúng tôi sẽ chạy nhanh hơn cả anh. Ở dưới mặt đất đang có một người thanh niên, dung mạo bình thường, ngồi chồng hổng chơi điện thoại di động, ngẩng đầu, nở một nụ cười tái nhợt. Khiến cho người ta cảm giác như đang có một cổ thi thể mỉm cười vậy, không rét mà run. Tôi lại cảm thấy lần hành động này của chúng ta khá tệ. Vậy mà tên Dương Giang kia không có tham gia vào lần này. So với anh, tôi càng cảm thấy việc hợp tác với mắt quỷ dương gian kia sẽ tốt hơn. Nghe nói quỷ vực của cậu ta có thể xâm nhập vào bên trong quỷ vực của quan tài quỷ. Lý Quân, chắc anh không thể làm được điều này đúng không? Người nói chuyện là một người phụ nữ, với khuôn mặt được trang điểm dày đặc. Hai má của người phụ nữ này được thoa màu đỏ, trông rất quỷ dị, giống như chỗ đó đang thấm máu tươi vậy. Mắt quỷ dương gian. Hắc hắc, cái tên làm sằng làm bậy ấy hả? Có lẽ tổng bộ không yên lòng với hắn, cho nên không cho hắn tham dự vào chuyện quan trọng như này. Nếu hắn mà tham gia thì có tám chín phần là hỏng việc. Người nói chuyện chính là một người đàn ông đang tựa lưng vào một chiếc đèn đường. Lý Quân bình tĩnh nói. Dương Giang là một người rất đặc thù. Lòng tham cùng tâm phản nghịch của cậu ta rất lớn, không muốn bị ức thúc, không ổn trọng như chúng ta. Trong khi mấy người đang nói chuyện với nhau. Không gian yên tĩnh ở bốn phía bắt đầu trở nên u ám, ở trên bầu trời rơi xuống những thứ như có như không, giống như được ngưng tụ từ sương mù màu xám, lại giống như những đám khí tức âm lãnh. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ không gian xung quanh đều bị những thứ u ám bao phủ. Bằng mắt thường có thể nhìn ra mọi thứ xung quanh đang dần thay đổi. Chỗ này không có bất cứ màu sắc nào, ngay cả ánh đèn đường lúc trước cũng thay đổi thành màu xám và bị bao phủ ở bên trong những thứ như này. Có người đưa tay đón lấy những thứ màu xám đang rơi xuống kia, sau đó nhẹ nhàng chà sát, ở trong lòng bàn tay lập tức lưu lại những dấu vết màu xám. Đây là tro giấy. Người kia khẽ kêu một tiếng, cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Giống như cái thế giới này bị thiêu đốt, sau đó bay xuống những miếng tro giấy như này vậy. Đây là quỷ vực của quỷ họa. Lý quân nhíu mày. Xem ra hiệu suất làm việc của Liễu Tam còn nhanh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Hắn ta đã thành công dẫn dắt quỷ họa đến chỗ này. Dựa theo những suy đoán lúc trước, Xung quanh chúng ta không có bất cứ bức tranh nào, đồng thời trước đó cũng không có nhìn qua bức tranh nào hết, cho nên sẽ không trở thành mục tiêu của quỷ họa. Khả năng cao là mảnh quỷ vực này sẽ tiến hành áp chế đối với quỷ vực của cảnh sát quỷ, cho nên chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Xung quanh đang không ngừng xuất hiện những mảnh tro tàn rơi xuống, toàn bộ khu vực này đã bị thay đổi hoàn toàn. Không biết vì cái gì, tâm trạng của Lý Quân lại trở nên trầm trọng hơn so với lúc trước. Quỷ còn chưa có xuất hiện vẻn vẹn chỉ là quỷ vực lan đến mà đã khiến cho người ta cảm giác được một cổ khí tức tuyệt vọng như này. Ở trong khu vực u ám như thế này không có bất cứ cảm xúc nào hết, cũng không có bất cứ sự sống nào, chỉ có sự yên tĩnh giống như người chết, kèm theo đó là vô số mảnh cho giấy bay phiêu lãng. Không cần phải nói nhiều, nếu mọi chuyện không đúng như dự kiến thì chuồn. Người thanh niên dừng động tác chơi điện thoại trong tay, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cô gái trang điểm dày đặc kia nghi ngờ hỏi. Đúng, liễu tam hoàn thành nhiệm vụ rồi vậy hắn ta đang ở đâu sao chúng ta còn chưa nhìn thấy hắn ta vậy những người khác nghe vậy thì bắt đầu quan sát xung quanh với ý đồ tìm kiếm tung tích của liễu tam lạch cạch thế nhưng chỉ trong nháy mắt ở trên bầu trời u ám kia đột nhiên rơi xuống một thứ giống như cổ thi thể thứ này rơi xuống trước mặt đám người nhưng khi chạm đất cổ thi thể này bị va chạm cho không còn hình dáng nhưng người khác có thể nhận ra được cổ thi thể này chính là liễu tam người tham gia hành động lần này cùng bọn họ không phải là thi thể chỉ là một tấm giấy hình người mà thôi có người lập tức đi qua kiểm tra đây đúng là một hình người được dán bằng giấy chỉ là thủ thuật khá hoàn hảo khiến cho mọi người lầm tưởng thành đó là một cổ thi thể người giấy liễu tam trong đầu lý quân lập tức nhớ lại hồ sơ của liễu tam đây là một vị ngự quỷ nhân cực kỳ thần bí người khác chỉ biết họ của hắn ta là họ liễu còn tên là tên giả trong hồ sơ cũng không có ghi tên ngay cả trong kho dữ liệu công dân của quốc gia cũng không có thông tin về người này tên liễu tam này giống như đột nhiên xuất hiện ở trên đời này vậy không có bất cứ tin tức nào cho thấy sự tồn tại của người này có người suy đoán liễu tam chỉ là một cái thế thân còn thân phận thực sự thì đã bị hắn ta che giấu đi máy bay không thể nào bay lâu ở bên trong quỹ vực của nó được tính toán của giáo sư vương cũng thật sự chuẩn xác sau khi bay đến chỗ này toàn bộ máy bay không người lại lập tức bị mất khống chế. Nhưng cũng may là quỷ họa đã được dẫn đến thành phố Đại Kinh đúng như dự kiến. Ở bên trong ruột của người giấy kia hoàn toàn trống rỗng, đột nhiên có một cánh tay màu vàng thò từ trong đó ra, sau đó một thân hình vặn vẹo, quỷ dị đột nhiên leo ra từ trong người giấy. Chỉ một lát, một người thanh niên tuổi chừng 20, màu da vàng như nến, như bị bệnh xuất hiện ở trước mặt đám người. Quỷ vực của quỷ họa thật sự quỷ dị, một con người giấy của tôi đã bị chết ở bên trong Theo nguyên tắc mà nói Con quỷ người giấy của tôi cùng loại với quỷ họa Vốn tưởng còn có thể đỡ được một lần tập kích của nó Không nghĩ đến Liễu Tam nhìn cái xác người giấy nằm trên mặt đất Người giấy mở to hai mắt Nhìn chầm chầm vào hắn ta với biểu cảm khá quá dị Giống như nó chết không cam tâm vậy Tôi cảm thấy tin tức nhận được từ nước ngoài đã bị che giấu đi rất nhiều thứ Lý Quân hỏi Quỷ họa đâu rồi Liễu Tam chỉ tay về phía rừng cây cách đó không xa. Máy bay rơi xuống ở chỗ đó, hẳn là nó cũng nằm gần đó thôi. Cách xa nó, mục tiêu của chúng ta là cảnh sát quỷ. Nói xong, Lý Quân nhanh chóng đi về phía thung lũng. Hắn ta muốn xác nhận xem quỷ vực của cảnh sát quỷ đã bị áp chế hay chưa. Nếu bị thất bại thì bọn họ cần phải nhanh chóng rời đi. Còn thành công thì thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, giam giữ cảnh sát quỷ. Đã bắt đầu hành động rồi. Bọn họ có thành công không? Ở một chỗ bên ngoài ngoại ô thành phố, nơi này chính là nơi từng xảy ra chuyện linh dị cảnh sát quỷ, căn cứ huấn luyện. Hiện tại nó đã bị phong tỏa, người bên trong đều rút lui hết. Thế nhưng tối hôm nay Dương Giang lại trở về chốn cũ, hắn trở lại bên trong căn cứ huấn luyện vắng tanh này. Hắn đứng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà, bóng tối ở xung quanh bao phủ thân hình của hắn, quanh người chỉ có một sợi ánh sáng màu đỏ tươi hơi lóe. Mặc dù theo nguyên tắc thì hành động lần này không có bất cứ quan hệ nào với Dương Giang cả, nhưng hắn cũng muốn nhìn xem một chút để biết hành động tối hôm nay có thành công như dự kiến hay không. Lòng hiếu kỳ là thứ mà bất cứ ai đều có, Dương Giang cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa hành động lần này lại là một sự kiện lớn, một khi xuất hiện sơ hở, dù chỉ là sơ hở nhỏ nhoi cũng mang đến hậu quả cực kỳ khủng bố. Dù đã đứng ở một nơi rất cao, nhưng nếu chỉ sử dụng mắt thường để quan sát thì Dương Giang không thể nào nhìn rõ được chỉ khi hắn sử dụng mắt quỷ thì mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở trong bầu trời đêm này đó là một khu vực u ám giống như bị một lớp sương mù bao phủ vậy lại giống như những làn khói đang phiêu lãng trong thành phố nếu nhìn qua sẽ không thể nào phát hiện ra bất cứ chỗ kỳ quái nào của nó nhưng dương gian lại có thể nhìn ra được rất nhiều thứ ở bên trong khu vực u ám kia khu vực kia cũng không giống như bị quỷ vực bao phủ mà nó càng giống với một thế giới quỷ dị nào đó đang ẩn giấu bên trong thế giới quỷ dị kia có nhà lầu đường lớn có đồng ruộng thế nhưng bất cứ cảnh vật nào ở bên trong đó thì đều tĩnh bịch xám xịt ngoại trừ những cái đó ra không còn bất cứ màu sắc nào khác nữa là ảo giác được hình thành do quỷ vật à ánh mắt dương gian khẽ nhúc nhích thầm nghĩ trong lòng thế nhưng đối với quỷ mà nói những thứ ảo ảnh này có tác dụng gì chứ nói cách khác nếu như kiến trúc khung cảnh này mà xuất hiện thì chắc chắn phải có lý do nào đó của nó cách thức hành động của lệ quỷ khác xa ngự quỷ nhân, cho nên không có chuyện xuất hiện những thứ vô dụng. Hắn đã gặp qua không ít quỷ vực, cho nên theo như phán đoán của hắn, thì toàn bộ mọi thứ bên trong quỷ vực đều vận hành xung quanh con quỷ kia. Nói cách khác, quỷ vực chính là ưu thế của con quỷ kia. Ở bên trong quỷ vực nó sẽ có ưu thế tuyệt đối. Cho nên, bất cứ biến hóa nào ở bên trong quỷ vực đều sẽ mang một lý do tất yếu nào đó. Ví dụ như quỷ vực của quỷ chết đói, lớp sương mù màu xanh đen kia chính là tài liệu để cho nó truyền bá nguyền rủa. Bất cứ người nào hít thở phải lớp sương mù màu xanh đen kia sẽ phải dính lấy một ít nguyền rủa của nó, thậm chí còn có xác suất mang thai quỷ anh hay bị quỷ truy sát. Quỷ vực của quỷ gõ cửa là một mảnh quỷ vực giống y như thế giới thực, nhưng mục đích của việc này chính là thuận tiện cho việc giết người của nó. Ngay khi Dương Giang đang dùng một chút thông tin mà hắn có để phân tích mọi thứ, thì ở bên trong thế giới u ám kia, mấy người lý quân liễu tam đang nhanh chóng đến gần khu vực thung lũng do dương gian tạo thành kia bọn họ muốn kiểm tra xem phải chẳng quỷ vực của cảnh sát quỷ đã bị áp chế khoan trước đó ở chỗ này có đường đi không cô gái trang điểm dày đặc kia đột nhiên dừng lại sau đó chỉ tay về phía một con đường nhựa đang uốn lượn xung quanh thung lũng kia rồi hỏi ánh sáng bên trên con đường ở phía trước càng ngày càng ảm đạm mà xung quanh đường lại xuất hiện từng hàng cây dày đặc giống như những bức tường vậy kín kẽ không có chỗ hở những cây cối này hoặc xếp cong queo, hoặc thẳng tắp, nhưng tất cả chúng đều có cùng một kiểu dáng, giống như được vẽ ra từ cùng một vật mẫu vật. Không, đây là một con đường mới xuất hiện. Lý Quân sầm mặt lại. Bên trong quỷ vực đang xuất hiện một loại biến hóa nào đó không thể đoán trước được, đây không phải là chuyện tốt. Đương nhiên không phải là chuyện tốt rồi, một con quỷ cấp S đang du đẳng ở đâu đây thì sao mà tốt được. Có thể lúc này chúng ta đang ở trong trạng thái cực độ nguy hiểm bất cứ sơ sẩy nào đều có thể khiến cho chúng ta ngõm củ tỏi tại đây tổng bộ cũng biết được sự nguy hiểm của nó cho nên mới phái những người có khả năng giữ mạng tương đối mạnh như chúng ta đến đây để xử lý người nói chuyện là liễu tam với khuôn mặt vàng vọt như nến không phải là vô duyên vô cớ mà bọn họ lại được lựa chọn để tham gia vào lần hành động này bởi vì nếu mấy người bọn họ mà tụ hợp lại thì có thể sống sót được từ trong bất cứ chuyện linh dị nào trừ phi bọn họ bị điên đi đối cứng với lệ quỷ để tìm đường chết thì không nói được nếu không đi con đường này thì chúng ta phải băng qua mảnh rừng rậm quỷ dị kia một người khác chậm rãi nói mặc dù việc xuất hiện thêm một con đường nhìn như có nguy hiểm nhưng không chừng nó sẽ an toàn nói không chừng ở bên trong quỷ vực sẽ xuất hiện biến hóa không ngừng cho nên không có một ai có thể khẳng định con đường này là đúng lý quân nếu không anh thử dùng quỷ vực dò xét xem sao lý quân nói sử dụng quỷ vực ở bên trong quỷ vực của quỷ họa sẽ bị hạn chế rất lớn, hiệu quả không ra gì, thậm chí còn không bằng chúng ta tự mình bước đi. Với lại tình trạng hiện tại còn chưa có rõ ràng, nên đây không phải là một đề nghị tốt. Nếu quả thật chúng ta gặp phải chuyện nguy hiểm nào đó, hoặc là tiến hành giam giữ cảnh sát quỷ thì tôi sẽ sử dụng quỷ vực. Liễu Tam nhìn về phía một người khác rồi nói. Dù sao khoảng cách cũng không xa, chỉ có một đoạn đường mà thôi, không cần thiết phải lãng phí năng lực giữ lại mà xài vào lúc then chốt để giữ mạng đi tô phàm cậu chọn một phương hướng đi lúc này người thanh niên gọi là tô phàm kia đang cúi đầu chơi điện thoại giống như đang nghiện game vậy cứ cắm mặt vào điện thoại không thể nào thoát ra được hiện tại chỉ cần là một người biết suy nghĩ thì đều hiểu đây không phải là thời điểm chơi game thế nhưng lại không có một ai ngăn cản hành vi này của hắn ta bởi vì bọn họ đều đọc qua hồ sơ tư liệu của tô phàm ở bên trong điện thoại di động của tô phàm có một cái trò chơi vô cùng đơn sơ thậm chí gọi là cực kỳ thô ráp đang chạy trò chơi này dùng góc nhìn thứ nhất ở trong tầm mặt của nhân vật là một con đường tĩnh mịch dựa theo góc nhìn thứ nhất có thể thấy lúc này nhân vật bên trong điện thoại đang nhanh chóng chạy lên con đường phía trước nhưng ở bên cạnh lại có một dấu hiệu nguy hiểm theo tin tức biểu hiện thì dòng nhắc nhở này chính là có nguy hiểm ở xung quanh tô phàm nhấn vào màn hình khống chế trò chơi nhân vật di chuyển về phía trước thi thoảng hắn ta lại dùng một số đạo cụ đã nhặt được từ những trò chơi trước đó. Nguy hiểm đang đến gần. Khi Tô Phạm nhìn thấy tin tức nhắc nhở nguy hiểm phát sinh thay đổi, hắn ta nhanh chóng sử dụng một món đạo cụ, bó đuốc. Nhân vật bên trong trò chơi lập tức dừng lại, sau đó lấy bật lửa ra chuẩn bị châm vào bó đuốc. Nhưng ngoài ý muốn chính là, ngay khi nhân vật dừng lại thì không gian xung quanh trở nên tối đen. Toàn bộ khung hình trong nháy mắt đen kịt, giống như đang tắt màn hình vậy sau đó một hàng chữ đỏ đậm xuất hiện trên màn hình điện thoại của tô phàm bạn đã chết tô phàm hơi nhăn mi sắc mặt có chút âm trầm đây cũng không phải là lần đầu xuất hiện việc nhân vật bên trong trò chơi chết bất đắc kỳ tử không có chút dấu hiệu nào như vậy có thể cái trò chơi đơn sơ đến mức không thể tả này có thể khiến cho người khác phải điên vì chơi một trò chơi nhàm chán xấu xí nhưng đối với tô phàm mà nói hắn ta không thể nào không tiêu tốn cả chục tiếng đồng hồ mỗi ngày cho cái trò chơi buồn nôn này bởi vì ở một mức độ nào đó, cái trò chơi này lại có liên hệ với hiện thực, đồng thời có được một loại nguyên rủa đáng sợ nào đó. Tô Phàm có kết quả chưa? Liễu Tam nhìn thấy Tô Phàm để điện thoại xuống thì vội hỏi. Tô Phàm trầm mặt nói. Nếu đi về phương hướng của cảnh sát quỷ sẽ gặp phải nguy hiểm không biết nào đó. Tôi không biết được mối nguy hiểm này đến từ đâu, nhưng tôi có thể khẳng định, một khi nguy hiểm tiến đến, trong chúng ta chắc chắn phải có người chết thậm chí ngay cả cơ hội cứu cũng không kịp dù sao lượng tin tức mà trò chơi trong tay tôi tiết lộ ra không có nhiều có lẽ chỉ có hùng văn văn có năng lực dự đoán tương lai mới phù hợp với tình hình này hơn thật không sắc mặt lý quân hơi động nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không cần tiết kiệm nữa trực tiếp dùng quỷ nến để tiến lên như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đồng thời đảm bảo được an toàn nói xong hắn ta lấy ra một cây quỷ nến màu đỏ đậm sau đó dùng bật lửa thắp nó lên không một chút do dự ở trong thế giới u ám lập tức xuất hiện một ánh nến âm u chập chờn xua tan đi toàn bộ sương mù xám xịt ở xung quanh cổ khí tức quỷ dị vừa mới xuất hiện hồi nãy lập tức biến mất không thấy gì nữa giống như có một mối nguy hiểm nào đó ở xung quanh bị ngọn nến đẩy lùi nhưng mà tốc độ thiêu đốt của quỷ nến có chút nhanh dùng mắt thường có thể nhìn ra được nó đang dần ngắn lại hiện tại xung quanh không có quỷ mà cùng lắm là cây quỷ nến này có thể chống đỡ được 5 phút. Tô Phạm nhìn tốc độ thiêu đốt của quỷ nến rồi nói. Cho nên nếu có bất trách gì gì đó thì chắc nó chỉ được tầm 3 phút thôi. Thật khó mà tưởng tượng nổi, ảnh hưởng của quỷ họa sẽ lại lớn như này. Ở trong những chuyện linh dị bình thường, khi không có quỷ ở xung quanh, thì một cây quỷ nến có thể đốt được hơn nửa tiếng đồng hồ là điều bình thường. Cho nên chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ hành động. Lý quân dẫn đầu, tay cầm quỷ nến đi lên phía trước hắn ta trực tiếp đi vào con đường không biết thông về phía cảnh sát quỷ mọi người trầm mặc không nói chỉ nhanh chóng bước theo hắn ta mặc dù nhìn thì thấy con đường quỷ dị kia uốn lượn gần như vô tận nhưng thực chất cũng không quá dài chỉ là sau khi đám người bước lên trên đường thì xung quanh lại xuất hiện các loại biến hóa quỷ dị bọn họ nhìn thấy bên trên con đường này xuất hiện rất nhiều lối rẽ trông thấy một số thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ ở phía cuối lối rẽ này có những kiến trúc thành thị hoang phế cũ kỹ cũng có những khu nhà cũ quỷ dị khiến người ta phải sợ hãi còn có con đường dẫn đến nghĩa địa thậm chí bọn họ còn nhìn thấy một vài bóng người lắc lư ở cuối đường nơi này đã biến hóa quá quỷ dị không thể nào dùng tư duy bình thường để suy đoán được nữa nhưng lý quân không có rẽ vào bất cứ con đường nào ở dưới sự bao trùm của ánh nến có thể ngăn cản được hết toàn bộ những nguy hiểm không tên điều này khiến cho bọn họ cực kỳ thuận lợi đi vào bên trong thung lũng cũng chính là vị trí thực sự của cảnh sát quỷ. Đến rồi, ở chỗ này. Lý quân dừng chân lại, sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Theo định vị vệ tinh thì bọn họ đã đến đích, nhưng cái thung lũng mà Dương Giang dùng để ngăn cách cảnh sát quỷ lại hoàn toàn biến mất. Mà thay vào đó là một cái thôn nhỏ. Ở phía trước cửa thôn có một tấm biển, trên đó ghi ba chữ, thôn Hoàng Cương. Người phụ nữ trang điểm nồng đậm kia kinh dị nói. Cảnh sát quỷ đâu rồi? nhanh chóng trở về. Lý quân cảm giác mọi chuyện có chút khác thường, nên vội vàng quay đầu bỏ chạy. Mấy người tô phàm, liễu tam cũng đều cau mày. Bọn họ nhìn chầm chầm vào tấm biển có ghi ba chữ thôn hoàng cương kia. Bọn họ đã đọc qua hồ sơ của cảnh sát quỷ, ngọn nguồn của cảnh sát quỷ cấp độ S này chính là chuyện linh dị của quan tài quỷ. Mà nơi phát sinh ra chuyện linh dị này đầu tiên chính là một cái thôn nhỏ tên là thôn Hoàng Cương, ở bên ngoài thành phố Đại Sương mà hiện tại cái thôn này lại xuất hiện ở đây. Còn cảnh sát quỷ thì biến mất, đồng thời mảnh quỷ vực hình quan tài cũng biến mất theo. Đã không có mục tiêu thì bọn họ còn giam giữ cái gì được nữa. Bởi vậy có thể thấy được, sự va chạm của hai chuyện linh dị đã xuất hiện một số biến hóa đáng sợ nào đó không thể dự đoán. Lùi lại là cách làm chính xác và ổn thỏa nhất. Mặc dù trên đường đi không gặp bất cứ nguy hiểm nào, nhưng khi quay lại sắc mặt ai nấy đều tỏ ra cực kỳ âm trầm cùng sợ hãi. Rất nhanh, loại lo lắng cùng dự cảm bất an của bọn họ đã trở thành hiện thực. Sau khi bọn họ quay người và đi xuyên qua con đường với khu rừng cây u ám thì lại phát hiện ra ở phía trước mặt bọn họ là một ngôi làng. Thôn Hoàng Cương. Bị nhốt rồi. Bọn họ ngay lập tức biết được tình cảnh của bản thân. Không phải cực kỳ tồi tệ, nhưng chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Tiến vào bên trong quỷ vực của quỷ họa, mọi chuyện còn phức tạp hơn những gì bọn họ tưởng tượng đoán chừng toàn bộ những thứ bọn họ gặp ở đây còn quỷ dị hơn tất cả những gì mà bọn họ gặp từ trước đến giờ. Với lại tin tức tình báo từ hồ sơ của nước ngoài đã bị cắt xén đi không ít, thậm chí còn cắt xén luôn những tin tức, những nhắc nhở vô cùng quan trọng. Cho nên hồ sơ kia không có bất cứ trợ giúp nào đối với đám người Lý Quân. Toàn bộ mọi thứ đều cần bọn họ tự mình đi tìm tòi. Đồng thời bọn họ cũng không hề quên cái quỷ vực với bề ngoài không có bất cứ nguy hiểm nào như này lại từng đoàn diệt một đám ngự quỷ nhân đỉnh phong của nước ngoài tại nửa năm trước, đồng thời khiến cho vô số người bị mất tích. Nếu không phải vậy, chuyện này cũng sẽ không bị coi là chuyện linh dị cấp độ S. Ở bên trong thế giới u ám, từng mảnh cho giấy cứ phiêu đảng không ngừng. Toàn bộ mọi thứ với hiện thực đều đã bị ngăn cách hết. Chỗ này giống như âm tàu địa phủ vậy, ở bên trong không gian cực kỳ yên tĩnh này khiến cho người ta phải chịu một loại áp lực gần như không thở nổi. Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm. Vốn năm người bọn họ định kiểm tra tình trạng của cảnh sát quỷ, nhưng không nghĩ là khi đến vị trí kiểm tra thì mọi thứ đều biến mất. Thay vào đó là một cái thôn tên Hoàng Cương xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thay thế vào vị trí của cảnh sát quỷ. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ, cái tên thôn Hoàng Cương này có ý nghĩa như thế nào. Toàn bộ thôn làng, kể cả kiến trúc bên trong đều là một phần của quỷ. Cũng bởi vì biết được điều đó cho nên bọn họ chỉ đứng ở bên ngoài thông hoàng cương mà không dám tiến vào bên trong. Vì một khi tiến vào bên trong, khả năng cao bọn họ sẽ gặp phải cảnh sát quỷ tấn công. Hiện tại kế hoạch dường như xuất hiện biến cố ngoài ý muốn, chúng ta đã gặp phải cục diện bế tắc, tiến thoái lưỡng nan. Trên khuôn mặt bệnh hoạn của Liễu Tam lộ một nụ cười quái dị. Tin tức tốt duy nhất chính là chúng ta còn không có gặp phải lệ quỷ tập kích. Cảnh sát quỷ cũng được, quỷ họa cũng thế hiện tại bọn chúng đang ở trong một trạng thái tương đối yên tĩnh nhưng theo tôi thấy thì trạng thái yên bình này sẽ không kéo dài lâu đâu một khi xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn thì đám người chúng ta cũng sẽ giống như đoàn người kia bị đoàn diệt ở chỗ này cho dù chúng ta có được những năng lực giữ mạng quỷ dị cũng không được cuối cùng có thể sống sót hay không còn rất khó nói dù sao đây cũng là hai chuyện linh dị cấp ép lận không một ai dám chắc bản thân có thể sống sót ở trong tình cảnh như này Sắc mặt Lý Quân trở nên cực ngưng trọng, dựa theo kế hoạch bình thường thì quỷ họa sẽ dùng quỷ vực của nó để áp chế quỷ vực của cảnh sát quỷ. Sau đó bọn sẽ nhân lúc này để tiến hành giam giữ cảnh sát quỷ. Nếu tình hình không đúng như dự kiến, bọn họ phải nhanh chóng rút lui. Mặc dù trước đó bọn họ cũng từng cân nhắc đến việc sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng xác suất của trường hợp đó không cao. Quả nhiên, khi xử lý chuyện linh dị sẽ không có cái gì gọi là may mắn, càng lo lắng điều gì thì cái đó sẽ xảy ra một vị ngự quỷ nhân khác nói lý quân anh là người dẫn đội lần này chẳng lẽ anh không định đưa ra ý kiến gì hay sao nếu hiện tại muốn đi thì không khó lắm chúng ta có tô phàm ở đây cậu ta hẳn là biết được đường ra ngoài người này nói xong liền đưa mắt nhìn về phía tô phàm đang chơi điện thoại tô phàm mở miệng chậm rãi nói hiện tại đường rút lui cũng không nhất định an toàn khả năng cao trong đó sẽ có một số nguy hiểm nhất định nhưng tôi lại có một cái đề nghị khác Lý Quân lập tức hỏi. Nói thử xem. Tô Phàm chỉ tay về phía thôn làng và bảo tiến vào bên trong thôn Hoàng Cương, giam giữ cảnh sát quỷ. Người kia giật mình nói: "Cậu đang đùa cái gì vậy, chuyện này mà không cẩn thận là chết chung đấy." "Cậu cũng nhìn qua hồ sơ về cảnh sát quỷ rồi mà." Tô Phàm hỏi: "Ai là người xử lý chuyện linh dị quan tài quỷ ở trong thôn Hoàng Cương vậy?" "Là Dương Giang, nửa năm trước tôi có nhận thức cậu ta một lần." Lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi là ở bên ngoài thôn Hoàng Cương. Khi đó cậu ta cùng Phùng Toàn và một vị ngự quỷ nhân khác đã thành công xử lý chuyện linh dị của quan Tài Quỷ. Người nói chuyện là Lý Quân, hắn ta chợt nhớ lại lúc gặp mặt Dương Giang lần đầu, khi đó thiếu tí nữa là hai bên nổ ra xung đột. Lúc đó Dương Giang là một người thanh niên cực kỳ nguy hiểm, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi, ít ra tính tình cũng trở nên chín chắn, trầm ổn hơn một chút. Tô Phàm nhìn lấy đám người rồi nói: nếu Dương Giang đã có thể xử lý chuyện linh dị của quan tài quỷ ở trong thôn Hoàng Cương, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể? Khi đó hẳn là Dương Giang chỉ mới khống chế có một con quỷ thôi đúng không? Với điều kiện lúc đó người khác cũng có thể xử lý được thì vì cái gì một đội ngũ bao gồm những vị ngự quỷ nhân đỉnh phong như chúng ta lại không? Hay là mấy người đều bị chuyện linh dị của cảnh sát quỷ dọa cho sợ rồi? Với lại tôi cảm thấy đường đi ra ngay bên trong thôn Hoàng Cương. Nói xong, hắn ta để điện thoại xuống bởi vì nãy giờ hắn ta đang chơi trò chơi thế nhưng nhân vật trong trò chơi của hắn ta lại luôn luôn chết một cách bất đắc kỳ tử cho dù hắn ta điều khiển nó đi đâu cũng thế thậm chí đứng yên tại chỗ cũng bị chết còn nếu tiến vào bên trong thôn hoàng cương lại có thể sống sót thêm được một đoạn thời gian điều này khiến cho tô phàm hiểu được chỗ kia mới là nơi an toàn nhất liễu tam trầm mặt một lúc rồi hỏi cậu nắm chắc được bao nhiêu phần trăm tô phàm nói không có nắm chắc chỉ là suy đoán mà thôi. Ở trước mặt của những chuyện linh dị cấp bậc này thì làm gì có ai dám bảo là mình chắc chắn cơ chứ. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, cảnh sát quỷ đã bị áp chế. Nếu không sẽ không xuất hiện những loại biến hóa quỷ dị như này. Thông hoàng cương là bộ dạng ban đầu của Quan Tài Quỷ. Mặc dù lúc đó Quan Tài Quỷ được coi là khá nguy hiểm, nhưng ít ra vẫn có thể bị giam giữ. Còn chuyện linh dị cảnh sát quỷ lúc trước thì sao? Không thể bị giam giữ, không cách nào áp chế. Nó là một chuyện linh dị khó giải thực sự. Có lẽ một số biến đổi ở bên trong quỷ vực của quỷ họa là tồi tệ, nhưng cũng có một số cơ hội xuất hiện. Nghe được đề nghị này, Lý Quân lập tức rơi vào trầm tư. Ý tứ của Tô Phàm cũng khá đơn giản, nếu lúc trước chuyện linh dị của cảnh sát quỷ đã nghiêm trọng đến mức đó rồi, thì không có chuyện gì còn có thể nghiêm trọng hơn được nữa. Cho nên rất có thể loại biến hóa này là thay đổi theo hướng tích cực, chứ không phải là trở nên xấu đi chỉ là do bọn họ sợ bóng sợ gió nên chần chừ không chịu quyết định mà thôi lúc này khuôn mặt của lý quân trở nên cực kỳ lạnh lùng hắn ta đưa ra quyết định tô phàm nói đúng mặc dù chúng ta đã biết được một số tin tức từ hồ sơ nhưng chúng chưa chắc là đã đúng nên không có gì phải sợ hãi cả nếu trước đó dương giang đã có thể giam giữ quan tài quỷ ở thôn hoàng cương vậy thì lần này chúng ta cũng có thể tiến vào bên trong và giam giữ nó một lần nữa bọn họ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này nếu quay người bỏ trốn thì có lẽ sẽ có cơ hội rời đi nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ bỏ qua cơ hội tốt nhất để giam giữ quan tài quỷ mặc dù tình hình hiện tại khác xa so với kế hoạch nhưng dù người thiết lập kế hoạch có thông minh cỡ nào đi nữa cũng không thể nào dự tính ra hết toàn bộ khả năng xảy ra được mà khi xảy ra những trường hợp đó bọn họ mới chính là người đưa ra lựa chọn vào thôn nghe được lời của lý quân trong lòng mấy người khác đều trầm xuống bởi vì điều này đại diện cho việc bọn họ sắp sửa tiếp xúc trực diện với quỷ tôi thì không sao cả đối với tôi mà nói chết thêm mấy lần cũng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng nếu chúng ta thắng thì sao trên khuôn mặt vàng vọt của liễu tam nở một nụ cười quỷ dị trong làn da của hắn ta chẳng khác gì những lớp vàng mã vậy khiến cho người ta cảm thấy e ngại lý quân nói vậy không cần nói nhảm nữa hành động đi người khác không nói gì bọn họ ngầm đồng ý với hành động của lý quân bởi vì bọn họ không thể nào cự tuyệt được dù sao cũng đã tham gia vào lần hành động này rồi nếu lâm trận lùi bước thì bọn họ sẽ không thể nào bàn giao cho tổng bộ được sau khi quyết định xong năm người bắt đầu đi xuyên qua con đường cái và tiến về phương hướng của thôn hoàng cương bên trong thôn cực kỳ yên tĩnh không có bất cứ âm thanh ngay cả tiếng kêu của một con côn trùng cũng không có rõ ràng tình cảnh hiện tại và tình cảnh khi Dương Giang đi vào đây là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đó là cái gì? Tô Phạm bất chợt chỉ tay về phía cửa của một căn nhà đầu thôn và nói lớn. Đây là một căn nhà của kỳ được xây bằng gạch, có lợp ngói. Trước sảnh chính là một mảng tối tăm, nhưng bên trong mơ hồ xuất hiện một bóng người. Giống như đang có một người xa lạ nào đó đứng ở trong bóng tối và nhìn về phía bọn họ. Một người tự tử chết. Ánh mắt Lý Quân khẽ nhúc nhích, Hắn ta nhìn thấy ở bên trong đại sảnh của căn nhà tối tăm kia đang có một cổ thi thể treo lơ lửng trên xà nhà, cổ thân thể này đang đung đưa nhẹ nhẹ. Cái dây thừng này. Bất chợt, Lý Quân nhìn thấy trên cổ của cổ thi thể kia xuất hiện một đoạn dây thừng. Ngay lập tức trong lòng hắn ta trở nên nặng nề hơn. Đây chính là sợi dây thừng của Dương Giang, nhưng trước đó khi ở căn cứ huấn luyện đã bị cảnh sát quỷ cưỡng ép cướp đoạt mất rồi. Chính là nó rồi thậm chí lý quân còn nhìn thấy đầu kia của sợi dây thừng có buộc một đoạn dây nhỏ bằng vàng thứ này chắc chắn là quỷ dây thừng mà còn là chân thân của nó chứ không phải là dây thừng do nó diễn sinh ra lý quân hơi nhíu mày con quỷ dây thừng của dương giang đã khôi phục hoàn toàn một khi không bị quỷ của cậu ta áp chế thì quỷ dây thừng sẽ tiến hành tập kích toàn bộ mọi thứ thế nhưng vì sao lần này nó lại bình tĩnh như vậy đây là những tin tức mà hắn ta nhận được từ dương giang là do cổ thi thể kia hay sao cuối cùng ánh mắt của lý quân tập trung vào cổ thi thể đang treo lơ lửng giữa không trung kia có lẽ đây không phải là một cổ thi thể mà chính là một con quỷ một con quỷ thực sự quỷ dây thừng và con quỷ này đang hình thành một loại cân bằng vi diệu nào đó tiếp tục đi về phía trước mục tiêu của chúng ta chỉ có một mà thôi không cần để ý đến nó sau một hồi quan sát lý quân quyết định bỏ qua thứ này để tiếp tục tiến về phía trước đồng thời trong lòng hắn ta có một loại trực giác. Nếu toàn bộ thôn làng là một phần của quan tài quỷ, vậy quỷ dây thường nằm ở chỗ này thì cũng có nghĩa là quỷ vực của quan tài quỷ đã bị phá tan. Có lẽ đây là một cơ hội trời cho của của bọn họ. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Ở bên trong căn nhà thứ ba của thôn, bọn họ lại nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế mây được làm bằng gỗ. Bọn họ không thể nào nhìn rõ dung mạo của người kia. Bởi vì mặc dù người kia đang ngồi ở đó, nhưng đầu lại quay 180 độ về phía sau. Hướng về phía bọn họ là một mái tóc tết đuôi sam. Thi thể của người kia đã bị hư thối, đôi tay đặt ở trên ghế mây mọc đầy thi ban. Hai chân cũng trở nên cứng ngắc, đồng thời bên trong căn phòng còn bay ra một mùi hôi thối. Cổ thi thể này đã chết rất nhiều ngày rồi. Lại là một con quỷ. Khi nhìn thấy cổ thi thể kia, trong lòng Lý Quân càng trở nên nặng nề hơn. Trước đó là quỷ dây thường cùng một cổ thi thể treo cổ, Hiện tại lại có thêm cổ thi thể này nữa. Bọn họ mới vào thôn có một lúc mà đã gặp được ba con quỷ rồi. Trên mặt của cô gái trang điểm nồng đậm kia lộ rõ vẻ bất an. Nếu toàn bộ những thứ này mà tỉnh lại, vậy chúng ta. Hiển nhiên là bọn họ đã nhìn ra, ở bên trong những căn nhà bình thường này không phải là người, mà chính là quỷ. Chỉ không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ quỷ đã bị áp chế nên không có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng quỷ chính là quỷ dù hiện tại chúng không động, nhưng ai dám đảm bảo là tiếp theo chúng cũng sẽ không động. Tìm kiếm quan tài quỷ, theo hồ sơ thì vị trí của quan tài quỷ là bên trong một căn nhà ở phía đầu thôn. Lý Quân nhìn dọc theo con đường cái của thôn. Khoảng cách không hề xa, cùng lắm cũng chỉ 1.000 mét mà thôi. Nhưng mỗi khi đi ngang qua một căn phòng, trông thấy một số thứ bên trong lại khiến cho người ta phải kinh ngạc cùng run rẩy. Thế nhưng không phải căn phòng nào cũng có, thi thoảng có một số căn nhà không có gì còn không có động tĩnh hay sao? Lúc này, ở trên một mái của một tòa cao ốc bên trong căn cứ huấn luyện. Dương Giang đang ngồi trên một khối bê tông và đưa mắt nhìn về phía thế giới tối tăm kia. Kể từ trước đến giờ đã qua gần một giờ rồi, dựa theo tiến độ bình thường, thời gian qua lâu như vậy thì ít nhất cũng có một chút biểu hiện gì đó để gọi là có kết quả. Bởi vì bọn họ cũng không phải đối kháng trực tiếp với quỷ, mà chỉ nhân cơ hội này để giam giữ cảnh sát quỷ mà thôi, sau đó sẽ rút lui. Nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi thì đại khái nửa tiếng là bọn họ có thể giải quyết xong. Thời gian càng lâu càng chứng tỏ khả năng gặp được nguy hiểm của bọn họ càng cao. Dương Giang quay đầu nhìn về phía thành phố đang thắp đèn đuốc sáng trưng. Không được thể để chuyện đó xảy ra ở bên trong thành phố. Chỉ cần không bị mất khống chế là tốt lắm rồi, nếu không. Hắn đã trải qua ác mộng này một lần ở tại thành phố Đại Sương rồi và không có bất kỳ ai lại muốn trải nghiệm nó thêm một lần nữa. Với lại, nếu chuyện này mà bị mất khống chế thì chắc chắn tổng bộ sẽ điều toàn bộ ngự quỷ nhân chạy ra để chống cự. Mặc kệ có nguyện ý hay không nguyện ý, bọn họ đều không có lựa chọn nào khác cả. Mục đích Tào Duyên Hoa giữ tất cả mọi người ở lại thành phố đại kinh thêm 7 ngày cũng chính là vì phòng ngừa loại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Nếu không đám người chắc đã chạy về khu vực phụ trách của bọn họ hết cả rồi. Dương Giang cũng cân nhắc đến điều này, cho nên mới đích thân chạy đến đây để quan sát tình hình xem có thuận lợi hay không nếu tất cả mọi chuyện đều thuận lợi thì tiếp theo hắn sẽ tập trung tinh thần để đối phó với đám người hội anh em kia nếu không được thuận lợi thì hắn cũng phải là người nhận được tin tức đầu tiên để kịp chuẩn bị một số biện pháp đối phó tuyệt đối không nên ở lại bên trong khách sạn để rồi không biết cái gì cả mà người để tâm đến tình hình của lần hành động tối hôm nay cũng không phải chỉ có một mình dương gian ở trong bóng tối có rất nhiều máy bay không người lại đang lơ lửng trên không trung Mỗi một chiếc máy bay không người lái đều là hàng đặc chế. Chúng nó có thể truyền thông tin trực tiếp tại hiện trường đến cho những thế lực đằng sau. Dù sao cũng không có một ai muốn đến canh chỗ này cả, cho nên máy bay không người lái là lựa chọn tốt nhất. Thôi, đi ăn chút gì đó lót dạ đã. Việc ở lại canh chừng có chút nhàm chán, với lại bụng cũng có chút đói, cho nên Dương Giang quyết định tạm thời rời đi một lát. Đến khi trở lại chỗ này, trong tay hắn đã có thêm một đống sâu thịt nướng cùng mấy bình nước uống. Nhưng ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị đưa sâu thịt nướng lên miệng để ăn thì đằng sau lưng truyền đến những tiếng sột soạt. Giống như đang có thứ gì đó bò lên nóc nhà vậy, rất nhanh, phía sau vang lên tiếng chân di chuyển. "Hả?" Dương Giang quay đầu nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy một người có khuôn mặt vàng như nến, hơi bệnh hoạn, có chút quái dị đang đứng ở đó. Khóe miệng của người này nở một nụ cười, nhìn chằm chằm về phía hắn, nhưng không nói câu nào. Ở bên trong khung cảnh tối tăm như hiện tại, Việc này lại càng quỷ dị hơn. Người không biết còn tưởng là bản thân gặp phải quỷ cũng nên. Nhưng Dương Giang không hề cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra người này. Trước đó hắn từng thấy qua người này ở bên trong cuộc họp của tổng bộ, mặc dù không nhớ tên của người này là ai, nhưng khuôn mặt vẫn nhớ được. Tìm được cậu đúng là không dễ dàng, mắt quỷ Dương Giang. Người kia mở miệng nói, nhưng giọng có chút kỳ quái, khiến cho người ta không được thoải mái cho lắm. Dương Giang vừa ăn thịt nướng vừa hỏi: Cậu là ai vậy? Tôi tên là Liễu Tam, trước đó chúng ta từng gặp mặt ở tổng bộ. Có lẽ lúc đó cậu không có chú ý đến tôi, thế nhưng tôi lại chú ý đến cậu. Người này tự xưng là Liễu Tam. Thế nhưng không phải là Liễu Tam đã đi theo Lý Quân tiến vào bên trong quỷ vực của quỷ họa rồi hay sao? Theo lý mà nói thì hắn ta không thể nào xuất hiện ở đây được mới đúng chứ. Nhưng Dương Giang lại không biết được danh sách những người tham gia vào lần hành động tối nay, bởi vì tất cả đều được giữ bí mật cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cậu đang tìm tôi. Dương Giang chú ý đến câu nói lúc trước của người kia. Tại thời điểm then chốt như này mà tìm tôi thì chắc không có chuyện tốt đẹp gì đâu nhỉ. Trong lòng của hắn có chút cảnh giác, bởi vì hắn không biết tên Liễu Tam này có phải là người của hội anh em hay không. Dù sao hồi chiều hắn cũng mới vừa nhận được tin nhắn của Lý Giao, nên cẩn thận vẫn hơn. Đúng là không có chuyện gì tốt đẹp cả, nhưng nó cũng không phải là chuyện xấu chỉ là tôi có chút vấn đề muốn hướng dương gian cậu thỉnh giáo một chút mà thôi hy vọng cậu có thể nói hết tất cả cho tôi biết liễu tam không tiếp tục đi về trước bởi vì hắn ta biết dương gian đang đề phòng đối với hắn ta ở trong tình trạng không nhận được tín nhiệm của đối phương mà tùy tiện tiến lại gần không chừng sẽ bị dương gian động thủ xử lý dương gian lập tức hỏi lại cậu muốn hỏi thăm tin tức từ tôi nếu vậy thì đúng ra cậu nên hỏi tổng bộ mới phải bởi vì toàn bộ chuyện linh dị mà tôi xử lý đều đã được lập hồ sơ và lưu bên trong kho của tổng bộ. Cậu chỉ cần tìm một chút là được. Cậu tin tưởng hồ sơ? Trên khuôn mặt vàng vọt của Liễu Tam lộ ra một nụ cười với ý tứ, cậu biết mà. Dương Giang nói. "Không, tôi không tin, còn cậu tin không?" Liễu Tam nói. "Đương nhiên là tôi sẽ không tin. Bình thường làm gì có ai lại đi viết bí mật vào trong hồ sơ làm gì chứ?" Dương Giang nói. Viết ra thì sao còn gọi là bí mật được nữa. Đúng thế. Dường như hai người đã trải qua chuyện gì đó, cho nên khá hiểu nhau. Liễu Tam nói, "Chính vì như thế cho nên tôi mới đến đây tìm cậu để hỏi thêm về thông tin của Quan Tài Quỷ. Trên thế giới này không có một ai hiểu rõ về Quan Tài Quỷ cùng Cảnh Sát Quỷ hơn cậu, bởi vì chính cậu là người đã ra tay giam giữ Quan Tài Quỷ, đồng thời thành công sống sót khỏi chuyện linh dị của Cảnh Sát Quỷ." Dương Giang nói, cho nên cậu cảm thấy tôi đang giấu giếm điều gì đó." Liễu Tam nói. "Chẳng lẽ không phải hay sao?" Dương Giang uống một ngụm nước rồi nói. "Việc này thì cậu hiểu lầm tôi thật rồi. Những thông tin liên quan đến quan tài quỷ cùng cảnh sát quỷ tôi đều không có giấu giếm bất cứ điều gì cả. Bởi vì trong lòng tôi tự có chừng mực, tôi biết chuyện này không thể giấu giếm. Mức độ nguy hại của cảnh sát quỷ là cực kỳ lớn, tôi cũng là người mong muốn chuyện này có thể nhanh chóng bị xử lý." Đáng tiếc là cảnh sát quỷ thực sự khó giải, dù biết được toàn bộ tin tức, thì tất cả mọi người vẫn cứ thúc thủ vô sách. Liễu Tam hỏi, không thể nào xử lý cảnh sát quỷ, như vậy quan tài quỷ thì sao? Cậu đã giải quyết nó như thế nào? Dương Giang nói, quan tài quỷ, quỷ và quan tài là một chỉnh thể. Ở lần hành động trước đó tôi đã cố gắng hết sức để hạn chế đi sự kinh khủng của nó, sau đó cưỡng ép lấy đi quan tài quỷ, nhằm ngăn cản không cho nó khôi phục lại hoàn toàn. Nếu đúng ra mà nói, thì quỷ đã tách biệt cùng quan tài quỷ rồi. Hiện tại quan tài quỷ đã nằm trong tay của Vương Tiểu Minh. Nếu hắn ta mà cẩn thận thì sẽ không bao giờ cho phép cảnh sát quỷ tiếp xúc với quan tài quỷ nữa, dù sao thì việc khởi động lại vô hạn của nó cũng thực sự khó giải. Không ai chịu đựng nổi được." Liễu Tam nói. "Đúng thế, nhưng hiện tại chúng tôi đang gặp phải tình huống đặc thù." Dương Giang nhíu mày, Mấy người gặp phải cái gì? Liễu Tam nhìn thế giới u ám kia rồi nói, "Tôi là người tham gia vào lần hành động này. Tôi cùng mấy người Lý Quân, Tô Phàm, A Hồng đã xâm nhập vào bên trong quỷ vực của Quỷ Họa. Đồng thời đi đến một chỗ không thể tưởng tượng nổi. Thung lũng mà cậu tạo ra lúc trước đã bị cảnh sát quỷ ảnh hưởng và biến thành một chỗ tên là Thôn Hoàng Cương." Nghe được tin tức này, trong lòng Dương Giang có chút giật mình. Thôn Hoàng Cương đó là nơi đầu tiên hắn gặp phải chuyện linh dị quan tài quỷ, đồng thời còn suýt chết ở chỗ đó. Liễu Tam tiết lộ một số chuyện ở bên trong. Suy đoán của giáo sư Vương rất chính xác, quỷ vực của quỷ họa sẽ áp chế quỷ vực của cảnh sát quỷ. Thế nhưng mức độ áp chế cũng không giống như dự đoán, đến mức có thể giam giữ. Mà nó chỉ quấy nhiễu quỷ vực của cảnh sát quỷ thôi, khiến nó bị chia cắt và hình thành cái thôn kia. Thôn kia rất nguy hiểm. Chúng tôi không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào khi đi trên đường của cái thôn đó. Nhưng một khi đặt chân vào bên trong căn nhà nào của thôn thì đều sẽ gặp phải lệ quỷ tập kích. Bên trong chúng có một số con quỷ khá quen thuộc, thậm chí chúng tôi còn đụng phải quỷ dây thừng của cậu ở trong đó. Sắc mặt Dương Giang hơi động. Sao cậu biết tôi có quỷ dây thừng? Liễu Tam nghiêm túc nói. Là Lý Quân nói cho tôi biết cho nên chúng tôi đoán toàn bộ quỷ mà cảnh sát quỷ mang đi đã xuất hiện bên trong thôn Hoàng Cương. Hiện tại chỗ kia còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước đó. Dương Giang nói. Nhưng mấy điều đó có lẽ không phải là trọng điểm, đúng không? Quỷ dây thừng của tôi cũng được, những con quỷ khác cũng thế, chúng đều không phải là mục tiêu của lần hành động này. Mục tiêu của mấy người là cảnh sát quỷ, phải không? Liễu Tam nói ra mục đích của bản thân. Đúng thế, Quỷ vực của quỷ họa đã khiến cho quỷ vực của cảnh sát quỷ bị phân tán. Nếu chúng bị phân tán thì chắc chắn cảnh sát quỷ cũng ở một chỗ nào đó bên trong thôn. Với lại nó cũng đang ở trong trạng thái bị áp chế, mức độ nguy hiểm không được như lúc trước. Đây là một thời cơ cực kỳ tốt để giam giữ. Ánh mắt dương gian hơi hơi lóe, trong đầu dần dần xuất hiện bản đồ của thôn Hoàng Cương. Mỗi một căn nhà đều có một con quỷ. Những con quỷ trước đó từng bị cảnh sát quỷ chiếm hữu đều xuất hiện ở trong thôn. Còn cảnh sát quỷ thực sự đang ẩn giấu đâu đó bên trong. Có phải mấy người đang muốn biết được vị trí chính xác của cảnh sát quỷ từ tôi đúng không? Dương Giang lập tức biết được ý đồ của Liễu Tam. Liễu Tam nói ra: "Chắc chắn cậu biết được cảnh sát quỷ thực sự đang ở đâu. Mấy người chúng tôi không thể chèo chống nổi đến khi thăm dò hết từng nhà được." Dương Giang nhíu mày. "Có lẽ nó đang ở bên trong căn nhà trước kia đặt quan tài quỷ." Liễu Tam nói: "Chúng tôi đã đi qua đó rồi." cũng gặp phải lệ quỷ tập kích. Đã thành công giam giữ nó, nhưng nó không phải là cảnh sát quỷ. Nếu như vậy thì tôi không biết được cảnh sát quỷ sẽ xuất hiện ở vị trí nào cả. Dương Giang lắc lắc đầu tỏ ra lực bất tòng tâm. Thú thực hắn cũng không có thực sự xử lý được chuyện linh dị quan tài quỷ. Lúc đó hắn chỉ bỏ mặt cho quỷ trở về quan tài để tiếp tục phát triển mà thôi. Với lại khi đó quỷ còn chưa khôi phục lại hoàn toàn, cho nên không được tính là khó giải, chỉ cần trả lại quan tài cho nó là xong. Liễu Tam tỏ ra hơi tiếc nuối. Vậy à? Vậy thì thật đáng tiếc. Hắn ta cũng không cho rằng Dương Giang đang cố gắng giấu giếm, mà chỉ biết được nhiêu đó thôi. Bởi vì dù hắn ta có tự mình trải qua chuyện linh dị đi nữa, cũng không thể nào hoàn toàn tìm hiểu rõ được một chuyện linh dị. Nếu đã thế thì chúng tôi chỉ còn cách chậm rãi tìm tòi thôi. Nói xong, Liễu Tam quay người chuẩn bị rời đi. Dương Giang lập tức nói, Tôi cảm thấy mấy người không nên dùng toàn bộ lực chú ý lên trên chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Đừng quên chỗ đó còn có chuyện linh dị của quỷ họa. Nếu không nhanh chóng rút lui thì chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Tôi biết rồi. Nói xong, Liễu Tam lại quay người, sau đó bò dọc theo vách tường để xuống phía dưới. Nhưng khi hắn ta quay người, ánh mắt của Dương Giang đột nhiên co lại. Bởi vì tên Liễu Tam này là một con người bằng giấy, phía sau trống không, chỉ có mấy cái khung gỗ chèo chống cho nó thành hình người mà thôi nhưng nếu nhìn từ phía chính diện thì nó trông chẳng khác gì một người sống cả trong lòng dương gian lập tức suy đoán có lẽ nó không phải là liễu tam thật mà chỉ là một loại tương tự như quỷ nô ngay thời điểm đó ở trong thôn hoàng cương bên trong quỷ vực của quỷ họa đám người lý quân đang đứng ở trên một con đường cái giữa thôn phía trước mặt bọn họ là một căn nhà bên trong tối tăm như mực yên tĩnh đến mức đáng sợ căn nhà này chính là chỗ lúc trước đặt quan tài quỷ nhưng bọn họ không tìm được cảnh sát quỷ ở bên trong mặc dù thôn hoàng cương vẫn là thôn hoàng cương như trước nhưng vị trí đã thay đổi tin tức đạt được quá ít xem ra chúng ta chỉ có dựa vào bản thân mà thôi giờ phút này liễu tam đang đứng yên nhìn về phía căn cứ huấn luyện đột nhiên động sau đó chậm rãi nói lý quân cũng nhíu mày thật sâu xác suất của lần hành động này không hề lớn ở bên trong mỗi một căn phòng đều có quỷ mà chỗ này ít cũng phải mấy chục căn nhà, với lại chúng ta không biết được bên trong nhà có phải là cảnh sát quỷ hay không. Nên việc tìm được cảnh sát quỷ là một điều cực kỳ khó khăn. Trong tay của Lý Quân đang cầm một tờ giấy. Đây chính là bản đồ mà hắn ta vừa mới vẽ ra. Trên bản đồ, những khối màu đen là nhà, còn đường màu trắng xám kia là đường cái. Từ trên bản đồ có thể nhìn ra con đường đã cắt khối màu đen kia ra nhiều mảnh nhưng nếu bỏ qua con đường màu xám trắng kia và ghép toàn bộ khối màu đen lại vậy nó sẽ có hình dạng là một chiếc quan tài với lại những đường cắt màu xám trắng kia không hề an toàn bởi vì đường cắt kia chính là quỷ vực của quỷ họa trên bầu trời u ám đang xuất hiện từng tấm tro giấy bay phiêu lãng chúng rơi trên mặt đất và tạo thành đường con đường màu xám trắng kia đang có xu hướng ăn mòn dần vào từng căn nhà nhưng khi đến gần những căn nhà màu đen kia lại biến mất một cách quỷ dị giống như chúng bị hắc ám nuốt mất vậy, cho nên không thể nào tiếp tục khuếch trương. Giữa cảnh sát quỷ và quỷ họa đang hình thành một sự cân bằng vi diệu. Nhưng sự cân bằng này không thể kéo dài mãi như thế này được. Một khi đám người phát động điều kiện giết người của quỷ họa, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Khả năng cao đám người Lý Quân, Liễu Tam, Tô phàm sẽ phải nên đón một cơn ác mộng. Ở trên nóc nhà bên trong căn cứ huấn luyện, Dương Giang vừa ăn thịt nướng vừa nghỉ. Nếu có thể nghĩ ra cách xác định vị trí của cảnh sát quỷ giúp bọn họ thì có lẽ kế hoạch lần này có thể thành công viên mãn. Mức độ khó khăn của việc giam giữ lệ quỷ cấp bậc này không phải cao bình thường. Mặc dù kế hoạch của Vương Tiểu Minh khá hữu hiệu, có thể lợi dụng được nhược điểm của quỷ, khiến cho nó rơi vào tình trạng yếu nhất. Nhưng nếu không tìm ra được vị trí của quỷ thì cũng bằng không. Nhiều nhà như vậy, cứ tìm kiếm từng căn thì chẳng khác gì đi chịu chết. Không có một ai có thể cầm cự nổi mà thời gian cũng không cho phép bọn họ ở lại bên trong lâu như thế được. Ở bên trong thành thị phồn hoa đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt, ồn ào, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường. Nhưng phần lớn người trong thành thị phồn hoa kia không thể nào nghĩ đến, ở một chỗ bên ngoài ngoại ô, cách đó không xa, đang diễn ra một chuyện quỷ dị có liên quan đến sinh tử tồn vong của tất cả mọi người. Mặc dù hành động lần này đã được giữ bí mật, nhưng đối với một số người bên trong giới ngự quỷ nhân mà nói, điều này cũng không quá khó để biết. Dù sao đây cũng là một lần hành động nhằm vào chuyện linh dị cấp S, nên việc cảm thấy hứng thú với nó chắc chắn sẽ có không ít người, chỉ sợ ngay cả nước ngoài cũng quan tâm đến tình hình ở đây. Thế nhưng có vẻ đa số chú ý nhiều đến chuyện linh dị của quỷ họa hơn. Ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An, đám người hội anh em lại mật thiết chú ý đến động tác của Dương Giang. Tin tức mới nhất, vị trí của Dương Giang đã thay đổi. Hắn xuất hiện ở gần chuyện linh dị của quỷ họa vị trí chính xác là trên mái nhà ký túc xá của căn cứ huấn luyện. Ở trên bàn học, phí tổng nhận được một phần tin tức, sắc mặt lập tức thay đổi. Phương tổng, đây đúng là cơ hội trời cho, nếu hắn chết vào lúc này, chúng ta có thể đẩy toàn bộ nguyên nhân cái chết lên trên đầu của chuyện linh dị quỷ họa. Ở một bên, sắc mặt của Khương Thượng Bạch cũng hơi động, nhìn về phía bên cạnh. Hắn ta có chút tò mò, rốt cục Phương Thế Minh định dùng cách gì để giết chết Dương Giang dù sao dương gian cũng là một vị dương gian đỉnh phong đồng thời đã khống chế được ba con quỷ không phải là một đối tượng dễ giết gấp cáo gì chứ phương thế minh có chút lười biếng ngồi trên ghế liếc nhìn đám người một lượt rồi mở miệng nói lần này dương gian chỉ đứng bên ngoài để quan sát tình hình chứ căn bản không hề tham gia vào bên trong chuyện linh dị nếu lúc này mà ra tay giết chết hắn thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng chỉ khi nào hắn thực sự bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị thì tôi mới ra tay cần có sự phối hợp giữa tôi và quỷ bên trong chuyện linh dị thì mới có thể đảm bảo mọi chuyện vạn vô nhất thất được. Làm việc phải tinh tế một chút, phí tổng, ông không phải là chuyện linh dị nên có một số việc ông không hiểu đâu. Bởi vì vĩnh viễn ông không thể nào tưởng tượng ra được một vị ngự quỷ nhân đỉnh phong sẽ đáng sợ như thế nào khi sắp chết. Cho nên kế hoạch nhằm vào dương gian ngày hôm nay tạm thời cứ gác lại, chờ đến khi có được thời cơ thành thục hãng hành động. Hôm nay, Mục đích chính của chúng ta khi đến đây chính là quan sát chuyện linh dị của Quỷ Họa. Nói xong, Phương Thế Minh quay đầu nhìn về phía màn hình điện tử cách đó không xa. Bên trên có một số hình ảnh do mấy chiếc máy bay không người lái truyền đến. Mặc dù đang ban đêm nhưng vẫn có thể nhìn thấy được một thế giới màu trắng đang ẩn hiện ở phía xa xa. Chỗ đó chính là quỷ vực của Quỷ Họa. Đúng thế, đây chính là thứ từng tiêu diệt một đám ngự quỷ nhân đỉnh phong của nước ngoài, ngay cả một người cũng không thể sống sót mà kinh nghiệm đối kháng với nó cũng trở thành tin tức tuyệt mật trong phần hồ sơ được chia sẻ cho các nước không có cái này xác suất của việc giam giữ cảnh sát quỷ không cao thời gian bọn họ ở trong đó quá lâu rồi chỉ sợ là đã gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn khương thượng bạch hừ nhẹ một tiếng rồi nói trước đó khi ở trong cuộc họp của tổng bộ tôi đã từng đề nghị là dùng đinh đóng quan tài để xử lý nó vậy mà bị dương gian quấy rối khiến cho không ai chịu đồng ý với kế hoạch này của tôi nếu lần hành động này tổng bộ trả một cái giá cực lớn và thất bại thì có lẽ đây là cơ hội cho việc khởi động kế hoạch của tôi." Phí tổng bình tĩnh nói. "Không, việc không đồng ý với phương án của cậu không phải là do bị Dương Giang quấy rối, mà là do vị Tào phó bộ trưởng kia phát hiện ra ý đồ của chúng ta. Hắn ta không muốn đinh đóng quan tài rơi vào trong tay hội anh em chúng ta. Nếu không quyền nói chuyện của chúng ta ở tổng bộ sẽ càng ngày càng lớn. Sự xuất hiện của Dương Giang chỉ là đúng lúc mà thôi." vừa lúc phù hợp với ý định của Tào Duyên Hoa. Cho nên hắn ta mới mặc cho Dương Giang tự tung tự tác như vậy. Với lại việc lấy đinh đóng quan tài ra còn có nguy cơ khiến cho quỷ chết đói chạy thoát. Nếu đổi là là bất cứ người quản lý nào đều sẽ không lựa chọn phương pháp ngu xuẩn đó đâu. Cho nên cậu đừng có nghĩ nhiều, dù hành động lần này có bị thất bại thì bọn họ cũng sẽ nghĩ ra phương án khác chứ không lấy cái của cậu đâu. Trừ phi. Phương Thế Minh chậm rãi tiếp lời trừ phi xảy ra tình huống chuyện linh dị của cảnh sát quỷ và chuyện linh dị của quỷ họa đồng thời bị mất khống chế. Tào Duyên Hoa không còn đường để đi, thì ông ta mới chịu đánh cược một lần. Ở gần khu vực xảy ra chuyện linh dị, Dương Giang cũng không biết đám người hội anh em đang tổ chức một cuộc họp bàn về hắn. Theo hắn thấy ít nhất cũng phải chờ sau khi chuyện linh dị của cảnh sát quỷ kết thúc thì đám người hội anh em mới ra tay với hắn. Nếu không thì mọi việc làm của bọn chúng sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào hết. Mà hiện tại đám người Lý Quân đang bị vây ở bên trong quỷ vực của quỷ họa lại không thể kiên trì đi tiếp được. Bởi vì không thể nào xác định được vị trí của cảnh sát quỷ, đồng thời không có biện pháp nào tốt để tìm kiếm vị trí của nó, bọn họ chỉ còn cách dò tìm từng căn nhà một, sau đó ngồi mong chờ vận may để tìm ra con quỷ. Có thể nói hiện tại thôn Hoàng Cương là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ở bên trong mỗi một căn nhà không phải là người dân, mà chính là một con quỷ thực sự. Căn nhà ba tầng ở trong thôn mở rộng cửa, bên trong là một mảng đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón giống như toàn bộ ánh sáng đều bị biến mất vậy nhưng ở bên trong căn phòng tối tăm kia lại mơ hồ phát ra tiếng bước chân nặng nề dường như có ai đó đang di chuyển ở bên trong khi thì đi trên cầu thang khi thì đi dạo trên nóc nhà có đôi khi bên trong lại truyền ra một số động tĩnh kỳ quái không nghi ngờ gì nữa bên trong căn nhà ba tầng này có quỷ chúng ta vẫn còn muốn tiếp tục hay sao vậy lý quân đây đã là căn nhà thứ bảy rồi với trạng thái hiện tại của anh không chống cự được lâu đâu nếu cứ tiếp tục như thế này thì rất nhanh con lệ quỷ trong người anh sẽ khôi phục lại đó vừa đi vừa cầm điện thoại chơi game lúc này tô phàm đã ngẩng đầu lên khuyên nhủ lý quân mấy người bọn họ cứ lần lượt tìm tòi từng căn phòng từ nãy đến giờ hiện tại đã đến căn phòng thứ bảy và đó cũng là con quỷ thứ bảy luôn trước đó bọn họ đã xử lý được hai con quỷ bên trong hai căn nhà nhưng sau đó bọn họ cảm thấy tìm kiếm như vậy có hiệu suất quá thấp cho nên bọn họ chỉ đi vào và tìm hiểu thân phận của con quỷ bên trong, sau khi biết được nó thì nhanh chóng rút lui. Ý định cưỡng ép giam giữ toàn bộ lệ quỷ bên trong thôn Hoàng Cương. Mặc dù làm như vậy thì hệ số nguy hiểm sẽ giảm xuống không ít, hiệu suất cũng được đề cao, nhưng mức độ hung hiểm vẫn còn như cũ, vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi. Cũng may là trước đó bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cộng với việc cả năm người đồng thời hành động với nhau, cho nên đến hiện tại còn chưa xuất hiện việc thiệt hại về quân số, Tất cả bọn họ đều sống sót. Nhưng hiện tại sống không có nghĩa là sau đó sẽ sống. Lý Quân đang nghe chuyện trên TV audio CVD ở phía trước đám người, nhưng hiện tại tốc độ của hắn ta không còn nhanh nữa. Thân thể đã bị khô héo, giống như một cổ thi thể sắp bị đốt cho cháy khác vậy. Khiến cho người ta cảm thấy nổi da gà. Nếu nhìn xuyên qua lớp da đang cháy đen kia, có thể nhìn thấy những ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Ánh sáng màu xanh lục đang phát ra kia chính là quỷ vực của Lý Quân nhờ đó bọn họ mới có thể mở được một con đường nhỏ trong khu vực bị hắc ám bao phủ này. Lý Quân hơi quay đầu lại rồi nói. Trách nhiệm của tôi đối với chuyện linh dị cảnh sát quỷ là cực kỳ lớn, nếu không phải do tôi chống lại mệnh lệnh của giáo sư Vương thì con quỷ kia không thể nào chạy thoát ra khỏi khu vực phòng thí nghiệm được, mà sẽ bị nhốt chặt bên trong. Chứ không phải như bây giờ, trở thành một con quỷ khó giải. Một nửa mặt của hắn ta đã bị cháy đen, không nhìn thấy huyết nhục nữa. Hốc mắt cũng bị đốt mất tròng, chỉ còn lại cái hốc trống rỗng. Xuyên qua hốc mắt, không còn bất cứ tí huyết nhục nào nữa, mà chỉ có một đám lửa màu xanh lục đang cháy. Ở bên trong chỗ sâu của đám lửa màu xanh lục này là một hình bóng quỷ dị nào đó, cái hình bóng này đang liên tục dãy dụ, dường như nó muốn thoát ra ngoài vậy. Liễu Tam nói. Cho nên anh muốn liều mạng. Những người khác đều hiểu, tình trạng hiện tại của Lý Quân đã cách việc lệ quỷ khôi phục không còn xa nếu muốn sống sót thì hắn ta phải nhanh chóng rút khỏi lần hành động này đồng thời sau khi trở về phải gấp rút khống chế con quỷ thứ ba nếu không sẽ phải chết không có lựa chọn nào khác ngoài cái đó ít ra hiện tại tôi còn có tư cách để liều mạng tôi đã kiến thức qua sự khủng bố thực sự của cảnh sát quỷ khi đó nó không phải thứ mà cậu có thể giải quyết được bằng cách liều mạng bất kỳ người nào gặp phải nó đều chỉ có chết ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có mấy người cũng đã nhìn qua hồ sơ của nó rồi đó cho nên đây là cơ hội duy nhất của chúng ta nói xong lý quân quay đầu dứt khoát đi vào bên trong căn phòng ở bên trong căn phòng đen nhánh kia vì sự xuất hiện của hắn ta mà có thêm một chút ánh sáng ánh sáng âm u từ quỷ hỏa phát ra khiến cho tầm mắt của mọi người được cải thiện một ít tối thiểu bọn họ có thể nhìn rõ được một số thứ xung quanh trên khuôn mặt bệnh trạng của liễu tam tỏ ra bất đắc dĩ thật sự không còn cách nào khác nữa hay sao cuối cùng hắn ta đành phải đi vào bên trong cùng Lý Quân. Dù sao người đội trưởng của lần hành động này chính là Lý Quân, nên bọn họ thể nào cự tuyệt được. Đương nhiên điều này cũng có một nguyên nhân nữa đó chính là dù Lý Quân có chết thì hắn ta cũng sẽ không chết. Ở bên trong đại sảnh tối tăm trở nên chen chúc vì sự xuất hiện của mấy người bọn họ. Khi vào bên trong bọn họ đột nhiên phát hiện ra, tiếng động bên trong căn phòng đã biến mất, không có tiếng bước chân, cũng không có tiếng di chuyển trên cầu thang như lúc trước nữa. Giống như những tiếng động lúc trước mà bọn họ nghe được đều là hư ảo vậy. Quỷ ở trên tầng 2. Sau một giây, ở trên điện thoại di động của Tô Phàm hiện ra, nhân vật của hắn ta đang nhanh chóng leo lên cầu thang. Nhưng ngay khi nhân vật chuẩn bị bước vào tầng 2 thì màn hình đột nhiên lóe lên. Sau đó màn hình đen lại, hàng chữ bạn đã chết hiện ra, tiếp đến dòng chữ chơi lại cũng xuất hiện. Việc nhân vật trong game chết bất đắc kỳ tử ngay khi bước vào tầng 2 chứng tỏ ở trên đó có quỷ. Ngay khi nghe câu nói kia, đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Khoảng cách giữa bọn họ và quỷ chỉ cách nhau vẻn vẹn vẻ có một vách tường, không quá 5 mét. Mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng loại cảm giác áp bách khiến cho ai nấy đều dựng hết lông tơ lên. Lần này sẽ là con quỷ như nào đây? Tôi lên trước cho. Khuôn mặt vàng như nến của liễu tam được soi sáng bằng ngọn quỷ hỏa âm u màu xanh lục khiến cho nó trở nên cực kỳ quỷ dị. Nhưng hắn ta chính là người phải nhận trách nhiệm đi lên trước dẫn đường. Bởi vì nếu quỷ tập lựa chọn hắn ta là mục tiêu đầu tiên thì đám người sẽ có cơ hội sống sót cao hơn. Những người còn lại không nói câu nào, chỉ âm thầm sắp xếp lại trận hình. Người dẫn đường thì đứng trước, Bọc Hậu đứng sau, phụ trách cấp cứu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần ai nấy đều căng như dây đàn. Liễu Tam bước lên cầu thang, tốc độ rất ổn định, không hề tỏ ra kinh hoảng, cũng không có dấu hiệu khẩn trương. Phải nói là tố chất tâm lý của hắn ta cực cao. Cầu thang ngắn mũi không có bất cứ nguy hiểm nào, Liễu Tam lập tức đi vào hành lang trên tầng 2, ở trước mặt của hắn ta là hai gian phòng. Cửa của căn phòng thứ nhất khá cũ, bởi vì không thể nào đóng lại, cho nên hiện tại cửa phòng đang ở trong trạng thái nửa đóng nửa mở. Ở phía trước cửa phòng, Liễu Tam nhìn thấy rất nhiều dấu chân. Những dấu chân này lộn xà lộn xộn, bên trên mỗi dấu chân đều có một ít bột tro màu trắng, giống như ai đó mang từ bên ngoài vào vậy. Liễu Tam biến sắc chẳng lẽ con quỷ bên trong này còn có thể đi ra bên ngoài hay sao? Phải biết ở bên ngoài chính là quỷ vực của quỷ họa, dựa theo suy đoán lúc trước của bọn họ, hẳn là toàn bộ quỷ của quan tài quỷ phải bị vây ở bên trong từng căn phòng đen nhánh này mới đúng. Chúng không thể đi ra bên ngoài. Nhưng hiện tại ở trên mặt đất lại có những dấu chân lộn xộn này, mà những vật dính trên dấu chân chứng tỏ có thứ gì đó từng đi ở bên ngoài nên mới dính phải cho giấy màu trắng này. Mặc dù Liễu Tam có chút kinh ngạc, bất an, nhưng không có dừng lại, mà tiếp tục đi về phía những bước chân lộn xộn ở trước cửa của căn phòng thứ nhất kia nếu con quỷ bên trong có cấp bậc không cao thì bọn họ hoàn toàn có thể giam giữ nó ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên dù có giam giữ thất bại cũng không đến mức không còn đường lùi quỷ sẽ không thể nào đuổi theo bọn họ được thế nhưng khi cẩn thận từng ly từng tí đi đến và đẩy cửa phòng ra thì trái tim của hắn ta đột nhiên co rụt lại bởi vì phía trước mặt hắn ta là một thứ một thứ có dung mạo giống y như đúc với hắn ta thân thể bị tàn phá giống như một người chết vậy đồng thời thứ kia đang dùng đôi mắt vô thần cho tàn nhìn về phía hắn ta khiến cho hắn ta cảm thấy càng kinh khủng hơn đến khi liễu tam nghiêm túc phân biệt ra thứ đằng trước hắn ta không nhịn được mà phải lùi lại mấy bước cái thứ giống y như đúc với hắn ta ở phía trước kia không phải là thi thể cũng không phải người mà chính là một con người giấy sống động y như thật không chỉ có một con đứng ở trước cửa phòng mà bên trong còn xếp ngổn ngang lộn xộn một đống người giấy rách tung tóe mặc dù những con người giấy kia đã bị rách tung tóe nhưng liễu tam có thể nhìn ra được mỗi một con người giấy ở bên trong đều có hình dạng là hắn ta nếu có người ngoài nhìn thấy thì sẽ cho rằng chúng ta do hắn ta chế tạo ở trước cửa là một đống dấu chân mà bên trong phòng lại có vô số những con người giấy bị tàn phá giống như chết từ lâu trong nháy mắt ở trong đầu của liễu tam xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ có lẽ đâu không phải là lần đầu tiên mình đến chỗ này Vốn dĩ đám người Lý Quân cho rằng, thăm dò thôn Hoàng Cương lâu như vậy rồi, dù không có thực thi kế hoạch thành công, thì ít ra cũng tạo ra được một số hy vọng nào đó. Ở bên trong thôn cũng chỉ có chừng đấy căn nhà, chỉ cần nhân phẩm của bọn họ không quá tệ, thì cứ tìm như này khả năng cao vẫn tìm ra được cảnh sát quỷ. Đương nhiên phải có điều kiện, đó chính là bên trong quỹ vực của quỷ họa không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng điều khiến cho tất cả mọi người không nghĩ đến chính là ở bên trong căn phòng mà bọn họ nghi là có quỷ này lại phát hiện ra rất nhiều thứ không tưởng. Vô số cổ thi thể tàn phá được làm bằng giấy. Bộ dáng của mỗi bộ người giấy đều là liễu tam, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt tro tàn. Trên khuôn mặt còn vương vấn một ít hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Khi ánh sáng màu xanh lục của quỷ hỏa lý quân chiếu vào lại càng khiến cho chúng trở nên quỷ dị hơn. 1, 2, 3 Tất cả có 5 bộ người giấy. Liễu Tam nghiêm túc tính toán số lượng người giấy bên trong căn phòng. 5 lần, chúng ta đã đi đến căn phòng này 5 lần rồi. Giọng điệu của hắn ta khi nói ra câu nói này đã trở nên run rẩy bởi vì đây là một loại cảnh tượng mà hắn ta không thể nào hiểu thấu được. Trước kia hắn ta cũng từng xử lý qua không ít chuyện linh dị, nhưng không có chuyện nào lại có biến hóa quỷ dị như này. Những người khác cũng trở nên ngưng trọng hơn khi nhìn thấy năm cổ người giấy bên trong phòng. Không thể nào, Liễu Tam, chắc chắn suy đoán của anh đã sai rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi đến chỗ này. Trước đó chưa từng đi qua, tôi nhớ rất rõ, chúng ta chưa từng đến đây. Cô Phạm ở đằng sau lập tức cắt đứt suy đoán của Liễu Tam. Bởi vì khi nhìn thấy năm của người giấy bị tàn phá của Liễu Tam khá quen thuộc này khiến cho hắn ta chợt nghĩ đến một thứ khủng bố gì đó. Nhưng hắn ta không thể nào đồng ý với suy đoán của Liễu Tam được. Giọng điệu của Liễu Tam có chút lo lắng. Nếu chúng ta chưa từng đến đây, vậy thì vì sao lại có năm cổ người giấy của tôi nằm ở đây? Mỗi khi bị quỷ giết, sẽ có một cổ người giấy chết thay tôi. Hiện tại chỗ này có năm cổ, chứng tỏ tôi đã bị giết chết ở đây 5 lần rồi. Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa từng bị giết lần nào cả. Là do trí nhớ của chúng ta xảy ra vấn đề, hay là trước đó chúng ta từng gặp phải cảnh sát quỷ, nhưng hành động giam giữ bị thất bại. Cảnh sát quỷ đã khởi động lại và chúng ta đang không ngừng lặp lại chuyện trước kia khởi động lại. Đúng là cảnh sát quỷ có được loại năng lực quỷ dị đó. Nhưng loại năng lực khởi động lại này chỉ nhằm vào bản thân của cảnh sát quỷ mà thôi, chứ không thể ảnh hưởng đến người khác, chứ đừng nói chi đến việc ảnh hưởng đến trí nhớ của tất cả mọi người. Lý Quân đang nghe truyện trên TV audio CV bình tĩnh nói. Liễu Tam, đây chỉ là suy đoán cá nhân của cậu mà thôi. Nếu chúng ta đã đi đến chỗ này, như vậy toàn bộ chúng tôi cũng phải lưu lại một chút dấu vết mới đúng chứ? nhưng ở đây chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Người khác lập tức chìm vào trầm mặc. Mặc dù bọn họ không tìm được dấu vết chứng tỏ bản thân đã từng xuất hiện ở bên trong căn phòng này. Nhưng chỗ này lại có đến năm cổ thi thể bằng giấy của Liễu Tam, khiến cho bọn họ cảm thấy khá quỷ dị. Chỗ này đang có thứ quỷ quá gì mà lại có thể giết chết Liễu Tam đến năm lần, và hiện tại là lần thứ sáu, cũng là lúc bọn họ xuất hiện. Nếu bọn họ thực sự đến chỗ này, vậy là do con quỷ nào và phát ra loại năng lực khởi động lại gì vậy hay là nói bởi vì có một nguyên nhân nào đó nên mới khiến tình huống như này xảy ra không thể nào hiểu được nhưng câu nói của liễu tam đã nhắc tỉnh tất cả mọi người sau một hồi trầm mặt cô phạm tạm thời rời mắt khỏi chiếc điện thoại di động và đưa ra một biện pháp ổn thỏa nhất vào lúc này rút lui đi bất kể trước đó chúng ta có từng đến chỗ này hay không hiện tại thôn hoàng cương đã xuất hiện sự biến hóa nào đó mà chúng ta không biết được loại thay đổi này là cực kỳ tồi tệ nếu còn không đi thì chỉ sợ chúng ta sẽ đi không được nữa rồi một vị ngự quỷ nhân khác lập tức tiếp lời có lý nếu suy đoán của liễu tam là thật như vậy hiện tại chúng ta không thể nào tin tưởng vào trí nhớ của bản thân được nữa mà ý định giam giữ cảnh sát quỷ kia chẳng khác gì một câu chuyện cười với lại quỷ họa vẫn còn đâu đó gần đây còn chưa nói xong hắn ta đã quay đầu nhìn về phía ngoài phòng trên bầu trời vẫn là một mảnh u ám toàn bộ thế giới như mất đi màu sắc vậy đồng thời không có bất cứ âm thanh nào một loại kìm nén áp bức khiến cho người ta phải sợ hãi nếu người bình thường mà đi đến đây thì chắc chắn là bị dọa cho chết chứ đừng nói chi đến việc đi dò từng căn nhà để tìm quỷ nữa loại áp lực này là khó có thể tưởng tượng được chứ đừng nói chi đến việc chịu đựng lúc này lý quân đang rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan lần này hắn ta là người dẫn đội cho nên khi đối mặt với việc phải đưa ra những lựa chọn khác nhau hắn ta sẽ phải là người đưa ra quyết định là tiếp tục ở lại bên trong cái thôn đáng sợ này hay rời khỏi đây mỗi một lựa chọn đều sẽ đại biểu cho một cái giá mà bọn họ phải trả nếu cứ thế mà rời đi thì cái giá sẽ là hành động bị thất bại nhưng nếu tiếp tục ở lại khả năng cao bọn họ sẽ bị đoàn diệt ở chỗ này Việc cả một đội bị dứt sạch ở bên trong chuyện linh dị cũng không phải là chưa từng xảy ra. Sắc mặt Lý Quân khẽ đổi, cuối cùng cắn răng nói: "Nếu hiện tại mà rời đi thì quá đáng tiếc." Quỷ vực của cảnh sát quỷ đã bị áp chế, điều này chứng tỏ kế hoạch của giáo sư Vương thành công. Lúc này chúng ta chỉ còn thiếu bước xác định vị trí của con quỷ nữa là chúng ta có thể đến giai đoạn giam giữ cảnh sát quỷ và kết thúc chuyện linh dị này. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Với lại chúng ta chịu không nổi cái giá của lần thất bại này. Nếu là ở một chỗ khác, vậy rút lui chính là rút lui. Nhưng ở đây thì lại khác, ở phía sau lưng của bọn họ là một tòa thành thị. Bọn họ không được phép để cho nó bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị. Nếu không hậu quả của nó sẽ còn kinh khủng hơn gấp 10 lần so với chuyện linh dị của quỷ chết đói. Đây không phải là định liều mạng hay sao? Những người khác đều run rẩy trong lòng khi nghe Lý Quân đưa ra quyết định. Từ trong lời nói của Lý Quân, không khó để hiểu được rằng hắn ta đang quyết tâm muốn giam giữ cảnh sát quỷ cho bằng được, cho dù bọn họ có bị diệt đoàn cũng thế. Giờ khắc này, không một ai trong đám người mở miệng nói chuyện, nhưng ở bên trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh kia lại đột nhiên xuất hiện một tiếng bước chân, nó vang lên ở căn phòng bên cạnh. Tiếng bước chân xuất hiện khiến cho bọn họ đồng loạt nín thở, rồi quay ngoắt đầu nhìn về phía đối diện cửa hành lang. Năm người, không một ai di chuyển hay làm ra động tác nào khác. Nhưng tiếng bước chân kia vẫn tiếp tục vang vọng. Tiếng chân ngột ngạt, cứng ngắc, nặng nề, không giống của người sống, mà giống như một cổ thi thể đang di chuyển vậy. Két, Cửa của căn phòng sát vách giống như bị thứ gì đó đẩy ra vậy, khiến cho chiếc móc xích cũ kỳ phát ra tiếng vang, nó kinh động đến thần kinh của đám người. Quỷ. Suy đoán lúc trước của Tô Phàm là chính xác, quỷ thật sự ở trên tầng 2 chỉ là căn phòng đầu tiên mà liễu tam mở ra và nhìn thấy năm cổ thi thể bằng giấy đã ảnh hưởng đến hành động của đám người nếu không làm sao bọn họ lại bỏ qua căn phòng kia được lúc này mọi người đã làm tốt chuẩn bị để chống đỡ lệ quỷ tập kích nhưng khi ngay khi chiếc cửa gỗ của căn phòng thứ hai mở ra được một nửa thì dừng lại thông qua cái khe cửa vừa được mở ra kia bọn họ không nhìn thấy cái gì ở bên trong cả bên trong chỉ là một mảng đen kịt đồng thời tiếng bước chân ở bên trong cũng biến mất để tôi qua đó Liễu Tam không nói gì, chỉ ra hiệu cho người khác rồi sau đó đi qua căn phòng bên kia. Khoảng cách giữa hai căn phòng khá gần, tầm 5 mét, nên chỉ cần đi thêm mấy bước là có thể đưa tay mở cánh cửa gỗ kia ra được. Liễu Tam tự tin bản thân có thể sống sót khi bị lệ quỷ tập kích, hắn ta đây là đang dùng mạng để đi đò tin tức. Dù sao bên trong căn phòng kia cũng chưa chắc là cảnh sát quỷ, cho nên không thể dùng quy luật của cảnh sát quỷ để đi đối phó với thứ bên trong. Ngay khi Liễu Tam chuẩn bị hành động, thì lý quân đột nhiên giữ hắn ta lại đồng thời lắc đầu liễu tam nhíu nhíu mày hỏi vì sao lý quân lạnh nhạt không nói chỉ lấy quỷ nến ra sau đó thắp nó nếu suy đoán của liễu tam là thật bọn họ đã từng đi qua chỗ này vậy khả năng cao là hành động lần này của liễu tam cũng giống như những lần trước mà bọn họ không nhớ kia liễu tam sẽ chết ở chỗ này sau đó để lại đây một con người giấy nếu đã như thế vì sao bọn họ lại không thay đổi phương án hành động Khả năng cao điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả đằng sau. Cho nên bất kể có tồn tại việc khởi động lại không có trong trí nhớ kia không, thì Lý Quân phải làm ra hành động nhằm phá vỡ quy luật hành động bình thường. Quỷ nến là thứ có thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Và hiện tại cũng không có lý do gì để tiết kiệm. Sau một giây, quỷ nến được nhóm lên, trong nháy mắt cổ khí tức âm lạnh ở xung quanh nhanh chóng bị xua tan. Thế nhưng ngay khi Lý Quân nhìn thấy tốc độ cháy của quỷ nến trong mắt của hắn ta nhanh chóng co rụt lại. Không đúng, tốc độ thiêu đốt. Bởi vì tốc độ thiêu đốt rất chậm. Loại tốc độ này không giống như việc ở xung quanh có quỷ. Cùng nhau tiến lên. Lý quân khẽ gầm một tiếng, sau đó nhanh chóng tiến lên trước, rồi đưa chân đá văng chiếc cửa gỗ kia. Một tiếng rầm vang lên ở bên trong căn phòng tối tăm. Chỉ trong chớp mắt, năm người nhanh chóng xông vào. Ánh nến xua tan đi hắc ám, đồng thời cũng cho bọn họ lòng tin sẽ không bị đoàn diệt. Nhưng khi bọn họ xông vào bên trong căn phòng, thì không hề nhìn thấy bất cứ ai cả. Bên trong chỉ có một số món đồ dùng thông thường đã cũ kỹ và một số nông cụ hoen nghĩ vì không sử dụng từ lâu. Có người thét lên vì kinh ngạc. Không có gì cả. Sao có thể chứ? Rõ ràng vừa này trong này còn xuất hiện tiếng bước chân, hơn nữa bọn họ cũng nhìn thấy cửa phòng bị người ta mở. Bịch. Nhưng đúng lúc này. Có một bức tranh cũ kỹ treo trên tường đột nhiên rơi xuống. Đây là bức tranh vẽ một ông lão. Ở nông thôn trước khi chết đi những người già sẽ chụp một bức ảnh để sau khi chết đặt di ảnh ở trong nhà. Cho nên bức ảnh này khá phổ biến. Bức ảnh bị rơi xuống kia nằm yên tĩnh trên mặt đất. Dưới ánh nến quỷ dị của quỷ nến, bộ dáng của ông lão bên trong bức ảnh kia dần dần trở nên mơ hồ. Một nửa khuôn mặt của ông lão bị bao phủ trong bóng tối, không thể nhìn rõ. Nhưng dựa vào nửa khuôn mặt còn lại có thể thấy được, ông lão kia đang mỉm cười. Nhìn qua thì thấy nụ cười này khá hòa ai, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác trùng mình. Mà ở bên cạnh bức di ảnh còn có một ít chữ viết, nhưng bọn họ nhìn không rõ lắm. Hình như là thời gian sinh ra và chết đi của ông lão, hay là do con cháu ghi cái gì gì đó. Một bức ảnh. Không, đúng ra mà nói thì đây là một bức di ảnh. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía bức di ảnh trên mặt dần trở nên ngưng trọng, nhưng cũng có chút chần chờ. Ở bên trong căn phòng này, tấm di ảnh kia là thứ quỷ dị duy nhất. Chẳng lẽ những tiếng động vừa nãy cũng là do tấm di ảnh này gây ra? Nhìn lấy khuôn mặt tối tăm của ông lão bên trên tấm di ảnh, không hiểu sao trong lòng bọn họ xuất hiện một cảm giác trùng mình. Chắc chắn đây không phải là cảnh sát quỷ. Trong đầu mọi người đều có ý nghĩ như vậy, đồng thời cam đoan nó ở trong lòng. Bởi vì bọn họ đã biết rõ tin tức có liên quan đến cảnh sát quỷ rồi, điều khiến cho nó trở nên khó giải chỉ là việc giam giữ còn những cái khác cũng không quá khó. Nhưng thứ này, dường như là thử quỷ dị nào đó mà trước giờ bọn họ chưa từng gặp. Lại phát hiện ra một con quỷ mới hay sao? Lý Quân nhíu mày, hắn ta không dám đi đến gần, mà liếc mắt nhìn cây quỷ nến ở trong tay. Tốc độ thiêu đốt của quỷ nến vẫn rất ổn định, bởi vậy có thể thấy rõ xung quanh không hề có quỷ. Thế nhưng nếu chỗ này không có quỷ, vậy tấm di ảnh quỷ dị kia là cái gì? Tin tức nhận được không khớp nhau. Mặc kệ tấm di ảnh này có vấn đề hay không. Cách ổn thỏa nhất là giam nó lại, tránh cho đến lúc mấu chốt lại xảy ra chuyện. Liễu Tam lập tức nói, sau đó nhanh chóng lấy một cái túi mà hắn ta mang theo từ nãy đến giờ. Cái túi này được làm từ vàng. Bởi vì độ dẻo của vàng rất tốt, cho nên thứ này rất thích hợp để mang theo bên người. Cô Phạm cầm chiếc điện thoại di động với màn hình đang sáng ở trong tay. Có lý, trước tiên cứ giam thứ này lại đã, sau đó rời khỏi căn phòng. Chỗ này có chút quỷ dị, tôi có một dự cảm không được tốt. Trên màn hình, trò chơi vẫn đang diễn ra, nhưng nhân vật chính bên trong trò chơi lại liên tục tử vong một cách khó hiểu. Chết quá kỳ lạ, không thể nào tìm ra được bất cứ manh mối nào cả, dù chỉ một chút cũng không. Việc nhân vật trong game chết một cách bất đắc kỳ tử như này diễn ra khá thường xuyên đối với tô phàm. Bình thường, mỗi khi nó chết thì đều biểu hiện ở xung quanh đang rất nguy hiểm. Nếu là trường hợp bình thường thì hắn ta sẽ không bao giờ đi vào những chỗ như này. Nếu không phải hiện tại đang có nhiệm vụ cuốn lấy thân, thì có lẽ hắn ta đã nhanh chóng rời xa khỏi chỗ này rồi. Cô gái trang điểm dày đặt kia nhẹ nhàng nói. Khá thú vị đấy, quỷ biến mất, di ảnh thần bí xuất hiện. Sự biến hòa càng lúc càng lớn đây không còn là chuyện linh dị cảnh sát quỷ đơn thuần nữa có lẽ thứ mà chúng ta đối mặt không phải là cảnh sát quỷ mà là một thứ nào đó nhân tố không xác định có quá nhiều trong khi cô gái kia đang nói chuyện liễu tam đã đi đến gần và nhặt bức di ảnh kia lên lý quân nhắc nhở cẩn thận một chút liễu tam nhìn qua sau đó bình tĩnh nói quỷ nến đang cực kỳ ổn định nên tạm thời sẽ không có nguy hiểm năng lực đối kháng với nguy hiểm của hắn ta khá mạnh cho nên ở trong nhóm chỉ có mỗi mình hắn ta có thể tiếp xúc với những thứ đáng sợ như này mà không cần phải kiên nể gì cả. Nếu đổi lại là người khác, rất có thể đã bị quỷ tập kích và chết ngay tại chỗ rồi. Không có việc gì thì tốt. Ngay khi Liễu Tam đang chuẩn bị cất tấm di ảnh này vào túi, thì hắn ta đột nhiên khẽ di một tiếng, sau đó dừng động tác đang làm. Tô Phạm ở bên cạnh tò mò hỏi. Sao vậy? Không sao, có vẻ như tôi vừa phát hiện ra cái gì đó liễu tam nhìn thấy bên trên di ảnh có chút cho bụi khiến cho một số nội dung bị che khuất thấy vậy hắn ta liền đưa tay lau nhẹ lớp cho bụi đi hắn ta muốn xem toàn bộ nội dung của bức di ảnh bởi vì hắn ta cảm thấy bối cảnh ở phía sau bức di ảnh có hơi quen quen bởi vì bị lau đi lớp cho bụi cho nên bối cảnh ở phía sau bức di ảnh đã được lộ ra trong ảnh là một ông lão mặt mũi nhăn nheo mặt mũi âm u đầy tử khí giống như ảnh chụp của một cổ thi thể vậy nhưng hai mắt lại đang trợn tròn miệng mỉm cười, giống như đang liếc nhìn xung quanh vậy. Bất cứ ai, nhìn vào tấm ảnh từ góc độ nào, thì đều có cảm giác ông lão kia cũng đang nhìn lại bản thân, khiến cho người ta cảm thấy một cổ ấn lạnh ở trong lòng. Mà bối cảnh phía sau của bức di ảnh này là một căn nhà tối tăm, không một chút ánh sáng. Cánh cửa tầng một của căn nhà này đang rộng mở, bên trong nó là một mảng đen kịt mà nó giống y như đúc với căn nhà bọn họ đang đứng vào lúc này. Dường như bức di ảnh này được chụp ở phía trước căn phòng này vậy mí mắt liễu tam nhấp nháy mấy cái lực chú ý của hắn ta không phải là căn nhà giống y như đúc với căn nhà bọn họ đang đứng mà là ở phía sau ông lão kia đang đứng mấy người bên trái hai người bên phải ba người tất cả có năm người bóng dáng của năm người ở bên trong khá mơ hồ chỉ nhìn thấy hình dạng bề ngoài thôi giống như một bức tranh sơn dầu vậy không thể nào nhìn rõ ràng được nhưng hắn ta vẫn có thể nhìn ra được từng điểm đặc thù của từng người ở bên trong Bên trong có một người ngủ quan khá mơ hồ, nhưng sắc mặt lại vàng như nến. Ở trên người của một người khác lại đang cầm một ngọn nến, bên trên ngọn nến là ánh lửa màu xanh lục. Một người khác lại đang cầm một chiếc điện thoại di động. Đây là năm người chúng ta. Con người Liễu Tam co rụt lại, hắn ta cảm thấy da đầu đang sắp bị nổ tung, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác lạnh lẽo không tên. Nỗi hoảng sợ này còn lớn hơn rất nhiều so với khi hắn ta nhìn thấy năm con người giấy giống hắn ta chết ở bên trong căn phòng lúc trước. Sao có thể chứ, năm người chúng ta cũng nằm trong bức ảnh. Lý quân sợ xảy ra nguy hiểm, nên cầm quỷ nến đi lại gần. Khi chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng tỏ ra kinh nghi bất định. Lúc nào? Chuyện này xảy ra từ lúc nào thế, đang đùa cái gì chứ? Vậy mà chúng ta lại chụp chung một bức ảnh với quỷ. Tô Phàm cũng tiến lại gần để nhìn, trong lòng hắn ta bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. Bởi vì bức di ảnh quỷ dị này đang biểu thị điều gì đó. Chụp ảnh. Cầm bức di ảnh, Lý Quân lập tức nghĩ đến chiếc máy chụp ảnh ở bên trong tổng bộ. Nghe nói thứ kia có thể chụp được quỷ, đồng thời có thể giam giữ chúng nếu chụp thành công. Nhưng rõ ràng bức di ảnh này cũng không phải do quỷ máy ảnh chụp ra. Dù sao hiện tại thứ này cũng đang ở bên trong kho của tổng bộ, bọn họ không mang nó theo trong lần hành động này. Nhất định có nguyên nhân nào đó đã tạo ra chuyện này. Liễu Tam, đừng nhìn nữa, nhanh chóng thu nó lại rồi chúng ta rút lui khỏi đây. Lý Quân không thể nào hiểu được loại cảm giác quỷ dị này là như thế nào. Nên hắn ta quyết định làm chuyện này cho dứt khoát một chút, trước tiên cứ xử lý xong chuyện trước mắt đã rồi tính sau. Liễu Tam nhanh chóng bỏ bức di ảnh quỷ dị kia vào bên trong một chiếc túi, sau đó phong kín nó và xoay người rời đi. Nhanh chóng đuổi theo, đã thăm dò xong căn phòng này rồi, chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Đi đến ngôi nhà khác thôi, nhất định phải tìm ra được cảnh sát quỷ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha những người khác đều nhịn không được nữa bọn họ đều muốn nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng trọ quỷ dị này mặc dù những căn nhà khác ở bên trong thôn hoàng cương khá khủng bố nhưng ít ra cũng có thể hiểu được tình hình bên trong nếu không phải có quỷ thì cũng là không có quỷ nếu bên trong có quỷ thì bọn họ chỉ cần xác định xem nó có phải cảnh sát quỷ hay không là được nhưng ở bên trong căn nhà này lại cực kỳ quái dị bọn họ không thể nào biết được bên trong có quỷ hay không trong căn nhà này lại có năm con người giấy bị chết của liễu tam lại có một bức di ảnh tự động rơi xuống cùng với việc xuất hiện năm người bọn họ bên trong bức ảnh thế nhưng khi bọn họ muốn đi ra khỏi căn nhà này thì tình huống trước mắt lại khiến bọn họ phải dừng chân lại ở tại một chỗ cách đó không xa phía trước cổng chính đang có một bóng đen hình người đưa lưng về phía bọn họ thân thể của cái bóng này cứng ngắc không hề nhúc nhích nhưng từ cái bóng kia bọn họ có thể nhận ra được người phía xa xa kia là một ông lão bóng lưng của ông lão ở phía sau là căn nhà tối tăm cùng năm người bọn họ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cảnh tượng như vậy ngay lập tức năm người lý quân liễu tam tô phàm đều tỏ ra kinh hãi quả thực cảnh tượng lúc này giống y như đúc với tấm di ảnh lúc trước chẳng lẽ người chết ở bên trên bức di ảnh kia không phải là ông lão mà chính là năm người bọn họ Điều bết bác nhất chính là, ngọn quỷ nến đang nằm trong tay của Lý Quân, đúng lúc này lại đang thiêu đốt một cách kịch liệt. Giống như nó đang muốn chống đối lại một loại lực lượng quỷ dị, đáng sợ nào đó vậy. Đồng thời độ dài của nó đang dần dần ngắn lại, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Tốc độ thiêu đốt của quỷ nến trở nên kịch liệt. Điều này chứng tỏ, quỷ đang ở đâu đó xung quanh. Hiện tại có chút không ổn. Sắc mặt tô phàm trở nên khó coi, Cắt cao cầm điện thoại di động ở trong tay Hiện tại hắn ta đã hiểu được vì cái gì nhân vật bên trong game lại không thể nào thông qua được màn chơi này Cứ đến một lần là chết một lần, dù có phục sinh bao nhiêu lần cũng đều như thế Từ đầu đến cuối đám người bọn hắn chưa bao giờ thoát ra khỏi nguy hiểm Quỷ, đang ở đâu đó bên cạnh bọn họ Mà giờ khắc này Ở bên ngoài mảnh quỷ vực kia Dương Giang đã ăn xong sâu thịt nướng ở trong tay, Thế nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy bất cứ chuyển biến tốt đẹp nào cả. Quỷ vực của quỷ họa vẫn còn, điện thoại cũng không nhận được bất cứ tin tức nào cả. Mà kể từ khi bắt đầu hành động đến nay cũng đã hơn 3 tiếng rồi. Phải nói là thời gian đã có hơi lâu. Thất bại rồi sao? Dương Giang vứt que tre xuống đất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn cũng từng xử lý qua rất nhiều chuyện linh dị, đối với những việc khác có lẽ hắn sẽ không đủ nhạy cảm để nhận biết nhưng đối với chủ đề này thì hắn là người có đủ quyền để lên tiếng. Dựa theo kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị của hắn, chắc chắn đám người do tổng bộ phái ra để xử lý cảnh sát quỷ đã gặp phải phiền phức rồi. Có lẽ đã bị đoàn diệt. Có lẽ là đang cầm cự, sống tạm bợ Nhưng cũng có thể đã chết mất một ít, chỉ còn lại một vài người. Nhưng bất kể là như thế nào, chỉ cần không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì lần hành động này đã coi như thất bại. Hai chuyện linh dị cấp ép va chạm với nhau, đúng là rất nguy hiểm. Thôi về chuẩn bị để đi chùi điếc thôi. Hy vọng tên Vương Tiểu Minh có chuẩn bị một số thủ đoạn đằng sau, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đây. Dương Giang quay người định rời đi. Mặc dù lần hành động này của tổng bộ khá bí ẩn, nhưng lại nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Nếu như mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì sẽ không có bất cứ vấn đề nào cả. Thế nhưng một khi hành động bị thất bại, nó sẽ mang đến một mối nguy hiểm tiềm ẩn cực kỳ lớn. Hơn 3 tiếng đồng hồ, không truyền ra bất cứ tin tức tốt nào cả. Điều này có nghĩa là gì thì không cần nói ai cũng hiểu. Có lẽ lần hành động này còn chưa thực sự thất bại, nhưng hy vọng thành công không còn lớn nữa. Tập trung lực chú ý nhiều nhất về tình hình xung quanh đây là tổ hành động của tổng bộ. Tào Duyên Hoa và Vương Tiểu Minh là hai người chủ trương an bài lần hành động này. Nên hiện tại bọn họ đang phải thừa nhận một cổ áp lực chưa từng có đây không phải là một chuyện linh dị đột ngột bộc phát mà là một lần hành động được chuẩn bị trước cực kỳ kỹ càng cho nên nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho lần thất bại này ở bên trong phòng họp một đám người chìm vào trầm mặc nhìn chăm chăm lấy hình ảnh được truyền về từ máy bay không người lái sự im lặng này kéo dài gần 10 phút đồng hồ khiến cho bầu không khí trong phòng họp trở nên kìm nén gần như bị ngạt thở có người đưa mắt nhìn về phía vương tiểu minh dường như muốn nhìn chút biểu hiện gì đó từ trên mặt của hắn ta. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, từ đầu đến cuối, mặt của tên này chẳng hề thay đổi chút nào hết. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không chút dị sắc. Không biết nên nói là hắn ta có thể mặt không đổi sắc, hay là năng lực chịu đựng áp lực của hắn ta quá mạnh nữa. Báo cáo, đã xác nhận được. Ba phút trước, năm người Lý Quân, Liễu Tam, A Hồng, Tô Phàm, Từ Nhất Bình đều đồng loạt mất đi liên lạc người phá vỡ bầu không khí trầm mặc này là một nhân viên trực thiết bị liên lạc nghe được tin tức này tào duyên hoa đang ngồi hút thuốc khẽ rung lên cổ họng hơi động động phải một lúc lâu hắn ta mới phát ra tiếng tình hình hiện trường thế nào rồi không có bất cứ biến hóa nào câu trả lời của người nhân viên kia gần như dập tắt chút ảo tưởng thành công còn sót lại cuối cùng trong lòng đám người hành động của nhóm lý quân đã bị thất bại dựa theo kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị nhiều năm của tôi ở những khu vực mà ngay cả tín hiệu của điện thoại vệ tinh cũng bị ảnh hưởng thì con quỷ bên trong sẽ cực kỳ đáng sợ có lẽ bọn họ vẫn còn sống nhưng không loại trừ khả năng bọn họ hãm vào quá sâu dù sao lần này cũng có dính líu đến quỷ họa người nói chuyện là trầm lương hắn ta đưa ra suy đoán của bản thân về lần hành động này tôi đề nghị nên hủy bỏ lần hành động này mang quỷ họa đi chỗ khác không thể để cho tổn thất tiếp diễn được triệu kiến quốc cậu thấy thế nào Tào Duyên Hoa không có hỏi loạn, hắn ta nhìn về phía Triệu Kiến Quốc rồi hỏi. Trước đó Triệu Kiến Quốc là đội trưởng của phòng liên lạc, nhưng sau đó vì sai lầm nên bị cắt chức, cho đi trong coi căn cứ huấn luyện. Hiện tại lại vì chuyện linh dị của cảnh sát quỷ nên đã bị thất nghiệp. Bởi vì chuyện linh dị lần này quá đặc biệt, cho nên hắn ta được tổng bộ mời đến để tham gia vào đoàn cố vấn. Mặc dù trước đó là do Triệu Kiến Quốc đã phạm phải sai lầm, nhưng kinh nghiệm làm việc của hắn ta cực kỳ phong phú, nên tổng bộ cũng không thể nào sa thải hắn ta mà không dùng lại. Kể từ khi bị cắt chức đến giờ, Triệu Kiến Quốc dường như biến thành Phật hệ vậy, cộng thêm công việc lúc trước quá rảnh rỗi, nên suốt ngày ngồi đọc báo với uống trà. Nghe Tào Duyên Hoa hỏi thăm, Triệu Kiến Quốc liền thả tờ báo ở trong tay xuống, khẽ ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười. Theo tôi nghĩ, chuyện này hẳn vẫn còn nằm trong sự tính toán của Giáo sư Vương. Dù sao kế hoạch lần này cũng chính là do ngài ấy định đoạt không thể nào có chuyện ngài ấy không chuẩn bị một số thủ đoạn đằng sau được cho nên hiện tại ngài hỏi tôi nên làm như thế nào có phải là quá sớm hay không phó bộ trưởng vừa nói ánh mắt hắn ta vừa nhìn lên trên người của vương tiểu minh lúc này vương tiểu minh cũng không giấu giếm mà nói thẳng đúng là tôi có kế hoạch rút lui nhưng điều mấu chốt là lý quân có chịu chấp hành nó hay không mà thôi nếu cậu ta không chịu rút lui thì có nghĩa là tình hình còn chưa đến mức không thể thu thập được hiện tại lực chú ý của chúng ta không nên dùng vào bọn họ, mà hẳn là nên chú ý đến mảnh quỷ vực này. Trầm Lương hỏi, vì sao ngài lại nói vậy? Nhân tố không xác định sẽ mang đến những nguy hiểm không xác định. Ở trong mắt của tôi, thứ có thể coi như nguy hiểm không hẳn đã nằm bên trong quỷ vực mà là ở bên ngoài. Nói xong, Vương Tiểu Minh lại nhìn Triệu Kiến Quốc rồi nói. Cho người chú ý đến tình hình xung quanh, chỉ cần thứ bên trong không khuếch tán ra ngoài thì không có vấn đề gì cả bất kể là cảnh sát quỷ hay là quỷ hỏa, tất cả đều sẽ được giải quyết. Trong lời nói của Vương Tiểu Minh để lộ ra một cổ tự tin cực đồ, nhưng cũng có một chút lo lắng. Hắn ta đã bố trí kế hoạch lần này rất cẩn thận và tỉ mỉ, khuyết điểm duy nhất chính là sự va chạm của hai chuyện linh dị sẽ mang đến một số nhân tố không xác định. Nếu các nhân tố không xác định kia mà khuếch tán ra ngoài, thì có thể chuyện linh dị lần này sẽ là một sai lầm không thể khống chế. Bởi vì việc kiểm soát những yếu tố kia cũng rất quan trọng trầm lương nói tôi sẽ để chung sơn quách phàm và người phụ trách của thành phố đại kinh là trần nghĩa đi qua đó canh chừng có ba người bọn họ ở đó chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu với lại nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì đám người hội anh em chắc chắn sẽ không đứng nhìn đâu hiện tại bọn họ đang tập trung tại cao ốc bình an nếu muốn chạy đến giúp đỡ thì chỉ là chuyện trong vòng một phút đồng thời ngự quỷ nhân ở lại thành phố đại kinh cũng không ít nên một khi động thủ sẽ có rất nhiều người chạy đến giúp Mặc dù lần hành động này chỉ có 5 người tham gia, nhưng tất cả các phương đều phải phối hợp hành động. Một khi xảy ra vấn đề gì đó, dựa vào năng lực của tổng bộ ở châu Á, bọn họ sẽ nhanh chóng tập trung toàn bộ ngự quỷ nhân đỉnh phong trong khu vực lại một chỗ. Đương nhiên bọn họ sẽ không làm như thế khi gặp những chuyện bình thường. Bởi vì hành động tập trung toàn bộ ngự quỷ nhân lại một chỗ là một hành động cực kỳ mạo hiểm. Cho nên phần lớn thời gian, tổng bộ sẽ phân chia khu vực quản lý cho từng người. Nếu vậy thì tốt chúng ta tiếp tục chờ đi. mặc dù tàu duyên hoa có vẻ hơi nôn nóng, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo. mà lúc này dương giang cũng đã rời đi khỏi hiện trường. hắn đoán chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy được, cho nên tính trở về phòng chuẩn bị một ít thứ. dù sao một khi lần hành động này gặp phải bất lợi, thì những người khác sẽ phải đi ra để xử lý. có lẽ khi đó hắn cũng bị cuốn vào chuyện này. hiện tại càng ngày chuyện linh dị càng trở nên khó xử lý, nếu cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì ngự quỷ nhân đỉnh phong cũng sẽ bị xử lý hết. Dương Giang đi một mình trên đường lớn, dần dần rời xa khu vực bị quỷ vực bao phủ kia, trong lòng tràn ngập lo âu và bất an. Nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu ra được chân tướng, chỉ có như vậy mình mới dò ra được phương pháp chính xác. Trong đầu hắn nghĩ đến quỷ gõ cửa, nghĩ đến kết quả hắn vừa mới điều tra được gần đây. Chờ sau khi xử lý xong chuyện lần này, hắn phải nghĩ cách làm gõi con quỷ gõ cửa kia ít ra cũng phải xác định được trên người của quỷ gõ cửa có thứ mà hắn đang tìm kiếm hay không ngay khi hắn đang định rời khỏi chỗ này thì bất chợt dương gian dừng bước cho dù là rời đi khỏi khu vực nguy hiểm hắn cũng không bao giờ buông bỏ cảnh giác con mắt quỷ ở sau đầu vẫn luôn chú ý đến tình hình quỷ vực mà hiện tại mảnh quỷ vực u ám kia đang nhanh chóng tiêu tán dường như quỷ vực của quỷ họa đã kết thúc chờ gần nửa buổi cuối cùng một thế cục không biết nào đó đã xảy ra. Kế hoạch thành công. Dương Giang quay đầu, khẽ nhíu mày. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nhờ mắt quỷ nên hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở phía trước. Quỷ vực thực sự đã biến mất. Giống như ở thành phố Đại Sương lần trước vậy, sau khi quỷ chết đói bị giam giữ, quỷ vực lập tức theo đó mà tiêu tán đi. Là cảnh sát quỷ xử lý quỷ họa, hay là tổng bộ giam giữ được quỷ họa rồi, hoặc là cả hai cái đều bị xử lý. Dương Giang quyết định đứng thêm một lát để quan sát tình hình. Nhưng mà hắn khá kỳ quái đối với tình huống này. Quỷ vực của quỷ họa biến mất, mà quỷ vực của cảnh sát quỷ cũng thế. Ở phía xa xa kia đã trở nên trống rỗng, không còn mảnh quỷ vực đen nhanh với hình chiếc quan tài nữa, cũng không có thế giới u ám như lúc đầu. Mà ở trung tâm của chuyện linh dị xuất hiện bóng dáng của năm người. Lúc này cả năm người đang chậm rãi đi ra ngoài. Là Lý Quân, còn có người giấy lúc trước liễu tam con mắt quỷ trên trán dương gian hơi chuyển động ở trong năm người phía trước có một vài người hắn biết còn lại là hắn quen đồng thời cũng chẳng biết tên xem ra đã thành công rồi như vậy là mình được bớt việc rồi mặc dù hắn không có tham dự vào lần hành động này nhưng khi nhìn thấy đám người lý quân có thể an toàn rời đi thì hắn cũng thở vào nhẹ nhõm dù sao chuyện này liên lụy đến quá nhiều người nếu thất bại thì hắn chắc chắn sẽ bị cuốn vào bên trong nếu đã xong xuôi rồi thì quay về chuẩn bị đối phó với hội anh em thôi. Dương Giang không đi lên để chào hỏi, bởi vì điều đó không cần thiết. Hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngay khi Dương Giang chuẩn bị thu hồi mắt quỷ, hắn đột nhiên chú ý đến cái gì đó, cả người đột nhiên run rẩy. Vẻ mặt cũng trở nên kinh dị hơn, đưa mắt tiếp tục nhìn về phía năm người kia. Bởi vì hắn phát hiện ra, bất kể là Lý Quân hay Liễu Tam, hoặc là ba vị ngự quỷ nhân còn lại, thì ở trên bàn tay đều có một cái lỗ trống. Ở xung quanh cái lỗ kia có màu trắng, giống như bị thiếu mất một phần, lại giống như bị thứ gì đó đấm xuyên qua khiến cho chỗ kia bị mất đi. Điều quỷ dị là cái lỗ kia ở trên tay của bọn họ đều giống nhau, không chênh hay lệch một ly một tí gì hết. Quỷ họa là bàn tay ở bên trong sương mù. Dương Giang lập tức nhớ đến một đoạn kinh lịch không được tốt cho lắm. Hắn từng vô tình gặp qua quỷ họa khi nó đi ngang qua thành phố Đại Sương. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ đến, khi đó bàn tay của quỷ họa cũng bị một cây nến làm bằng vàng xuyên qua. Vết thương kia dường như giống y như đúc với đám người Lý Quân. Ánh mắt dương gian lấp lóe, hắn cảm thấy không tự tin đối với suy đoán này, bởi vì lượng tin tức mà hắn nhận được quá ít. Hắn cần có điều gì đó để kiểm chứng. Vì thế Dương Giang yên lặng lôi ra một cây quỷ nến màu trắng. Nó cũng là quỷ nến, nhưng khác với quỷ nến màu đỏ đậm, cây quỷ nến màu trắng này có khả năng hấp dẫn lệ quỷ hắn lập tức nhóm lửa lên. Chỉ sau một giây, năm người ở phía xa xa kia đồng loạt dừng lại, sau đó quay chiếc đầu hơi cứng ngắc kia và nhìn về phía Dương Giang. Chết tiệt! Khi đối đầu với năm ánh mắt kia, con người Dương Giang co lại, trong lòng hơi run, hắn nhanh chóng thổi tắt cây quỷ nến này. Năm người này không còn là người nữa, mà là quỷ. Ngay khi nhóm quỷ nến màu trắng lên thì năm người ở phía xa xa đồng loạt nhìn về phía hắn, dù trước đó Dương Giang từng trải qua không ít chuyện linh dị, thì khi gặp phải cảnh tượng như vậy cũng phải toát mồ hôi lạnh. May mà hắn thổi tắt quỷ nến kịp thời, nên không có hấp dẫn sự chú ý của quỷ. Nếu không, khả năng cao là hắn sẽ phải đối mặt với sự tập kích của năm con quỷ kia. Phải nói mức độ nguy hiểm của chuyện này là cực kỳ trí mạng. Sao có thể như vậy được? Nguy hiểm qua đi, lúc này sắc mặt dương gian thay đổi liên tục, trong lòng tràn đầy kinh dị. Không nghi ngờ gì nữa, năm người kia chắc chắn là những vị ngự quỷ nhân tham gia lần hành động này dù hắn không có quen hết toàn bộ nhưng cũng nhận ra một số người vậy mà hiện tại năm người này đều thành quỷ hết rồi là hành động lần này bị thất bại bọn họ chết do lệ quỷ khôi phục hay là do một loại biến hóa không thể dự đoán nào đó không thể nào có chuyện tất cả năm người bọn họ cùng chết vì lệ quỷ khôi phục được hành động này chắc chắn sẽ được bố trí một cách cực kỳ cẩn thận dù số lượng người tham gia không nhiều, nhưng bên phía tổng bộ sẽ an bài một số phương pháp rút lui. Nên khả năng bọn họ chết sạch là cực kỳ thấp. Dù cho bọn họ có đụng phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ ở bên trong quỷ vực, thì cùng lắm là chết một hai người thôi, không thể nào có chuyện bị đoàn diệt được. Ánh mắt dương gian biến hóa, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, đồng thời dựa vào một số hiểu biết của bản thân, hắn cũng đã phán đoán ra được tình huống hiện tại. Với lại, bên phía tổng bộ không có phát hành lệnh triệu tập khẩn cấp. Nói cách khác, bên phía tổng bộ không hề biết được về sự xuất hiện của năm người này. Hắn đưa mắt nhìn điện thoại vệ tinh ở trong tay. Không có bất cứ tin tức nào cả, điều này cho thấy tổng bộ không cần hắn giúp đỡ trong lần hành động này. Trong nháy mắt, hắn nghĩ rất nhiều, nhưng sự nghi ngờ ở trong lòng không hề giảm xuống. Dương Giang chỉ có thể mơ hồ suy đoán được, hành động lần này đã xảy ra chuyện gì đó, gây nên một số biến hóa không thể dự đoán. Minh chứng tốt nhất cho việc này chính là năm người đi ra từ quỷ vực kia không hiện tại năm người kia không còn là người nữa mà là năm con quỷ thực sự vừa rồi hắn thắp quỷ nến để thăm dò chỉ trong nháy mắt năm người kia nhận được sự hấp dẫn của quỷ nến và đồng loạt nhìn về phía bên này là đủ để chứng minh cho điều đó rồi bởi vì quỷ nến màu trắng có khả năng hấp dẫn quỷ cũng chỉ có quỷ mới xuất hiện phản ứng khi thắp quỷ nến màu trắng mà thôi nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ những vấn đề này phương hướng hành động của năm người này hình như là khu vực thành thị do dự mất một lúc cho nên khi chú ý đến năm người kia thì dương gian phát hiện ra phương hướng mà bọn họ di chuyển chính là đi đến thành phố đại kinh nếu không có ai đứng ra ngăn cản thì khả năng cao bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào bên trong thành thị trước khi trời sáng nếu thứ mà hắn nghi là quỷ họa này tiến vào bên trong khu vực thành thị thì sẽ gây ra hậu quả như nào đây lúc trước chỉ có mỗi chuyện linh dị của quỷ chết đói thôi mà đã khiến cho một tòa thành thị suýt nữa bị hủy diệt huống hồ chi là chuyện linh dị của quỷ họa đã được định nghĩa là cấp S từ lâu. Cho nên nó chắc chắn có được năng lực hủy diệt một tòa thành thị khi xâm nhập. Có muốn ngăn cản nó lại không? Ánh mắt dương gian khẽ nhúc nhích, hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại hơi chần chừ. Quỷ không biết sẽ đại biểu cho một mối nguy hiểm vô danh, với lại đây cũng không đơn giản như một chuyện linh dị bình thường. Cho nên bất kỳ một ai bị cuốn vào bên trong đều có nghĩa là cái chết. Mà một khi hắn chết đi, thì con quỷ trong người hắn sẽ khôi phục lại. Khi đó cái này cũng không còn là một chuyện linh dị cấp S đơn giản như thế này được nữa. Bởi vì bản thân hắn cũng là một con quỷ cực kỳ nguy hiểm nếu nó khôi phục lại. Nếu bỏ mặt không thèm quan tâm thì đây sẽ là một chuyện cực kỳ phiền toái. Cuối cùng chuyện này mà biến thành lớn thì cũng lại đến lượt mình chạy ra xử lý thôi. Thôi, đành đi theo sau mấy thứ này thử xem. Mấy người này hành động rêu rao như vậy, hiện tại bên phía tổng bộ còn chưa phản ứng kịp nên chờ đến khi bọn an bài, sắp xếp gì đó rồi tính sau. Dương Giang không có ý định hành động lỗ mãn, nên quyết định đi theo đằng sau để xem xét tình hình. Đối với những chuyện linh dị đặc biệt như này, không thể nào xông lên tuyến đầu được. Nhất là khi còn chưa có nắm rõ thông tin, khi đó mà hành động lung tung thì đấy sẽ là sai lầm lớn nhất. Một lát sau, đứng trên con đường tối tăm, cả người Dương Giang đột nhiên bị bao phủ bởi ánh sáng quỷ dị màu đỏ. Sau khi ánh sáng màu đỏ kia xuất hiện, hắn đột nhiên biến mất. Mà năm người ở phía xa xa kia không hề có bất cứ biểu tình nào, vẫn chậm chậm đi về phía trước. Động tác của năm người này đều răm rắp, tốc độ như nhau, xung quanh đều phát ra một cổ khí tức âm lãnh. Không có chút biểu hiện nào để có thể coi đó là một người sống được nữa, mà bọn họ cứ như những cổ thi thể băng lãnh. Giờ khắc này, trong sự bao bọc của đêm tối, bọn họ đang vô thanh vô thức tiến lại gần thành thị xa hoa với đèn đuốc sáng trưng kia. Đang chìm đắm trong thành thị phồn hoa, Mọi người đều không có một ai ý thức được, hiện tại có năm mối nguy hiểm vô cùng khủng bố đang dần áp sát. Một khi năm người có thể coi là quỷ thực sự này chính thức tiến nhập vào bên trong thành thị, thì xác suất phát động quy luật giết người của chúng sẽ được gia tăng đến vô hạn. Đó chính là khi mà sự kinh khủng của lệ quỷ được bày ra hoàn toàn. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như những gì Dương Giang dự đoán, sự dị thường ở chỗ này đã bị phát hiện. Ở trên bầu trời liên tục xuất hiện vô số ánh đèn của máy bay không người lái. Chúng giống như là ong mật vậy, ào ào bay tới. Những chiếc máy bay không người lái này điên cuồng xoay trên đầu của năm người kia, đồng thời không ngừng chụp ảnh và quay phim. Trong thời gian ngắn, tin tức khẩn cấp được gửi đến các thế lực. Thế lực đầu tiên nhận được tin tức này là tổng bộ. Bên trong phòng họp của tổng bộ. Đồ cái gì vậy, chẳng lẽ năm người Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, A Hồng, Từ Nhất Bình đều bị chết rồi hay sao vậy? Rốt cục bộ dạng hiện tại của bọn họ là người hay quỷ đây? Bọn họ đang định làm cái gì vậy, chẳng lẽ bọn họ định chạy vào thành phố để đại náo một trận hay sao vậy? Khi nhìn thấy những hình ảnh được máy bay không người lái truyền về, phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa lập tức đứng ngồi không yên. Hắn ta vỗ bàn một cái, vừa giận vừa sợ đứng lên, nhịn không nổi phải run rẩy cả người. Mặc dù hắn ta đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng phần nhiều là sợ hãi không che giấu nổi. Bởi vì một khi chuyện như này xảy ra, cả thành phố sẽ đứng trước một cuộc khảo nghiệm chưa từng có năm vị ngự quỷ nhân đỉnh phong đồng thời khôi phục lại cộng thêm chuyện linh dị của cảnh sát quỷ chuyện linh dị quỷ họa nhiều đó thôi đã đủ hình thành một cái cầu tuyết cự đại đến khi đó quả cầu này sẽ lăn bất cứ ngự quỷ nhân nào tham dự vào bên trong chuyện linh dị đáng sợ này đều sẽ bị nó thôn vệ và trở thành một phần của nó cái này cũng không phải là việc xử lý được hay không xử lý được mà chính là cần phải làm gì để giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất hắn ta nhanh chóng nhìn về phía vương tiểu minh giáo sư vương theo cậu thấy hiện tại chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào đây giờ phút này tào duyên hoa có chút hối hận có lẽ bản thân không nên đồng ý với cái kế hoạch có vẻ điên cuồng này bọn họ không nên có ý đồ khống chế một chuyện linh dị cấp ép những người khác ở bên trong phòng họp cũng đồng loạt nhìn về phía vương tiểu minh bầu không khí lúc này có vô cùng khẩn trương lúc này khóe miệng của vương tiểu minh vẫn lộ một nụ cười đồng thời nói ra một thông tin khiến cho người khác phải kinh sợ Xem ra kế hoạch còn thuận lợi hơn cả những gì tôi tưởng tượng." Tào Duyên Hoa giật mình nói. "Lời này của cậu là có ý gì?" Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. "Đừng có tập trung chú ý lên trên người của đám Lý Quân, mà nhìn xem tràn cảnh xung quanh căn cứ thí nghiệm đi." Quỷ vực của Quỷ Họa đã biến mất. Quỷ vực của Cảnh Sát Quỷ cũng biến mất. Điều này có nghĩa là kế hoạch dùng quỷ hạn chế quỷ đã thành công. Những người khác nghe vậy đều nhìn về phía màn hình không ít người lập tức biến sắc quả nhiên mọi chuyện đúng như vương tiểu minh nói khu vực quỷ vực đáng sợ kia đã biến mất ngay cả thứ có hình quan tài cũng không còn thấy nữa những thứ mà bọn họ lo lắng lúc trước dường như đã được xử lý ngoại trừ năm người quỷ dị kia trầm lương trầm ngâm một chút rồi nói nếu quả thật mọi chuyện đúng như lời giáo sư vương nói vậy có nghĩa là chúng ta đã thành công xử lý được cảnh sát quỷ cùng quỷ họa rồi nhưng theo ngài thấy tình huống của năm người bọn họ là sao vậy bọn họ có còn sống không hay là đã chết do lệ quỷ khôi phục hiện tại sự sống chết của đám người lý quân không còn quan trọng nữa vương tiểu minh bình thản nói nhưng câu nói kia lại để lộ ra một cổ âm trầm lạnh lùng đến dị thường so với hai chuyện linh dị cấp độ s thì dù năm người bọn họ có bị diệt đoàn cũng không sao ngay từ thời điểm ban đầu xác định tham dự vào lần hành động này bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi từ xưa đến nay tôi sẽ không cân nhắc nhiều đến sinh tử của người khác mà tôi chỉ xem xét theo phương diện làm cách nào để xử lý được chuyện linh dị mọi người đều đồng loạt trầm mặc mặc dù câu nói của hắn ta cực kỳ tàn khốc nhưng không hề nghi ngờ gì nữa đây chính là đạo lý làm gì có chuyện linh dị nào mà không có người chết tuy nhiên năm người lý quân cũng chưa chắc đã chết chú ý màn hình đi mặc dù bề ngoài của năm người này giống y như đúc với lý quân liễu tam tô phàm a hồng từ nhất bình thế nhưng trên người bọn họ không có điện thoại di động định vị vệ tinh với lại nếu bọn họ bị chết vì lệ quỷ khôi phục thì bọn họ không thể nào hành động đều răm rắp như vậy được chú ý tay của năm người bọn họ đi vương tiểu minh chỉ vào tay của năm người ở trên tấm hình có nhìn thấy không trên tay của năm người đều có một vết thương trống rỗng vết thương này rất đặc biệt với lại vết thương của mỗi người đều rất giống nhau ánh mắt vương tiểu minh ngưng tụ vết thương giống nhau động tác giống nhau biểu lộ trên mặt cũng giống nhau và đều không giống người đây đơn giản giống như là đang được vẽ ra vậy quỷ họa nghe vương tiểu minh miêu tả những người khác đều giật mình nhớ ra trầm lương nhíu mày ý của ngài là năm người bọn họ chính là quỷ họa điều này sao có thể chứ quỷ họa hẳn phải là một bức họa mới đúng đây chính là điều đã được ghi chép lại trong hồ sơ làm sao biến thành năm người bọn họ được vương tiểu minh nói tư duy theo quán tính rất dễ khiến cho người ta rơi vào tử lộ tôi không cần phải đoán bọn họ có phải là quỷ họa hay không tôi chỉ cần nghi ngờ điều này là được phó bộ trưởng nên chuẩn bị kế hoạch hành động chấp hành theo phương án quỷ họa bị mất khống chế không cần để ý đến sống chết của năm người lý quân dẫn bọn họ đi đừng cho năm người này tiến vào bên trong thành thị là được rồi còn vị trí thì tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi tôi đề nghị nên đưa đến quỷ trạch ở ngoại ô vương tiểu minh bất chợt đưa ra một địa điểm quỷ trạch ở ngoại ô. Tào Duyên Hoa biến sắc. Đây là một trong số không nhiều địa phương mà tổng bộ không thể xử lý. Bởi vì độ khuếch tán không cao, cho nên bọn họ thừa nhận và cho phép sự tồn tại của quỷ trạch này. Chúng ta có nên thử giam giữ nó hay không? Tào Duyên Hoa rất muốn xử lý thứ này, làm một vố ăn quanh năm. Dường như Vương Tiểu Minh đang suy nghĩ, một lát sau hắn ta mới nói. Tôi không thể cho ý kiến về vấn đề này được cái này thì phải do đích thân phó bộ trưởng tự phán đoán mà thôi phán đoán sẽ có nguy hiểm nhưng đổi lại cũng sẽ có thu hoạch theo vương tiểu minh lợi và hại là hai thứ không khác nhau mấy cho nên hắn ta không đưa ra đề nghị của bản thân tôi hiểu rồi tào duyên hoa đưa ra quyết định rất nhanh trầm lương thông báo cho đám người trần nghĩa ở hiện trường bảo với bọn họ là chuẩn bị hành động theo kế hoạch tôi biết rồi tôi sẽ xử lý tốt chuyện ở bên này nhưng tôi không dám đảm bảo đâu cho nên bên kia vẫn nên chuẩn bị một số thủ đoạn dùng cho trường hợp khẩn cấp vậy trước tiên cứ như thế đi bên này của tôi có chuyện rồi ở đầu một con đường bị phong tỏa trần nghĩa bỏ điện thoại xuống lông mày nhăn lại mấy khối thịt trên cơ mặt cũng o ép lại với nhau khiến cho khuôn mặt của hắn ta trở nên cực kỳ âm trầm ở trong khung cảnh tối tăm như hiện tại bản thân hắn ta là một trong những người phụ trách của tòa thành thị này cho nên vì phối hợp với hành động lần này hắn ta đã phải buông bỏ hết toàn bộ công việc đang làm sau đó chạy đến đây canh chừng nguyên một đêm nếu tất cả mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi vậy thì hắn ta không cần phải hành động chỉ cần chờ đến sáng sau đó đi về nhà là được thế nhưng đời mà cái gì mà mình lo thì nó lại đến chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra thông qua cuộc trò chuyện vừa nãy trần nghĩa cũng đã hiểu rõ được tình hình hiện tại trước mắt đang có năm con quỷ đang không ngừng đi về phía này mức độ nguy hiểm của chúng là cực kỳ cao. Trung Sơn ở bên cạnh cũng vừa để điện thoại xuống. Trần Nghĩa, xem ra hôm nay chúng ta không dễ kết thúc công việc được rồi. Dựa vào mấy người chúng ta mà nói, hẳn là không thể nào chịu được tình huống này đâu. Bọn họ nhận được tin tức gần như đồng thời với nhau. Quỷ đi ra từ chuyện linh dị cấp ép mà còn không hiểu rõ được quy luật của nó. Có lẽ hôm nay ba người chúng ta sẽ phải để mạng lại tại đây. Với lại số lượng quỷ lần này không chỉ có một con mà là năm con. Con số này đã vượt quá số người mà chúng ta có, chuyện này không thể đùa được rồi. Người nói chuyện là quách phàm, thân thể của kẻ này âm lãnh đến mức đáng sợ. Trong chẳng khác gì một cổ thi thể vừa mới được khiên ra từ tủ đông vậy, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm và cho lạnh. Khi tiếp xúc trực diện với quỷ, ngự quỷ nhân đều rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Nếu ngay cả số lượng mà còn không chiếm được ưu thế, vậy thì xác suất đoàn diệt ít nhất cũng là chín phần bởi vì số lượng quỷ càng nhiều càng dễ dàng kích hoạt điều kiện tập kích của nó hơn. Thậm chí ở một thời điểm nào đó sẽ có đến tận hai hoặc ba con lệ quỷ cùng tập kích một người cũng nên. Mà một khi chuyện đó xảy ra, không một ai dám tưởng tượng ra hậu quả của nó sẽ như thế nào. Trần Nghĩa mở miệng nói, chẳng lẽ cậu cho rằng tổng bộ không kiếm được 10 vị ngự quỷ nhân để điều đến đây hay sao? Ở trong tình huống như hiện tại, số lượng ngự quỷ nhân không có quá nhiều ý nghĩa. Càng nhiều người càng dễ xảy ra chuyện. Với lại số lượng ngự quỷ nhân có thể dùng được ở trong lần hành động này không có nhiều. Nếu muốn tham gia vào lần hành động này, ít ra cũng phải có đầy đủ khả năng sinh tồn, đồng thời trạng thái tinh thần phải ổn định. Ngoài ra còn cần người đó có được kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị. Nếu bên phía tổng bộ mà điều đến đây một nhân tố không ổn định nào đó đến, thì ngoài việc phòng ngừa bị lệ quỷ tập kích ra, chúng ta còn phải đề phòng con quỷ của đồng nghiệp khôi phục lại. Ngoài ra, số lượng ngự quỷ nhân càng nhiều, thì xác suất bị quỷ để mắt đến sẽ càng lớn, tỷ lệ tử vong sẽ càng cao. Nếu điều này mà tạo thành một phản ứng dây chuyền thì cực kỳ đáng sợ. Cho nên bất kể là ở trong nước hay ngoài nước, thì một đoàn đội ngự quỷ nhân tối đa chỉ có 5 thành viên. Nhiệm vụ lần này của chúng ta khá đơn giản, đó chính là thay đổi phương hướng di chuyển của quỷ, dẫn bọn chúng đi đến quỷ trạch. Quách phàm nhìn hắn ta một cái, ánh mắt hơi quỷ dị. Đơn giản, dẫn đường cho năm con quỷ hơn nữa còn dẫn đường đi đến quỷ trạch mà đơn giản chỉ cần trên đường đi xảy ra một chuyện nào đó ngoài ý muốn thì tất cả chúng ta sẽ xong đời trần nghĩa nghe được lời này của quách phàm vốn là một người nóng tính khi nghe vậy hắn ta liền đi đến túm lấy cổ áo của quách phàm sau đó tức giận nói nếu sợ chết thì cút ra xa xa một chút cho tôi lúc này là lúc nào rồi mà cậu còn phàn nàn với tôi được cái gì chứ nếu cậu đã lựa chọn đứng ở đây thì phải phục tùng mệnh lệnh của tôi tôi phải nhắc nhở cậu một câu nếu tí nữa mà cậu để xảy ra chuyện thì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu trần nghĩa anh đang uy hiếp tôi đấy à quách phàm cũng không e ngại ánh mắt chết lặng kia nhìn chằm chằm vào trần nghĩa bọn họ đều từng sống sót qua khá nhiều chuyện linh dị đáng sợ dù năng lực của mỗi người có hơi khác biệt một chút nhưng nếu thật sự xung đột lên thì hiếm ai lại sợ hết trần nghĩa trừng mắt giận dữ nói đây không phải là uy hiếp, mà là tôi đang nhắc nhở cậu đó. Trung Sơn thấy vậy liền khuyên giải. Được rồi, được rồi, đều nói ít lại đi. Cùng là đồng nghiệp với nhau cả, làm gì mà cứ cãi nhặn với nhau chỉ vì chút việc nhỏ xíu thế nhỉ? Trần Nghĩa, anh cũng đừng có trách quách phàm, trước đó trạng thái của cậu ta đã không tốt rồi. Nếu lần này mà còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa thì không chắc có thể tiếp tục sống sót, cho nên cậu ta mới lo lắng một chút thế thôi. Trung Sơn là người thường xuyên tiếp xúc với Quách Phàm, cho nên hắn ta hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Quách Phàm, đúng là không tốt lắm. Lệ quỷ khôi phục là một cái đề tài mà vĩnh viễn ngự quỷ nhân không thể nào né tránh. Trạng thái bản thân không tốt, đó là thứ không nên dùng để làm lý do cho việc từ chối hành động. Với lại cậu cho rằng chỉ có mình cậu là phải đối mặt với việc lệ quỷ khôi phục hay sao? Trần Nghĩa vẫn cường ngạnh như trước, cũng không hề vì lý do đó mà thông cảm cho Quách Phàm. Bởi vì bất cứ ai đều cũng gặp phải chuyện như vậy, có lẽ có một số người sẽ tốt hơn một chút. Nhưng khi thực sự đối mặt với lệ quỷ, làm gì có ai dám cam đoan bản thân có thể chống đỡ được một lần tập kích của quỷ đây? Mặt quách phàm trở nên lạnh lùng, hắn ta định nói chuyện, thế nhưng lời vừa ra đến cửa miệng liền im bặt. Đâu hắn ta hơi chuyển, nhìn ra phía sau lưng Trần Nghĩa với ánh mắt bất an. Dường như Trần Nghĩa cũng đã cảm giác được cái gì đó, lập tức buông quách phàm ra, nhanh chóng xoay người ra sau. Đến rồi." Trung Sơn nhỏ giọng nói. Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh trở nên cực kỳ an tĩnh, kìm nén đến mức đáng sợ. Hiển nhiên, loại phản ứng kia chính là bản năng của Ngự Quỷ Nhân khi gặp phải lệ quỷ, hoặc có thể nói đó chính là phản ứng của con quỷ trong người Ngự Quỷ Nhân khi gặp được đồng loại. Một khi xuất hiện loại phản ứng này, có nghĩa là đang có quỷ ở xung quanh. Mà lần này không phải là xử lý một chuyện linh dị như bình thường. Dựa theo những tin tức mà bọn họ nhận được lúc trước, lần này là năm con quỷ đi ra từ bên trong quỷ vực của quỷ họa. Chưa biết được năng lực cũng như quy luật của năm con quỷ này. Có thể là một con quỷ mới xuất hiện, cũng có khả năng là ngọn nguồn của chuyện linh dị cấp ép với danh hiệu quỷ họa. Thậm chí cũng có thể là cảnh sát quỷ. Ở trong tình huống như này, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, có lẽ ngay từ thời điểm vừa mới gặp mặt, ba người bọn họ đã bị lệ quỷ giết chết mà không có chút phản kháng nào cũng nên những lời tranh chấp bằng miệng lúc nãy đã không còn ý nghĩa nữa rồi ba người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía trước trong đêm tối phía xa xa có một vài ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt trên đường không có một ai nó yên tĩnh đến mức đáng sợ ở xung quanh dải cây xanh thậm chí là ở bên trong rừng cây đều không có bất cứ tiếng động nào dù chỉ là tiếng côn trùng kêu cũng không có bọn họ chỉ đứng yên tại chỗ thôi nhưng đều có thể cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh đang dần ăn mòn xung quanh nhân dịp quỷ còn chưa thực sự xuất hiện ba người chung sơn quách phàm trần nghĩa lập tức chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch định ra lúc trước nhiệm vụ lần này của bọn họ khá đơn giản cũng khá dễ hiểu đó chính là bất chấp mọi thủ đoạn ngăn cản năm con quỷ kia đi vào bên trong thành phố tuyệt đối không được để chúng đi vào bên trong trước đó tổng bộ cũng đã chế định ra đầy đủ kế sách để ứng phó với tình huống hiện tại rồi đó chính dùng quỷ nến để hấp dẫn lệ quỷ mang chúng đi đến quỷ trạch còn phương án dự bị chính là tùy cơ ứng biến bởi vì khi đối mặt với lệ quỷ thì bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh dẫn đến việc thực thi theo kế hoạch định sẵn từ trước sẽ có nguy cơ thất bại khá cao mà khi đó ba người bọn họ cần tự mình nghĩ cách để xử lý yên tĩnh chỉ tồn tại được trong chốc lát sau đó ở trên con đường phố yên tĩnh kia lại bắt đầu vang lên từng tiếng bước chân ngột ngạt tiếng bước chân không lớn nhưng ở bên trong hoàn cảnh như này lại trở nên cực kỳ chói tai từng bước từng bước chân giống như đang dẫm vào trái tim của ba người vậy, khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cuối cùng, ở phía cuối con đường tối tăm kia, năm bóng người đồng loạt xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Thân thể cứng ngắc, đang di chuyển như một cổ thi thể. Nhưng động tác lại đều răm rắp đến kinh người. Giống như là robot vậy, mỗi một lần nhấc chân, mỗi một lần lắc lư đều không khác biệt nhau, dù chỉ một ly. Đám người Trần Nghĩa nhìn từ đằng xa, mặc dù cảm thấy năm người có hành vi quái dị kia không nguy hiểm lắm. Nhưng thực tế lại khá rõ ràng, một khi nhóm người bọn họ bị cái đống kia để mắt đến, thì chắc chắn sẽ chết cực kỳ thảm. Trung Sơn quan sát một lát, sau đó nhỏ giọng nói. Ít ra cũng có được một tin tức tốt, là đám quỷ này không tạo ra quỷ vực. Nên kế hoạch dẫn đường cho quỷ vẫn có thể thực hiện được. Trần Nghĩa vẫn nhìn chầm chầm vào năm bóng người kia. Quách phàm, đến lượt cậu đó. Kế hoạch dẫn đường cho quỷ lần này được thực hiện từ Quách Phàm. Bởi vì hắn ta có một loại năng lực cực kỳ đặc thù, cũng rất lợi hại. Ở trong một trạng thái nào đó, hắn ta có thể không bị bất cứ con quỷ nào tập kích. Cũng chỉ nhờ có vậy cho nên Quách Phàm mới có thể dẫn quỷ đi được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ bị quỷ tập kích và giết chết trước khi đi rồi. Hiển nhiên Quách Phàm không quá cao hứng đối với việc này, sắc mặt hắn ta có chút âm trầm, ánh mắt vô thần kia càng trở nên quỷ dị hơn. Hắn ta không nói câu nào, chỉ trầm mặt đi ra phía trước, đón lấy năm thân ảnh khủng bố đang tới gần kia. Lần đầu tiên tiếp xúc với lệ quỷ không biết là lần nguy hiểm nhất, điều này chẳng khác gì việc ngự quỷ nhân lấy mạng ra để thử. Người nào cũng không thể cam đoan rằng bản thân có thể đỡ được quỷ tập kích hay không, hay là bị nó giết chết ngay từ lần đầu. Quách Phàm vừa tiến lên phía trước, vừa đưa tay thò vào bên trong quần áo của hắn ta. Trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, đồng thời vang lên tiếng da thịt bị xé mở tiếp đó một mũi hôi thối tỏa ra từ trong huyết nhục khiến cho không gian xung quanh tràn ngập mùi vị thi thối chỉ trong chốc lát một chiếc linh vị màu đen cũ kỹ được chế tạo từ tấm gỗ đột nhiên xuất hiện giống như hành động vừa rồi của hắn ta là đang móc nó ra từ trong người vậy ở giữa chiếc linh vị có một bức ảnh chụp kỳ quái màu trắng đen bức ảnh này có dung mạo gần giống với quách phàm điểm khác nhau duy nhất chính là khuôn mặt bên trong bức ảnh bị thương mất một nửa da thịt một nửa mặt rũ xuống giống như bị cái gì đó xé nát vậy. Nếu đổi lại là người bình thường, khi gặp phải loại thương thế như này thì đã sớm chết rồi. Nhưng người ở bên trong bức ảnh vẫn có thể bình tĩnh, an nhiên, đồng thời để lộ ra một vẻ yên tĩnh đến quỷ dị. Quách Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV dùng hai tay cầm chiếc linh dị, đi dần về phía trước. Thân thể hắn ta càng ngày càng trở nên nặng nền, đồng thời trên người tỏa ra mùi thi thối càng nồng đậm. Đến cuối cùng khuôn mặt bên trên tấm linh vị đã trở nên hoàn hảo, không còn bất cứ thiếu sót nào nữa. Đến tận lúc này khuôn mặt bên trong đã giống y như đúc với khuôn mặt của Quách Phàm. Mà một nửa khuôn mặt của Quách Phàm đang đi trên đường kia lại đột nhiên rũ xuống, trong nó vừa quỷ dị, lại vừa kinh khủng. Hiện tại, thứ đang di chuyển kia không còn là Quách Phàm nữa, mà chính là một con quỷ thực sự. Quách Phàm là một vị ngự quỷ nhân cực kỳ đặc thù, điểm đặc thù của hắn ta ở chỗ bức ảnh bên trong chiếc linh vị kia có thể thay thế hắn ta nói chính xác thì con quỷ bên trong sẽ thay thế hắn điều khiển cổ thân thể này còn hắn ta đi vào bên trong tấm linh vị để trốn tránh cho nên khi đó cổ thân thể của hắn ta sẽ là một con quỷ thực sự chứ không phải người ở bên trong tấm linh vị kia đang cất chứa một con quỷ không ai biết hắn ta tìm được thứ đáng sợ này từ đâu cũng không người nào rõ vì nguyên nhân gì hắn ta lại trở thành ngự quỷ nhân bọn họ chỉ biết ở trong tình huống nào đó loại năng lực này cực kỳ có giá trị cầm lấy linh vị đi thẳng về phía trước lúc này quách phàm đã hóa thân thành một con quỷ thực sự cho nên có thể đối phó được bất cứ nguy hiểm nào bởi vì lúc này hắn ta đã là quỷ mà quỷ sẽ không bao giờ chết cho dù phải đối mặt với một chuyện linh dị cấp ép đi nữa thì hắn ta vẫn có tự tin để sống sót tuyệt đối không nên coi thường hai chữ sống sót kia dù cho là ngự quỷ nhân đỉnh phong nhất đi nữa thì khi tiếp xúc thực sự với lệ quỷ đều có khả năng cao bị nó giết chết cho nên bất cứ loại lệ quỷ có khả năng giữ mạng đều cực kỳ quý trọng trần nghĩa ở một bên nhìn lấy quách phàm biến hóa thành quỷ và đi về phía trước sắc mặt hắn ta trở nên cực kỳ ngưng trọng hắn ta chỉ mong tí nữa sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nếu không chuyện này sẽ trở nên cực kỳ phiền phức lỡ mà xui là bản thân hắn ta sẽ chết ở đây chung sơn thầm nghĩ trong lòng chỉ cần dẫn mấy con quỷ này đi ra khỏi khu vực thành thị là được chắc cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu mặc dù con quỷ trong thân thể hắn ta đã sắp khôi phục rồi nhưng chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này thì bên kia chắc chắn sẽ bảo vệ quách phàm với lại chỉ sử dụng năng lực lệ quỷ thêm có một lần có lẽ cũng không sao đâu sở dĩ quách phàm dám làm liều như vậy cũng là vì muốn tranh thủ một cái cơ hội hắn ta khác với những ngự quỷ nhân còn lại hắn là ngự quỷ nhân khống chế hai con quỷ đồng thời đã tiếp cận đến giới hạn bị lệ quỷ khôi phục rồi cho nên nếu hắn ta muốn tiếp tục sống sót thì cần có sự giúp đỡ của tổng bộ để khống chế con lệ quỷ thứ ba, mà để có được điều đó, hắn ta cần phải chứng minh giá trị của bản thân cho tổng bộ biết. Nếu không có quá nhiều công lao, Vương Tiểu Minh sẽ không bao giờ dùng nhiều tài nguyên cho quách phàm đâu. Ở trên con đường cái yên tĩnh, năm bóng dáng đáng sợ kia đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Quách phàm vẫn như cũ, đi chậm chậm về phía trước. Cả người hắn ta toát ra một cổ khí tức âm trầm đến đáng sợ, Thân thể tỏa ra một mùi hôi thối. Khuôn mặt đã bị rách nát mất một nửa, trông cực kỳ dữ tợn. Nhất là đôi mắt, đôi mắt hắn ta chết lặng, trắng xám, ảm đạm, cực kỳ quỷ dị. Giống như một người chết từ lâu đang đánh giá thế giới này vậy. Nếu là một người bình thường, ban đêm mà gặp phải người như này thì có lẽ sẽ phải gặp ác mộng suốt đời mất. Nhưng mỗi khi sử dụng năng lực lệ quỷ đều sẽ có cái giá của nó. Khi con quỷ này càng đi dần về phía trước, sắc mặt của quách phàm ở bên trong linh vị càng ngày càng khó coi lúc trước nó chỉ là tái nhợt không chút huyết sắc nhưng hiện tại đã trở nên ảm đạm biến thành màu đen giống như bị thối rửa vậy với lại ở trên mặt của quách phàm cũng dần dần xuất hiện một số vết thương giống như bị thứ gì đó đáng sợ vạch ở trên mặt càng ngày số lượng vết thương sẽ lại càng nhiều mà vết thương trên mặt của con quỷ đang cầm linh vị tiến về phía trước kia lại dần dần biến mất quỷ đang ăn mòn quách phàm dần dần Việc trao đổi thân phận cho quỷ cũng tương tự như việc sử dụng năng lực lệ quỷ, đều phải trả một cái giá nào đó. Trước kia khi mà trạng thái của Quách Phàm vẫn còn tốt, mỗi khi gặp được nguy hiểm, hắn ta đều thả con quỷ bên trong linh vị ra để thay thế bản thân. Nhờ đó toàn bộ vết thương do quỷ tấn công vào hắn ta đều được chuyển lên trên người của quỷ. Cũng vì vậy mà hắn ta không có chết đi. Nhưng càng ngày, Quách Phàm phát hiện ra con quỷ ở bên trong linh vị càng giống hắn ta. Mỗi một lần hắn ta thay thế quỷ, thì tương tự quỷ cũng sẽ thay thế hắn ta một lần. Đến cuối cùng, Quách Phàm đã đoán ra được kết cục của bản thân, đó chính là hắn ta sẽ bị giam giữ bên trong linh vị. Còn con quỷ kia sẽ thay thế hắn ta hoàn toàn. Lúc này, ở bên trong linh vị, ánh mắt của Quách Phàm trở nên cực kỳ băng lãnh. Nếu không phải lần trước ở sân bay vì dương gian cho nên mình bị quỷ tập kích, thì trạng thái của mình sẽ không bết bát như này. Hắn ta nghĩ đến lần tập kích lúc trước đối với hắn ta mà nói lần tập kích đó rất trí mạng những vết thương ở trên mặt hắn ta là do một con quỷ khác tạo thành mặc dù những vết thương này rất nhỏ nhưng ảnh hưởng của nó lại là cực kỳ lớn đến tận hiện giờ mà quách phàm còn chưa có lành ngay cả con quỷ bên trong linh vị cũng chưa thể chữa trị được nếu bình thường thì dù có bị đứt mất một tay một chân hay cả người bị xe đè qua đè lại mất chục lần đi nữa hắn ta chỉ cần thay thế cho quỷ một lần là có thể chữa trị khỏi quả nhiên, chỉ có quỷ mới có thể đối phó được với quỷ. Mặc dù những vết thương do quỷ tập kích rất nhỏ, nhưng thương tổn do chúng tạo thành lại vượt xa những vết thương do một số thủ đoạn vật lý bình thường tạo ra. Chỉ trong chốc lát, năm bóng người đi ra từ quỷ vực của quỷ họa kia đã tiến vào một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Quách phàm cũng thế, hay là Trung Sơn và Trần Nghĩa ở bên cạnh cũng vậy. Bọn họ đều đã nhìn thấy rõ ràng dung mạo và quần áo, thậm chí là biểu hiện trên mặt của năm người kia là bọn họ. Thế nhưng khi nhìn thấy năm khuôn mặt quen thuộc kia, cả ba người đều phải sững sờ mất một lát. Vốn dĩ trước đó bọn họ còn tưởng năm con quỷ đi ra từ quỷ vực của quỷ họa là năm con quỷ vô danh, không biết mức độ khủng bố. Thế nhưng ngay khi vừa mới tiếp xúc với nhau, bọn họ phát hiện ra, năm người này chính là mấy người đồng nghiệp từng tham gia cuộc họp của tổng bộ với bọn họ. Thậm chí Trần Nghĩa còn có thể kể ra tên họ đầy đủ của năm người này, Lý Quân, Liễu Tam, Tô Phàm, A Hồng, từ nhất bình. Sắc mặt Trung Sơn thay đổi liên tục. Sao có thể như thế này được chứ? Mặc dù có hơi kinh hãi, nhưng trong lòng bọn họ đã bắt đầu hiểu ra được rốt cuộc chuyện này là chuyện nào rồi. Trước đó tổng bộ từng tổ chức một lần hành động. Hiện tại năm người này dùng loại tư thái quỷ dị như này để xuất hiện trước mắt bọn họ. Vậy kết quả chỉ có một, đám người Lý Quân đã bị đoàn diệt. Có lẽ hiện tại bọn họ đã bị chết bởi lệ quỷ khôi phục, đã trở thành một con quỷ thực sự cũng có thể bị một loại linh dị nào đó mà bọn họ không biết khống chế mất, nên trở thành một loại tương tự quỷ nô. Thế nhưng, bất kể là trường hợp nào thì đều không phải là một chuyện tốt. Đám người như này mà cũng bị đoàn diệt. Tổng bộ đang đùa cái gì vậy? Khóe miệng Trung Sơn mạnh mẽ co lại. Mặc dù hiện thực tàn khốc đang bày ra trước mặt hắn ta, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có chút không thể tin tưởng. Kinh nghiệm, lịch duyệt của hắn ta mạnh hơn nhiều so với dương gian, nên đối với những vị ngự quỷ nhân đỉnh phong của tổng bộ cũng có một chút gọi là hiểu biết không nói đến lý quân hắn ta là bảo tiêu bên cạnh giáo sư vương là người đầu tiên của tổng bộ có được một loại năng lực khó giải như quỷ vực còn liễu tam có danh hiệu là người giấy cực kỳ thần bí tư lịch của người này còn già hơn cả hắn ta là nhóm ngự quỷ nhân đời đầu tiên của tổng bộ còn sống sót đến hiện tại đồng thời hắn ta chưa từng xuất hiện dấu hiệu bị lệ quỷ khôi phục lại Tô phàm thì càng ly kỳ hơn. nghe nói mỗi một lần xử lý chuyện linh dị, hắn ta đều là người sống sót đến cuối cùng, mà chẳng hề hao tổn một cộng lông hay cộng tóc gì hết. còn người hợp tác với hắn ta thì đã đổi qua mấy nhóm rồi. có thể nói, bất kể một vị ngự quỷ nhân nào trong số năm người bọn họ, năng lực sinh tồn đều là đỉnh phong. nếu ngay cả năm người như bọn họ mà còn bị đoàn diệt, thì trung sơn không thể tin được là ai còn có thể sống sót khi đối mặt với loại chuyện linh dị ở cấp độ này. không có lẽ sẽ còn có người. Không biết vì cái gì trong đầu của Trung Sơn lại nghĩ đến một người. Dương Giang Chính là người có danh hiệu mắc quỷ, từng đơn thương độc mã xử lý xong một chuyện linh dị quỷ chết đói cấp độ S ở thành phố Đại Sương. Mặc dù có một số người bảo là do Dương Giang may mắn, vận khí tốt nên mới thành công. Nhưng Trung Sơn hiểu rất rõ, nếu chuyện lần đó đã bị giáo sư Vương cho là chuyện linh dị cấp S, thì căn bản không tồn tại thứ gọi là may mắn ở đây chuyện linh dị của cảnh sát quỷ cũng là minh chứng tốt nhất. Nếu không phải bởi vì có sự xuất hiện của Dương Giang, thì tất cả những người tham gia khóa huấn luyện ở trong căn cứ huấn luyện đã phải chết sạch rồi, không thể nào còn có người trở về đơn giản như thế được. Không đúng. Bất chợt ở bên cạnh vang lên câu nói của Trần Nghĩa. Thanh âm không lớn, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên ai cũng có thể nghe thấy được. Trung Sơn lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhắc nhở. Đâu phải là không thích hợp thôi đâu, năm người bọn họ đã trở thành lệ quỷ thật sự rồi không nên bị vẻ bề ngoài của bọn họ mê hoặc chúng ta cần phải hành động theo kế hoạch đã đưa ra lúc trước trần nghĩa nói đương nhiên tôi biết đám người lý quân không còn là người nữa nhưng cái không đúng kia của tôi không phải nói về năm người bọn họ mà chính là quách phàm đang có vấn đề đương nhiên hắn ta không thể nào cho rằng năm người ở phía đối diện còn là người sống được nữa quách phàm cậu ta không thắp quỷ nến hả Trung Sơn đột nhiên giật mình, ánh mắt nhanh chóng chuyển di lên trên người của Quách Phàm. Mặc dù chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của tên kia, nhưng hắn ta có thể biết được, trong tay của Quách Phàm không cầm quỷ nến, cũng không thắp nó lên. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đám bọn họ phải thắp quỷ nến, sau đó hấp dẫn năm con quỷ kia rời xa thành phố Đại Sương, đảm bảo thành phố được an toàn. Nhưng hiện tại Quách Phàm không có hành động theo kế hoạch. Sắc mặt Trung Sơn thay đổi. Chết tiệt, tên này xảy ra chuyện rồi. Điều hắn ta lo lắng nhất đã xảy ra, có lẽ Quách Phàm không thể nào khống chế con quỷ của hắn ta được nữa rồi, cho nên mới không thực hiện theo kế hoạch. Thế nhưng điều trí mạng nhất chính là hiện tại Quách Phàm đã sắp sửa tiếp xúc trực tiếp với năm người ở phía trước rồi. Mà giờ khắc này, ở một chỗ không có ánh sáng của ngọn đèn đường, Dương Giang ẩn núp ở trong bóng đêm, mắt quỷ chớp động, phát ra ánh sáng quỷ dị màu đỏ, nhìn về phía bên này. Bọn họ đang tính làm cái gì vậy? từ đầu đến cuối, những hành động của mấy người kia đều lọt vào tầm mắt của Dương Giang. Nhưng hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì mấy người này còn muốn mạo hiểm tiếp cận với năm con quỷ cực kỳ nguy hiểm vừa đi ra khỏi quỷ vực của quỷ họa kia. Là do bọn họ đã chuẩn bị trước rồi. Hay bản thân bọn họ cũng bị cuốn vào bên trong. Quỷ bắt đầu khống chế thân thể. Ở bên trong chiếc linh vị của kỷ, hiện tại khuôn mặt trên bức di ảnh quỷ dị kia chính là quách phàm. Nhưng không biết từ lúc nào, khuôn mặt của quách phàm đã trở nên hoảng sợ bất an cùng sợ hãi đây đều là những biểu hiện mà chỉ có người sống mới có bởi vì ngay vừa rồi vốn bản thân là ngự quỷ nhân cho nên quách phàm phát hiện lực khống chế của hắn ta đối với con quỷ này đang dần dần bị mất đi hiệu lực trước khi quách phàm có thể khống chế được toàn bộ hành động của con quỷ này thậm chí hắn ta có thể thay đổi lại thân phận của hai bên bất cứ lúc nào hắn ta muốn thế nhưng hiện tại hắn ta lại giống như đang giam giữ bên trong linh vị vậy hoàn toàn mất đi liên hệ với quỷ. Giống như quỷ đã thành công thay thế hắn ta, nên không cần sử dụng một người sống như hắn ta để làm môi giới nữa. Lệ quỷ khôi phục Một vấn đề không thể coi nhẹ đang xảy ra ở tại thời điểm mấu chốt nhất. Không, không thể nào như vậy được. Dựa theo tính toán của mình thì lệ quỷ không thể nào khôi phục nhanh như vậy được mới đúng. Ít ra bản thân mình vẫn có thể gánh vác được cái giá của một lần sử dụng năng lực lệ quỷ nữa. Ở bên trong bức di ảnh, khuôn mặt của quách phàm thay đổi những vết thương bắt đầu tăng lên với một tốc độ nhanh chóng ở trên mặt hắn ta đồng thời màu da của thân thể càng ngày càng hư thối giống như kiểu hắn ta mới là quỷ thật sự còn thứ đang bưng lấy linh vị ở bên ngoài mới chính là người giờ phút này thân phận của người và quỷ đã hoàn toàn tráo đổi cho nhau Trung sơn lập tức ý thức được tình huống không ổn nên lập tức nói quách phàm cậu có nghe tôi nói không rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy nếu còn có thể tiếp tục hành động theo kế hoạch thì hãy báo cho tôi biết một tiếng. thế nhưng ở phía trước, quách phàm vẫn tiếp tục đưa lưng về phía hai người họ, cứ thế đi về phía trước, không trả lời câu hỏi vừa rồi của trung sơn. việc quách phàm trầm mặc, không nói gì khiến cho trung sơn cảm thấy da đầu có chút tê dại. bởi vì nếu lúc này quách phàm mà chết mất, vậy trước mặt bọn họ sẽ không còn là một người đồng đội nữa, mà đó sẽ là một con quỷ thực sự. có lẽ con quỷ trong người hắn ta đã khôi phục lại rồi sắc mặt Trần Nghĩa có chút dữ tận. Tên chết tiệt, sớm hay muộn gì không xảy ra chuyện, lại xảy ra vào đúng lúc này. Chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ biết thêm phiền toái cho tôi. Gặp phải loại đồng đội như này thì chỉ coi như tôi xui mà thôi. Nếu đã thế thì chúng ta nên thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi. Nói xong, hắn ta lại lấy ra một cây nến. Là một cái giá cắm nến bằng vàng, trên đó có sẵn một cây quỷ nến màu trắng, mang theo một loại khí tức quỷ dị. Cũng vì lần hành động này rất quan trọng, cho nên bọn họ mới được bên trên phân phối cho thứ này. Trung Sơn biến sắc nói: "Khoan, từ từ đã, Quách phàm còn chưa có chết đâu. Hãy để tôi thử tiếp xúc với cậu ta một lần xem sao. Chỉ cần áp chế con quỷ trong người là hắn ta lại có thể khôi phục bình thường à, nếu chúng ta mà cứ bỏ mặc cậu ta, không quan tâm đến thì lần hành động này, cậu ta chết chắc rồi." Trần Nghĩa từ chối đề nghị của hắn ta. Không kịp đâu, quỷ đã tiếp cận rồi nên dù chúng ta có thể lôi kéo hắn ta trở về từ biên giới lệ quỷ khôi phục đi nữa thì cậu ta cũng chẳng giúp đỡ được bất cứ điều gì. Với lại rất có thể hành động kia của cậu sẽ khiến chuyện này biến hóa theo một chiều hướng không tưởng nào đó. Chúng ta không chịu nổi cái giá đó đâu. Dẫn một con quỷ cũng là dẫn, dẫn hai con quỷ cũng là dẫn. Nếu Quách Phàm đã không chịu đựng nổi nữa, thì cứ tính cho cậu ta thêm một vé đi đến quỷ trạch thôi. Trên mặt Trung Sơn có chút do dự, nhưng vẫn hỏi cậu định làm cái gì vậy? Nếu như cậu định thắp quỷ nến rồi đi hấp dẫn mấy con quỷ kia thì chắc chắn cậu sẽ bị chúng giết chết ngay lập tức. Không có con quỷ của quách phàm, chúng ta căn bản không thể nào gánh được lệ quỷ tập kích đâu. Mấu chốt của lần hành động này chính là quách phàm. Chỉ có tên kia mới có đủ can đảm để thắp quỷ nến, không sợ quỷ tập kích. Còn những người khác, thắp quỷ nến chẳng khác gì đi chịu chết. Ánh mắt trần nghĩa động động, trong đầu hắn ta lập tức xuất hiện một ý nghĩ điên cuồng nếu khống chế được khoảng cách thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nói xong trần nghĩa cũng không đợi chung sơn hỏi thăm mà lao thẳng về phía trước khi xử lý chuyện linh dị trần nghĩa và dương giang là cùng một loại người một khi nghĩ ra được kế sách sẽ chấp hành không chút do dự hoảng sợ lo lắng bất an các kiểu đều bị bọn họ ném ra đằng sau đầu còn kết quả như thế nào thì còn phải xem hành động của bọn họ trần nghĩa hành động rất nhanh sau mấy bước chạy hắn ta đã đuổi đến bên cạnh quách phàm nhưng hiện tại quách phàm đã không còn là một vị ngự quỷ nhân nữa mà rất có thể đã là một con quỷ thực sự rồi nhưng trần nghĩa vẫn quyết định đi đến gần con quỷ này loại cử động mạo hiểm này của hắn ta cũng chính là một lần đánh cược bởi vì dù quách phàm có xảy ra chuyện đi nữa thì chuyện này cũng vừa mới xảy ra cho nên con lệ quỷ kia cũng chưa được coi là đã khôi phục hoàn toàn cho nên nhìn qua thì thấy hành động vào lúc này là rất nguy hiểm nhưng thực tế đây là lúc an toàn nhất. Nếu để chuyện này kéo dài, thì mức độ nguy hiểm sẽ chỉ càng ngày càng tăng mà thôi. Quả nhiên, suy đoán của hắn ta là chính xác. Ngay khi Trần Nghĩa tiếp cận đến sau lưng của Quách Phàm, hắn ta lập tức cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh sọc thẳng vào mặt. Đồng thời trong không khí còn xuất hiện một mùi thi thối nồng nặc. Trừ những cái đó ra, hắn ta không còn cảm nhận được được khí tức người sống từ Quách Phàm phía trước nữa. Không phản ứng hay sao? hắn ta lập tức dừng chân lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái ót của quách phàm cả người căng cứng đến cực độ một khi người phía trước có bất cứ cử động nào hắn ta sẽ phải đưa ra động tác nhằm đối kháng lại ngay lập tức nếu không khả năng cao là hắn ta sẽ bị quỷ giết chết ngay tức khắc dù sao trước giờ cũng có không ít ngự quỷ nhân chết ngay lập tức khi vừa mới tiếp xúc với lệ quỷ làm ví dụ sống rồi cho nên trần nghĩa sẽ không thể nào phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy được nếu đã không còn phản ứng vậy quách phàm tôi xin lỗi nhé trong lòng trần nghĩa đang nghe truyện trên tv audio cv thầm mặc niệm một câu sau đó giơ cây nến ở trong tay lên một đầu của cái giá nến bằng vàng này có cắm một ngọn nến màu trắng còn đầu còn lại là một cây kim dài loại thiết kế này là vì có thể dễ dàng cắm nó cố định ở trên mặt đất tránh xuất hiện trường hợp nến bị gió thổi ngã trên mặt đất sau đó bị tắt nhưng lúc này trần nghĩa lại không hề do dự mà cắm thẳng cây nến này lên trên bờ vai của quách phàm ngay khi đầu kim của giá nến cắm vào người quách phàm một mùi hôi thối xộc thẳng ra máu của hắn ta đã biến thành màu đen giống như bị đông đặc vậy dù vậy quách phàm đang bưng lấy chiếc linh vị kia không hề có bất cứ phản ứng nào lần đầu tiên tiếp xúc với lệ quỷ đã an toàn lúc này trần nghĩa thầm thở vào một hơi xem ra quy luật giết người của con quỷ trong người quách phàm có chút đặc biệt bản thân hắn ta đã tiếp cận đến gần như vậy cộng thêm việc đâm quỷ nến vào trong người của nó rồi mà không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Ở bên trong chuyện linh dị, những chuyện tương tự như thế này phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên không thể không loại trừ khả năng hiện tại quách phàm vẫn chưa chết hẳn, nên vẫn có một ít tác dụng ước thúc đối với con quỷ này. Sau khi cắm cái giá nên kia vào sâu trong bả vai của quách phàm, Trần Nghĩa nhanh chóng thắp nó lên rồi lùi về sau. Trung Sơn lập tức hiểu được ý định của Trần Nghĩa nếu quách phàm đã không thể nào khống chế con quỷ trong người để nhóm quỷ nến được nữa vậy thì bọn họ sẽ giúp hắn ta thắp nó lên chỉ là bước tiếp theo trần nghĩa nên hành động như thế nào đây dù sao hiện tại quách phàm đã không còn tiếp nhận khống chế nữa rồi nhưng hiện tại không phải là lúc cân nhắc đến bước tiếp theo của kế hoạch bởi vì quỷ nến đã bị thắp sáng ánh nến quỷ dị lập tức xuất hiện ngọn lửa của nó là màu đen vốn dĩ không gian xung quanh đã tối tăm rồi sau khi thắp quỷ nến lên không gian xung quanh lại càng tối hơn nữa. Khắp nơi ở xung quanh đều có những bóng màu đen đang chập chờn, giống như hiện tại có vô số thứ gì đó cực kỳ đáng sợ đang ẩn núp gần đây vậy. Loại cảm giác này khiến cho người ta phải rùng mình. Nhìn lấy ánh nến màu đen đang chập chờn ở trên vai của Quách Phàm và năm cái bóng đáng sợ như ẩn như hiện ở phía trước, trong lòng Trần Nghĩa có chút lo lắng. Có tác dụng không vậy? Quỷ nến có thể hấp dẫn được năm con quỷ một lần không? Dù sao đây cũng là chuyện linh dị cấp ép, cho nên việc có một số món đồ được tạo ra bên trong phòng thí nghiệm không phát huy ra được hiệu quả như mong muốn cũng là điều bình thường. Thế nhưng dường như may mắn đã mỉm cười với bọn họ. Trần Nghĩa cùng Trung Sơn nhìn thấy một cái bóng mờ được ngọn nến phản chiếu xuống trên đường tại bên trong thế giới tối tăm, tĩnh mịch, khiến cho nó giống như một con đường chạy mãi đến minh giới vậy. Năm cái bóng như ẩn như hiện kia nhanh chóng dẫm lên trên con đường kia, sau đó bắt đầu tiến gần đến vị trí của Quách Phàm. Thành công, năm con quỷ này đã bị hấp dẫn. Lúc này Trần Nghĩa tỏ ra có chút kích động. Như vậy có nghĩa là kế hoạch đã thành công được một nửa rồi, với lại bọn họ cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Hiện tại có quỷ Quách Phàm chống đỡ ở phía trước rồi, nên hai người bọn họ có thể bình an vô sự. Mặc dù chúng ta đã lợi dụng được Quách Phàm để khiến cho kế hoạch thành công, nhưng nếu không có Quách Phàm khống chế, khả năng cao con quỷ này sẽ không di chuyển theo lộ tuyến định sẵn như ban đầu. Chung Sơn nhở giọng nói, lúc này hắn ta đang vô cùng khẩn trương nắm chặt hai tay. Hiện tại không phải là lúc quan tâm đến vấn đề lệ quỷ của quách phàm khôi phục, mà là như thế nào thì mới có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra. Trần Nghĩa cắn răng nói. Để hắn ta biến thành quỷ cho dễ xử lý, chúng ta dùng thêm một cây quỷ nến để hấp dẫn con quỷ của quách phàm tiến lên theo lộ tuyến định sẵn là được. Chúng ta sẽ dẫn đường cho quách phàm, còn quách phàm thì dẫn đường cho năm con quỷ ở phía sau. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khả năng cao là kế hoạch có thể thành công. Nói xong, Trần Nghĩa nhìn lấy Trung Sơn, sau đó đưa cho Trung Sơn một cây quỷ nến. "Việc hấp dẫn quách phàm sẽ giao cho cậu, còn tôi sẽ canh chừng, không cho cây quỷ nến trên người quách phàm bị tắt." Trung Sơn nhận lấy quỷ nến, sau đó cười khổ nói: "Xem ra lần này đến đây, cả ba người chúng ta đều phải liều mạng hết. Hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì tốt. Nếu không chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng được nhiều con quỷ như vậy tập kích đâu." Quách Phàm cầm quỷ nến sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng Chung Sơn lại khác. Nhưng hiện tại hắn ta cũng không thể nào oán giận bất kỳ ai được. Mặc dù việc dẫn đường cho Quách Phàm sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn, nhưng việc canh chừng quỷ nến trên vai Quách Phàm, không cho nó tắt của Trần Nghĩa cũng chẳng kém gì. Bởi vì đã là nến thì sẽ có lúc nó cháy hết. Trần Nghĩa lo lắng nói. Không cần phí lời nữa, chúng ta không có thời gian đâu. Những con quỷ kia sắp đến gần Quách Phàm rồi nhất định phải giữ cho bọn họ cách nhau một đoạn. Nếu không khả năng cao là tôi sẽ chết khi thay đổi quỷ nến. Vậy thì bắt đầu hành động đi. Trung Sơn không do dự nữa, hắn ta cắn răng, sau đó cầm một cây quỷ nến đi qua. Một giây sau, ở trên con đường tối tăm kia lại xuất hiện thêm một cây quỷ nến mới bị thắp sáng. Trung Sơn giơ cao cây quỷ nến ở trong tay, nhằm đảm bảo cho ánh nến không bị người của hắn ta che chắn và việc hấp dẫn quách phàm không bị gián đoạn mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rất kỹ càng nhưng trên trán hắn ta vẫn chảy đầy mồ hôi lạnh nhiệt độ trên người giống như bị rút sạch vậy bởi vì hiện tại hắn ta đang phải dẫn đường cho một con quỷ bất cứ lúc nào người dẫn đường cũng sẽ có nguy cơ bị quỷ tập kích và giết chết thời điểm thắp quỷ đến lần đầu tiên là thời điểm nguy hiểm nhất lỡ mấy con quỷ sau lưng bỏ qua quách phàm và nhắm vào mình thì toi nghĩ vậy cho nên chung sơn nhịn không nổi mà ngoái đầu để xem xét tình hình Trần Nghĩa lập tức quát to. Đừng có quay đầu, cậu muốn chết hay sao vậy? Cả Quách Phàm và năm con quỷ đang ở sau lưng nhìn chầm chầm vào cậu đó. Nếu lỡ quay đầu lại là điều kiện phát động quy luật giết người của quỷ thì xong đó. Cứ giữ nguyên tình trạng như hiện tại là tốt nhất, ít ra chúng ta có thể biết được là chúng sẽ không tập kích cậu. Cố gắng giữ nguyên trạng thái này, đừng làm ra những hành động khác. Mà lúc này, ở một chỗ cách chung sơn không xa, Quách Phạm bưng lấy chiếc linh vị đã quay người lại, sau đó dùng hai con mắt chết lặng nhìn chầm chầm vào Trung Sơn. Không biết vì sao, ở bên trong đôi mắt trống rỗng kia lại kèm theo một loại quỷ dị nào đó không nói nên lời. Dường như mục tiêu của ánh mắt quỷ dị đó chính là ngọn quỷ nến ở trên đầu Trung Sơn. Mà ngay khi Trung Sơn kia quay người, thì ở phía sau đám người Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam lập tức nhìn thấy được ngọn quỷ nến nằm trên vai của Quách Phàm và bị nó hấp dẫn. Người dẫn đường là Trung Sơn, ở giữa là quách phàm và cuối cùng là năm con quỷ. Vào lúc này, vì có sự tồn tại của hai cây quỷ nến, cho nên vào lúc này ba nhóm người đã hình thành nên một loại cân bằng vi diệu. Mẹ nó. Mặc dù Trung Sơn không có quay đầu lại để nhìn, nhưng lại cảm thấy da đầu đang sắp sửa nổ tung, toàn thân phát lạnh. Nghĩ lại đều cảm thấy da gà nổi khắp người. Năm con quỷ, không, phải nói là sáu con quỷ mới đúng. Sáu con đang nhìn chầm chầm vào lưng của hắn ta, mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Kể từ giây phút này trở đi, việc bị một đám lệ quỷ theo sau sẽ phải kéo dài đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc mới thôi. Đưa mắt nhìn về phía xa xa kia, trong lòng Trung Sơn có cảm giác tuyệt vọng. Bản thân mình có thể giữ được mạng sau khi đi xa như thế hay sao? Âm thanh kìm nén của Trần Nghĩa vang lên trong điện thoại. Trung Sơn, đến lúc lên đường rồi. Khóe miệng Trung Sơn khẽ giật giật mấy cái. Cậu không thể nói câu nào may mắn, dễ nghe hơn một chút hay sao? Hoảng sợ cùng áp lực, Trung Sơn đột nhiên cảm thấy dường như bước đi của hắn ta không còn được lưu loát như trước nữa. Cả cuộc đời, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy thì ra việc khống chế hai chân của mình và di chuyển một cách tự nhiên trên đường cũng là một chuyện không hề dễ dàng. Nhưng hắn ta vẫn có bình tĩnh lại, sau đó bước từng bước về phía trước. Khi Trung Sơn di chuyển, thì Quách Phạm ở sau lưng cũng đi theo. Mà khi Quách Phạm di chuyển, thì năm con quỷ ở sau lưng hắn ta cũng di chuyển. Ở một chỗ không ai chú ý đến đằng xa, Dương Giang đi ra từ dưới góc đèn u ám. Đúng là một kế hoạch điên cuồng, may là mấy con quỷ kia không có quỷ vực. Nếu không tất cả sẽ phải chết hết. Mắt quỷ của hắn đang chuyển động, nó nhìn về phía ba người Trung Sơn, Trần Nghĩa, Quách Phàm đang rời đi ở phía xa xa kia. Dương Giang thầm nghĩ. Nhưng rốt cuộc kế hoạch này đã thành công rồi. Tên Trần Nghĩa này, nhìn qua thì thấy tính khí có vẻ không tốt lắm, nhưng hắn ta đúng là một nhân tài trong sử chuyện linh dị. Không trách được hắn ta lại trở thành một trong ba người phụ trách của thành phố Đại Kinh. Loại thủ đoạn ứng biến này đúng là đáng để khen ngợi. Nếu hắn ta đã xử lý được rồi thì tốt, đỡ mất công mình phải đi chùi đít thay bọn họ. Dù sao lần hành động này cũng bị thất bại rồi, hiện tại đừng để cho chúng đi vào bên trong thành thị là được. Nếu quỷ không xuất hiện ở bên trong thành phố thì sẽ không phát sinh ra chuyện lớn. Còn ở bên ngoài. Cứ phong tỏa nó là được rồi, giống như việc lần trước của cảnh sát quỷ vậy. Ở trên đường cái tối tăm, một ngọn lửa nhỏ có khí tức quỷ dị được một người đội ở trên đầu, sau đó từ từ bay về phía trước. Ngọn lửa nhỏ lay động bất định ở trong đêm thanh gió mát, giống như nó có thể bị dập tắt bất cứ khi nào vậy. Nhưng không biết vì điều gì, mà cứ mỗi dịp sắp dập tắt thì nó lại cực kỳ ương ngạnh, sau đó lại bốc cháy một lần nữa. Lúc này Trung Sơn đang một thân một mình tiến về phía trước. Con đường trước mặt của hắn ta sẽ còn rất lâu nữa mới đến được đích, nó cứ kéo dài, kéo dài mãi đến sâu thẳm trong bóng tối. Mà phía sau lưng hắn ta là một tòa thành thị khổng lồ, phồn hoa. Nhiệm vụ của hắn ta chính là đội ngọn quỷ nến trên đầu rồi cách càng xa thành thị càng tốt. Hiện tại tâm tình của hắn ta thực sự không dễ chịu một chút nào. Chỉ vừa mới đi được có một lúc mà cả người của Trung Sơn đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh vì quá căng thẳng trong một thời gian dài cho nên thân thể hắn ta bắt đầu có dấu hiệu không tuân theo điều khiển dường như nó đã bị cứng ngắc mất một ít loại dấu hiệu này xuất hiện là vì thân thể hắn ta đang phải gánh chịu một cổ áp lực cực kỳ lớn ngọn nguồn của cổ áp lực kia không phải là cây quỷ nến màu trắng đang lấp lóe có thể tắt bất cứ lúc nào ở trên đầu hắn ta mà là những tiếng bước chân nặng nề và cứng ngắc ở phía sau lưng kia từ đầu đến cuối sáu con quỷ luôn luôn đi theo sau lưng chung sơn Hắn ta không dám quay đầu lại để nhìn, thậm chí còn chẳng dám hó hé dù chỉ một lời. Ngay cả một số động tác dư thừa, không cần thiết cũng phải tránh né. Không một ai biết được quy luật giết người của mấy con quỷ đằng sau lưng hắn ta là gì. Một khi bị quỷ thực sự để mắt đến, Trung Sơn biết bản thân hắn ta sẽ không thể nào chịu đựng nổi quỷ tập kích. Dù hiện tại hắn ta có là ngự quỷ nhân thì cũng vậy, chỉ cần mấy giây đồng hồ thôi, hắn ta sẽ bị quỷ giết chết. Trung Sơn, cố chịu đựng sau khi cây quỷ nến kia đốt xong, trong nháy mắt sẽ có người khác thế chân giúp cậu. Hiện tại cậu cứ đi dọc theo con đường này là được. Đã có người dùng quỷ vực để mở đường giúp cậu rồi, cậu không cần phải đi đường vòng đâu. Kế hoạch đã thành công, quỷ sẽ đi theo sau lưng của cậu. Phương pháp của Trần Nghĩa đã có tác dụng, dùng quách phàm làm môi giới, đúng là có thể tránh được tác dụng phụ khi sử dụng quỷ nến màu trắng. Ở bên trong điện thoại vệ tinh xuất hiện một giọng nói khá lạ lẫm. Bên phía tổng bộ đã biết được kế hoạch thành công. Mặc dù xung quanh không có một ai, nhưng những công tác cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong xuôi. Trung Sơn chỉ cần cứ giữ nguyên như vậy và đi về phía trước là kế hoạch có thể thành công. Dù lúc này vì quách phàm cho nên kế hoạch bị gián đoạn một chút, nhưng hiện tại kế hoạch đã thành công hơn phân nửa rồi. Bởi vì quỷ đã rời xa khu vực thành thị. Xem ra lần hành động này sẽ không xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa rồi. Cứ giữ nguyên như vậy và dẫn mấy thứ kia đi là được tạm thời không cần tính đến việc giam giữ bọn chúng ở bên trong phòng họp tào duyên hoa nhìn lấy những hình ảnh được máy bay không người lái tại hiện trường truyền về đồng lời nghe báo cáo của trần nghĩa trong lòng thầm thở vào một hơi sau đó hắn ta nhìn về phía vương tiểu minh lần này đúng là nhờ có kế hoạch của giáo sư vương mặc dù có một chút mạo hiểm nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm vương tiểu minh không có đáp lại mà hỏi có lẽ quách phàm không thể nào sống sót qua lần này ánh mắt tào duyên hoa khẽ nhúc nhích mặc dù không một ai muốn điều này xảy ra nhưng có một số việc muốn thành công thì không thể tránh khỏi việc có người hy sinh không điều ngoài dự tính của tôi không phải là cái này sắc mặt của vương tiểu minh cực kỳ bình tĩnh bởi vì đối với hắn ta mà nói việc chết mất một vị ngự quỷ nhân căn bản chỉ là râu ria mà thôi nhất là khi ngự quỷ nhân đó lại là quách phàm một vị ngự quỷ nhân không hề ảnh hưởng đến đại cục Hẳn là giáo sư Vương đang cảm thấy hứng thú với thứ gì đó trên người của Quách Phàm đúng không? Người nói chuyện là Trầm Lương, hắn ta cười nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Khối linh vị đặc biệt kia. Mặc dù khối linh vị kia có chứa quỷ, nhưng dù sao nó cũng là một loại vật phẩm đặc thù. Bình thường những thứ như vậy đều có khả năng bị khống chế, có giá trị để nghiên cứu. Vương Tiểu Minh cũng không hề phủ nhận mà nói thẳng. Tôi vẫn luôn chú ý đến chiếc linh vị trong tay của Quách Phàm, chất liệu của nó rất đặc biệt đặc biệt là một cố vấn lúc này triệu kiến quốc đã thả tờ báo trong tay xuống sau đó nhìn vương tiểu minh và nói đúng ra thì nó phải là cực kỳ bình thường mà dù sao chỗ đặc biệt của những thứ này không phải ở chất liệu tôi cũng từng đọc qua hồ sơ của linh vị rồi nó được làm từ một loại gỗ rất bình thường vương tiểu minh nói đúng thế nhưng sau khi có sự xuất hiện của quan tài quỷ thì chiếc linh vị trong tay của quách phàm không còn là thứ bình thường nữa Dương Giang từng đi qua thôn Hoàng Cương, đã gặp được hình dạng lúc đầu của quan tài quỷ. Khi đó ở phía trước quan tài quỷ có đặt một chiếc linh vị, bên trên linh vị kia cũng có một tấm hình. Bức ảnh bên trên tấm linh vị kia cũng đã được báo cáo lên tổng bộ, liên lạc viên Lưu Tiểu Vũ cũng từng điều tra qua ảnh chụp của người này. Đương nhiên không thể nào tìm ra được thân thế của người trong bức ảnh được rồi. Dù sao nó cũng chính là bộ dạng của một con quỷ mà thôi, với lại chiếc linh vị này cũng chỉ là món đồ xuất hiện bên trong quỷ vực của quan tài quỷ mà thôi, chứ không phải là một thứ tồn tại thực sự. Nhưng tóm lại, bất cứ vật gì xuất hiện ở bên trong quỷ vực đều sẽ có thứ nào đó để tham chiếu. Cho nên không thể phủ nhận một điều, trước kia, từng có một chiếc linh vị như vậy đặt ở phía trước quan tài quỷ. Quan tài, linh vị, cùng quỷ bên trên tấm di ảnh. Hai thứ đều được làm bằng một loại chất liệu, cùng xuất xứ từ một thời đại. Theo tôi nghĩ trên thế giới này không có thứ gì có thể trùng hợp được như thế đâu, hơn nữa đó còn là chuyện linh dị. Lời nhắc nhở này khiến đám người ngồi ở đây phải biến đổi sắc mặt. Cùng lúc đó trong đầu bọn xuất hiện một cái đề tài mà trước kia bọn họ từng thảo luận. Quỷ ghép hình Chuyện này phát sinh ở thời kỳ đầu của chuyện linh dị, khi đó đầu nguồn của chuyện linh dị chỉ là một số đồ vật tàn khuyết. Ví dụ như cái bóng tàn khuyết, đầu lâu sức mẻ, thân thể tàn phá mức độ nguy hiểm của những chuyện linh dị đó đều rất hạn chế cũng tương đối dễ giải quyết nhưng đến hiện tại chuyện linh dị đã thăng cấp những con quỷ tàn khuyết kia đang dần dần hoàn thiện có người từng đặt ra giả thiết có thể là một con quỷ thực sự nào đó bị ai đó đánh cho tan tành nên nó dùng cách thức này để xuất hiện trên trái đất đương nhiên không có bất cứ chứng cớ nào để chứng minh suy đoán này cả dù sao những chuyện có liên quan đến chuyện linh dị thì đều cực kỳ phức tạp có rất nhiều chỗ đã bày ra trước mắt rồi mà con người cũng không thể nào hiểu được chứ đừng nói đến những thứ được suy đoán một cách vô căn cứ thì làm sao mà đòi chứng minh là nó đúng hay sai trầm lương nhíu mày nói nếu hai thứ này mà có liên quan đến nhau thì có vẻ như việc để quách phàm tham dự vào lần hành động này là một sai lầm ở trước mắt của những chuyện linh dị có cấp độ như này cần phải tránh né đừng để cho bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra không chính vì thế cho nên tôi mới đề nghị cho quách phàm tham dự lần hành động này sắc mặt vương tiểu minh vẫn rất bình tĩnh ánh mắt hắn ta hơi lấp lóe dường như đang suy nghĩ một thứ gì đó tôi hy vọng sẽ nhìn thấy một số chuyện đặc biệt được gọi là ngoài ý muốn kia tào duyên hoa trầm giọng nói cho nên cậu cho rằng việc quách phàm bị mất khống chế có liên quan đến điều mà cậu suy đoán kia dựa theo tình huống bình thường lần hành động này quách phàm không thể nào bị mất khống chế mới đúng nhưng kết quả lần hành động này lại là ngoài ý muốn. Điều này là do Vương Tiểu Minh cố tình sắp xếp như thế sao? Hay là hắn ta đang làm một cuộc thí nghiệm được thiết lập một cách tỉ mỉ, chính xác? Hoặc là vì thu hồi lại được quan tài quỷ, cùng với việc trong tay quách phàm có được linh vị, cho nên giáo sư Vương này lại sinh ra hứng thú cho đề tài nghiên cứu mới. Vì thế quyết định hố chết quách phàm ở trong chuyện linh dị lần này. Mặc dù khả năng này rất nhỏ. Nhưng nếu theo như tính cách cân nhắc giá trị để giải quyết vấn đề của Vương Tiểu Minh, thì việc như thế này vẫn có khả năng xuất hiện, dù sao giá trị của Quách Phàm là quá nhỏ. Giống như tình huống lần trước của Dương Giang vậy, thiếu chút nữa cả đám đã chết sạch ở trong thôn thôn Hoàng Cương rồi. Vương Tiểu Minh không trả lời, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Có lẽ hiện tại không phải là lúc chúng ta bàn luận những điều này, nếu hành động đã diễn ra thuận lợi. Như vậy đã đến lúc đón đám người kia đi ra. Hy vọng bọn họ vẫn còn sống nghĩ đến đây tào duyên hoa lập tức đứng dậy nói cuộc họp tạm dừng ở đây tôi và giáo sư vương có chuyện phải rời khỏi đây một lát sau khi nói xong hắn ta cùng vương tiểu minh đứng dậy và đi ra khỏi phòng học đồng thời còn có một người khác đi theo bọn họ là tần lão trầm lương nhìn thấy bọn họ rời đi thì lắc đầu cười một tiếng quả nhiên bọn họ cũng chuẩn bị sẵn từ trước rồi đang định vơ vét một ít ngươi xem ra giáo sư vương đã tính được mức độ nguy hiểm của bọn họ khi tham dự lần hành động này triệu kiến quốc nói ai cũng không trả nổi cái giá cho việc một đám ngự quỷ nhân đỉnh phong bị đoàn diệt sở dĩ chuyện linh dị của quỷ họa bị coi là một chuyện linh dị cấp ép cũng là vì lý do này nên giáo sư vương chắc chắn là đã cân nhắc đến đường lùi của bọn họ khi đưa ra kế hoạch này rồi trầm lương nghĩ đến quách phàm ánh mắt có hơi trầm xuống một cái nhưng những điều mà vương tiểu minh cân nhắc lại quá nhiều không ai biết được cậu ta có ý đồ gì hết chuyện có liên quan đến quan tài quỷ và linh vị vừa rồi có lẽ chỉ là một phần do cậu ta chủ động nói cho chúng ta biết mà thôi. Còn mục đích thật sự thì không ai biết được. Dù sao lượng tin tức giữa chúng ta và cậu ta không ngang nhau, mà y quy cũng không giống được. Có người nói, nói xấu giáo sư Vương ở sau lưng như vậy không tốt đâu. Thế nhưng nếu bị cậu ta để mắt đến lại càng không tốt. Tôi cảm thấy người có thể nói chuyện được với Vương Tiểu Minh cũng chỉ có Dương Giang mà thôi. Dù sao, nói đến đây trầm lương liền im bạch không nói thêm nữa dù sao cũng không tốt lắm khi nhắc đến ân oán giữa vương tiểu minh và dương giang lúc này ở một chỗ khá đặc thù dưới lòng đất đây là chỗ cất giữ những món đồ linh dị trước đó dương giang từng đến chỗ này một lần rồi hiện tại tàu duyên hoa cùng vương tiểu minh và tần lão lại đến đây một lần nữa bọn họ đi đến trước cửa của một căn phòng nhỏ thông qua cửa sổ bằng thủy tinh màu vàng sẫm có thể nhìn thấy được ở bên trong căn phòng là một cánh cửa gỗ khá cũ kỹ. Bên trên cửa gỗ đã bị người ta dùng dây xích bằng vàng quấn quanh. Tuy nhiên thi thoảng cánh cửa gỗ kia vẫn chấn động một chút, giống như đằng sau nó đang có thứ gì muốn mở cửa ra vậy. Tào Duyên Hoa tiêu tốn một chút thời gian để mở cửa ra, sau đó ngưng trọng nói. Làm phiền ngài rồi, tần lão. Ha ha, không cần phải khách khí như thế đâu, chút chuyện nhỏ mà thôi. Tần lão cười ha hả rồi đi vào bên trong căn phòng nhỏ. Sau khi lão đi vào thì Tào Duyên Hoa nhanh chóng đóng cửa lại. Bởi vì bên trong là một thứ cực kỳ nguy hiểm, có danh hiệu là quỷ môn. Một món đồ càng nguy hiểm thì cũng có nghĩa là nó có giá trị càng lớn, còn giá trị hay nguy hiểm thì phải xem người sử dụng là ai và sử dụng như thế nào. Ở bên trong căn phòng nhỏ, lúc này Tần lão đang cầm lấy chiếc nạn, nhẹ nhàng, từ tốn gỡ ra từng sợi xích một càng ngày lực trói buộc ở trên cánh cửa càng ngày càng nhỏ theo đó phía bên kia của cánh cửa cũng phát ra tiếng động càng kịch liệt giống như ai đó ở bên trong không thể chờ đợi được mà phải nhanh chóng mở cửa ra vậy tào duyên hoa có chút lo lắng nói đây là lần đầu tiên sử dụng món đồ nguy hiểm như này hy vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra vương tiểu minh bình tĩnh nói bất cứ chuyện gì đều sẽ tồn tại khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn không một ai có thể đảm bảo chuyện này có thể an toàn 100% được. Một khi tiếp xúc với những thứ quỷ quái này thì cũng có nghĩa là nguy hiểm. Chuẩn bị tính thời gian đi, 16 phút sau sẽ bắt đầu mở cửa lần thứ nhất. Tào Duyên Hoa nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng ghi lại thời gian. Thời gian đếm ngược 16 phút bắt đầu, ở trong phòng tầng lão cũng đã gỡ gần xong những sợi dây xích ở xung quanh cửa gỗ rồi. Mặc dù vẫn còn mười mấy phút nữa mới mở cửa. Nhưng Tào Duyên Hoa không dám thư giãn dù chỉ một giây một khắc nào. Ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Vương Tiểu Minh bất chợt nói: "Đúng rồi, nhưng dịp chỗ này không có ai, tôi cần nhắc nhở ông một việc." "Có chuyện gì mà phải nói vào lúc này vậy?" Vương Tiểu Minh nói: "Lúc nãy tôi định nói ra ở trong cuộc họp, nhưng sau đó tôi cho rằng việc đó quá nguy hiểm. Dù sao trong cuộc họp cũng có quá nhiều nhân tố không xác định." ngay cả ông tôi cũng không thể nào tin tưởng hoàn toàn được nữa là nhưng không còn cách nào khác tôi chỉ đành mạo hiểm một chút dù sao chỉ nói với mình ông thì hệ số nguy hiểm sẽ thấp đi không ít tào duyên hoa khẽ ngẩng đầu nói nghiêm trọng vậy sao chuyện gì thế nói thử xem nào vương tiểu minh nhìn chiếc cửa gỗ ở bên trong căn phòng sau đó chậm rãi nói triệu kiến quốc có vấn đề tào duyên hoa có chút không hiểu hả có ý gì Vương Tiểu Minh nói: "Giống như mặt chữ đó, bản thân hắn ta đã xảy ra chuyện. Tôi nghi ngờ hắn ta đã bị quỷ xâm nhập, không phải thân thể mà là cái này." Nói xong, hắn ta đưa tay chỉ chỉ lấy đầu. Con người của Tào Duyên Hoa nhanh chóng co rụt lại. "Đùa cái gì vậy, cậu có chứng cớ không?" Vương Tiểu Minh nói. "Lần trước do làm việc phạm phải sai lầm cho nên hắn ta được điều đến làm người tiếp đón người mới ở căn cứ huấn luyện." Sau đó phòng thí nghiệm của tôi xảy ra chuyện. Khi đó vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột cho nên tôi không có nhiều thời gian để nghĩ như vậy. Nhưng sau đó rảnh rỗi tôi từng ngồi suy ngẫm quá, nếu chuyện linh dị của quan tài quỷ không phải là một chuyện ngoài ý muốn thì sao? Nói cách khác, tại thời điểm đó, ai là người biết được tôi sẽ rời đi phòng thí nghiệm, đồng thời có được khả năng tự do xâm nhập vào bên trong phòng thí nghiệm của tôi đây? Những người tiếp xúc qua với tôi chỉ có Lý Quân, Dương Giang, triệu kiến quốc và mấy người bảo vệ của căn cứ huấn luyện nhưng những người bảo vệ của căn cứ huấn luyện đều đã bị chết ở bên trong chuyện linh dị rồi cho nên khả năng này không cao duy nhất chỉ còn lại có ba người ba người này có khả năng cao nhất bởi vì cả ba đều từng tiếp xúc với tôi hơn nữa còn từng tham dự qua chuyện linh dị của quan tài quỷ sắc mặt tàu duyên hoa trở nên cực kỳ nghiêm nghị khả năng là dương gian cũng rất cao mà vương tiểu minh bình tĩnh nói nếu tôi nói cậu ta là đối tượng tình nghi thì chắc phó bộ trưởng ngài lại nghĩ là tôi đang mượn đau giết người. Dù sao giữ tôi và cậu ta cũng xảy ra một số chuyện không vui vẻ gì. Nhưng đáng tiếc là mức độ tình nghi của cậu ta lại thấp nhất. Tào Duyên Hoa cắn răng nói. Nói như vậy, bên trong tổng bộ chúng ta đã có một con quỷ trà trộn vào hay sao? Vương Tiểu Minh nói. Tạm thời chưa thể nào xác định được, đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Mà đây lại là phương diện mà tôi không quá am hiểu, cho nên chuyện này chỉ biết giao lại cho phó bộ trưởng ngài suy đoán đi thôi. Dù sao một khi xử lý chuyện này không khéo thì sẽ thành đại sự đó. Tôi vẫn còn cần tiếp tục nghiên cứu, nên không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện như này. Mà lại hiện tại không phải là lúc suy nghĩ chuyện này đâu. Sắp đến lúc mở cánh cửa ra rồi. Tào Duyên Hoa lập tức lấy lại tinh thần. Hắn ta vội vàng chú ý đến đồng hồ, chuẩn bị bảo tầng lão mở quỷ môn ra. Cánh cửa gỗ đặt ở bên trong căn phòng Nhìn qua thì thấy nó cực kỳ bình thường. Nhưng thực tế xung quanh nó lại đang biểu hiện một loại quỷ dị cùng khủng bố nào đó. Tào Duyên Hoa còn nhớ rất rõ, trước kia, bọn họ vì xử lý được chuyện linh dị có danh hiệu là quỷ môn này mà đã một cái giá cực kỳ lớn. Nếu không phải cân nhắc đến việc thứ này có lẽ sẽ có tác dụng cực kỳ lớn, thì bọn họ đã phong ấn và cất kỹ nó rồi, không thể nào bày nó nằm ở đây được nữa. Còn có 4 phút nữa. Nghiêm túc nhìn lấy đồng hồ, Dựa theo kế hoạch lúc trước thì còn 4 phút nữa là đến thời gian mở cửa. 4 phút sau, Tần lão ở bên trong căn phòng nhỏ kia sẽ mở chiếc quỷ môn này lần thứ nhất. Mà mục đích của lần mở cửa này cũng khá đơn giản, chính là đón đám người Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam từ chỗ không biết nào đó mang ra đây. Mặc dù bọn họ đã mất đi liên lạc với tổng bổ, đồng thời có khả năng cao là đã bị chết vì lệ quỷ khôi phục và đi ra bên ngoài. Nhưng không ai dám đảm bảo năm người đi ra từ quỷ vực của quỷ họa kia chính là bọn họ, nếu lỡ không phải thì sao? Chỉ cần có khả năng, vậy hành động của bọn họ sẽ không thể hủy bỏ. Trong lòng Tào Duyên Hoa có chút tâm thần bất định. Nhiều nhất chỉ có ba cơ hội mở cửa. Sau khi mở cửa lần thứ nhất, phải chờ đến 10 phút sau mới được mở cửa lần thứ hai. Mà lần thứ ba lại cách lần thứ hai tận 30 phút lần. Nếu cả ba lần mở mà bọn họ còn chưa có đi ra bên ngoài, như vậy chỉ còn. Nếu sau ba lần mở cửa mà còn không cứu được đám người Lý Quân, vậy có nghĩa là bọn họ đã chết rồi dù bọn họ có chưa chết đi nữa thì hành động cứu viện cũng sẽ bị hủy bỏ bởi vì việc mở chiếc quỷ môn này ra là một hành động cực kỳ nguy hiểm đánh đổi nguy hiểm lớn như này để cứu lấy tính mạng của năm người bọn họ là một điều không đáng thời gian dần dần trôi qua rất nhanh dựa theo kế hoạch thời gian mở cửa lần thứ nhất cũng sắp đến rồi tào duyên hoa lập tức hạ lệnh tần lão thời gian đến rồi sau khi đếm người 10 giây kết thúc thì mở cửa ra. Ở trong căn phòng, mặt tầng lão đầy nếp nhăn, da mọc đầy thi ban, lúc này ánh mắt hơi đục ngầu của lão hơi động một chút, sau đó lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Quỷ môn Đây là một trong số không nhiều thứ mà lão không có nắm chắc khi đối phó với nó. Bởi vì không một ai biết được thứ ở phía bên kia cánh cửa sẽ là gì, sau khi mở ra thứ gì sẽ đi ra. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là những thứ đi ra sẽ là quỷ. Sau khi nhẩm hết 10 giây, Tần lão đưa tay đặt lên trên cánh cửa. Thô ráp, âm lạnh, kèm theo đó là một cổ cảm giác bất an đang liên tục chấn động từ phía bên kia của cánh cửa, lão có thể nghe thấy những tiếng gió sắc bén lướt qua tấm gỗ. Nhưng thực tế thì ở phía sau cánh cửa lại không có gì hết, chỉ là một mặt tường đất mà thôi. Cánh cửa cũ kỹ kia không có tay nắm, cho nên Tần lão chỉ còn cách kéo nó mở ra mà thôi. Không cần phải phí sức lực, thậm chí lão chỉ hơi động một chút. Mạnh mẽ ở phía sau cửa gỗ truyền đến một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, cổ lực lượng này đụng vào tấm ván của cửa gỗ, khiến cho vốn cánh cửa mới chỉ hé ra một khe nhỏ, ngay lập tức mở ra hoàn toàn. Trong chớp mắt, một cổ âm phong thổi qua. Tần lão hơi hí mắt, đồng thời vô ý thức lùi ra phía sau một bước. Lúc này khung cảnh ở phía sau cánh cửa đã hoàn toàn hiện rõ trước mặt của đám người. Đó là một khu vực tối đen như mực, giống như vực sâu vậy, đồng thời trong nó khá giống với cánh cổng đi vào địa ngục dù lúc này có ai đó mở to hai mắt rồi dùng đèn đóng gì mà người ta cho là mạnh nhất cũng không thể nào soi qua và nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía sau cánh cửa hết dường như tất cả ánh sáng đã bị cánh cửa gỗ này ngăn cản hết rồi vậy bình thường dường như cánh cửa gỗ là một màn trắng vô hình nào đó nó ngăn cách hai thế giới với nhau khiến cho người ở bên trong thế giới hiện thực không cách nào nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong thế giới tối tăm kia nhưng hiện tại tấm màn trắng này đã bị phá vỡ vì động tác mở cửa ra kia Tào Duyên Hoa vừa nhìn chầm chầm vào đồng hồ, vừa nhìn mảnh hắc ám ở phía sau cánh cửa. Một phút, chúng ta chỉ có một phút mà thôi. Sau một phút, dù bọn họ có đi ra hay không chúng ta đều cần phải đóng cửa lại. Dường như Vương Tiểu Minh có chút hứng thú với thứ này, hắn ta đứng ở phía ngoài cửa của căn phòng, xuyên qua lớp thủy tinh màu vàng kia, quan sát kỹ cái thế giới hắc ám ở phía sau cánh cửa gỗ. Dù là hắn ta đi nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến được cảnh tượng ở phía sau cánh cửa gỗ này nhưng không đợi đến một phút đồng hồ trôi qua chỉ vừa mới mở cửa được có mười mấy giây thì những ánh đèn ở xung quanh căn phòng đều nhanh chóng ảm đạm giống như hắc ám ở thế giới bên kia đang xâm nhập qua vậy Trẹt, trẹt chỉ trong nháy mắt toàn bộ ánh đèn bắt đầu lấp lóe dòng điện bị thứ gì đó quấy nhiễu phát ra từng tiếng rệt rệt vương tiểu minh có chút suy tư có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực nhanh như vậy hay sao cũng may là căn phòng này được thiết kế rất đặc biệt mặc dù ánh đèn bên trong có chút tối, nhưng bên ngoài cánh cửa lại không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Giống như toàn bộ sự quỷ dị cùng đáng sợ đã bị cánh cửa bằng sắt thép kia ngắn cách hết thảy. Dù cho bên trong căn phòng có xảy ra chuyện nào đó ngoài tầm kiểm soát thì chúng cũng không thể nào ảnh hưởng ra bên ngoài được. Từ đầu đến cuối ánh mắt của tần lão vẫn nhìn chầm chầm vào khu vực tối tăm đằng sau cánh cửa gỗ, giống như đang đợi chuyện gì đó xảy ra vậy. Lại thêm mười mấy giây trôi qua. Ở sâu bên trong bóng tối hình như xuất hiện thứ gì đó, lúc này cánh cửa gỗ bắt đầu có chút rung động, dường như có thứ gì đó đang tiếp xúc với khung cửa nên sinh ra một số động tĩnh. Ngay khi tiếng động kia vừa mới xuất hiện, đột nhiên, mấy ngón tay màu xanh đen giống như tay của người chết vươn ra từ trong bóng tối. Những ngón tay cứng ngắc này túm lấy khung cửa, đồng thời hơi ngọ ngoại, khiến cho khung cửa truyền ra những tiếng kẽo kẹt, mấy lớp sơn màu đỏ đậm trên cánh cửa cũng bị mấy ngón tay này phá hư trên đó lập tức lưu lại mấy dấu tay dữ tợn. Sắc mặt của tần lão khẽ đổi, nhưng vẫn cực kỳ trân định chống nạn nhìn lấy cảnh tượng quỷ dị như vậy tiếp tục diễn ra. Lão đã trải qua rất nhiều chuyện, nên dù trước mặt lão có là quỷ đi nữa thì lão cũng không hề tỏ ra kinh hoảng. Thế nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, không đến 10 giây sau. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.